Chương 2658, cho Đằng ra một trận. Không có, tôi cũng đã nghĩ hàng trăm lần vẫn không hiểu nổi. Chẳng lẽ trên đời này có người làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi? Việc này cũng phải trì hoãn rồi, hơn nữa, Lư Hương này bị trộm chúng ta cũng không công bố. Có lẽ cũng không mấy người biết được, chẳng lẽ đến có mục đích. Trước tiên cho chúng ta ưu đãi, sau đó sẽ tìm đến tận cửa tìm báo đáp. Lý Cường vẻ mặt buồn bực nói. Việc này cũng không phải là không thể. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu cũng như vô duyên vô cớ giận. Bánh từ trên trời rơi xuống là chuyện không thể nào xảy ra. Chúng ta chưa kịp hết chuyện buồn này lại có người giúp chúng ta giải quyết chuyện buồn này. Người này biết chúng ta cần gì, nếu như là một cái bẫy thì thật là đáng sợ. Đến lúc đó, chúng ta thiếu người ta một ân tình dù sao cũng phải suy tính có phải không? Diệp Phàm phân tích. Rõ ràng là giả ngu không trả, ai bảo bọn họ phải chủ động hơn nữa cũng không để lại một mẩu giấy nào. Tuy nói đây là hành động vô lại, nhưng làm người có lúc khó khăn nên hồ đồ, đôi khi cũng nên vô lại một chút có phải không? Huống chi, nếu là có triển vọng thì chúng ta không cần phải khách khí có phải không? Lý Cường không ngờ nói ra lời này, Diệp Phàm thiếu chút nữa phun huyết rồi. Hắn hung hăng trợn mặt nhìn Lý Cường một cái hừ nói. Cậu cho tôi là đồ ngốc có phải không? Người ta có can đảm đem đến chỗ của chúng ta còn đắn đo bản lĩnh của chúng ta sao? Cậu phải biết hòa thượng trộm Lư Hương kia thân thủ không tệ, mà người này có thể lấy lại Lư Hương thì có lẽ chuyện này chỉ có thể là mâu thuẫn với hòa thượng kia thôi. Tạm thời chúng ta không có cách nào bắt hòa thượng kia. Hơn nữa, lão hòa thượng ngốc phi không đang theo dõi chúng ta. Nếu hòa thượng kia mất tích nhất định khoản nợ này sẽ đổ lên đầu chúng ta. Đúng thế, hay chúng ta tập trung vài người đến Ngũ Đài Sơn ngồi chơ, trừ phi hòa thượng kia không ra khỏi cửa, nếu không chúng ta sẽ có cách dẹp ông ta. Tuy nhiên, hiện tại cách mà cậu nói không thể thực hiện được. Chẳng lẽ cứ đợi người khác đến đòi nợ tận cửa sao? Nếu đòi tiền thì thật ra dễ, chỉ sợ yêu cầu mặc dù là cậu cũng không có cách nào. Lý Cường vẻ mặt u buồn đáp. Có cách gì, mặc cho số phận đi. Diệp Phàm khoát tay cởi áo đi tắm. Vừa tắm xong Lý Cường bước vào nói là Đằng Dũng đến gặp, Diệp Phàm hơi sững sờ cười lạnh một tiếng nói. Đến nhanh đấy. Rồi bảo Lý Cường gọi Đằng Dũng vào. Cứ xem người này muốn chơi trò xiếc gì đây. Lúc này Diệp Phàm có Lư Hương trong tay cũng muốn cùng Đằng Dũng diễn một chút. Trên tay Đằng Dũng còn cầm theo hai bình Mao Đài. Diệp Phàm cũng không khách khí, ra hiệu cho Lý Cường nhận. Thế nào, nghe nói các anh đàm phán rất thuận lợi. Hiện tại hợp đồng chính thức đã ký. Hơn nữa, tiền mặt đầu tư cho dự án này đã lên đến 30 triệu. Bước tiếp theo liên kết giữa hai nhà Hoa Đằng cùng tập đoàn Hồng Phách không phải sẽ lớn hơn. Tập đoàn Phong Thiên có bước khởi đầu cao như thế có lẽ không cần vài năm có thể ngang nhiên tiến thẳng vào một trong 30 doanh nghiệp mạnh của tỉnh. Diệp Phàm cố ý tỏ vẻ mệt mỏi. Ừ, kế hoạch đã được xây dựng. Hôm trước lãnh đạo công ty đã tổ chức cuộc họp, ban giám đốc đã phê chuẩn phương án này. Lấy xưởng sản xuất của nhà họ Đằng chúng tôi làm căn cứ xưởng. Còn xưởng của nhà họ Hoa theo đề nghị của anh làm nơi chế tạo những sản phẩm cao cấp cũng như làm bảo tàng về đồ gia. Hơn nữa, tập đoàn Hồng Phách cũng nhìn thấy ý nghĩa lịch sử của xưởng nhà họ Hoa. Kiên quyết đề nghị giữ xưởng nhà họ Hoa lại. Hơn nữa kỹ thuật chế biến da của nhà họ Hoa và nhà họ Đằng từ xưa được kết hợp lại dùng ở xưởng nhà họ Hoa. Còn công nghệ chế tác thủ công được giữ gìn toàn bộ, có lẽ là căn cứ để tạo nên những sản phẩm xa hoa và tinh tế của tập đoàn Phong Thiên. Xưởng sản xuất của nhà họ Hoa sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, không chừng còn là nơi sản xuất theo yêu cầu. Chỉ là bây giờ còn có một số việc trong nội bộ chưa quyết định được. Đằng Dũng nói, phải nhanh chóng quyết định để khởi công sớm. Xưởng nhà họ Hoa ngừng sản xuất một ngày tổn thất không nhỏ. Hiện giờ không chỉ là nhà họ Hoa và nhà họ Đằng hoặc là nhà họ Chu với tập đoàn Hồng Phách rồi. Các anh đã hợp tác, chính là ngồi chung một chiếc thuyền rồi. Có thể kiếm tiền tất cả mọi người đều có thể kiếm, lỗ vốn thì mọi người đều thiệt. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Ừ, vấn đề là bí mật gia truyền trong kỹ thuật chế tác của nhà họ Đằng chúng tôi dùng cho xưởng nhà họ Hoa. Kỹ thuật chế tác ra hơn 1.000 năm của chúng tôi tuy không phải là tài sản cố định nhưng kỹ thuật này cũng có giá đấy. Thậm chí, còn giá trị hơn tiền mặt. Chúng tôi nhất thời không khắc phục được khó khăn bị hạn chế. Kỹ thuật của hai nhà chúng tôi cũng không thể lấy ra không công để tập đoàn Hồng Phách dùng chung. Hai nhà chúng tôi đã bàn bạc qua, kỹ thuật này vẫn do chính mình giữ gìn, không thể lấy ra hợp tác.
chúng tôi lo rằng một khi tập đoàn Hồng Phách nắm giữ kỹ thuật của chúng tôi, người ta sẽ đạp một cước làm chúng tôi thua lỗ lớn. Đặng Dũng nói. Ừ, bí mật kinh doanh là phải giữ, nhưng quá mức thì đối với hợp tác cũng tạo thành rào cản tâm lý vô hình. Các anh không muốn dùng chung kỹ thuật của mình, tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân lại là một trong 100 tập đoàn lớn nhất thế giới. Bọn họ có kỹ thuật chế tạo ra hàng đầu thế giới. Họ cũng không chịu lấy ra hợp tác, thì đối với ba nhà các anh không phải là chuyện gì tốt. Tôi thấy, có phải là nên cùng một bộ phận kỹ thuật? Chỉ có thể đem kỹ thuật chế tác ra từ xưa của các anh kết hợp với tập đoàn Hồng Phách mới có thể làm cho công ty Phong Thiên phát triển. Đương nhiên, kỹ thuật nòng cốt có thể giải quyết thích hợp. Diệp Phàm nói. Ừ, trợ lý Diệp nói có lý. Sau khi về tôi sẽ bàn với các bên. Đặng Dũng gật đầu nhìn Diệp Phàm một cái có vẻ khó nói. Tất nhiên gã đang giả bộ để Diệp Phàm lên tiếng hỏi trước. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng nghĩ gã có lẽ muốn hỏi đến chuyện Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh rồi. Hắn tất nhiên cũng giả ngốc, anh không nói tôi lại càng không nhắc đến. Quả nhiên, ước chừng 3 phút sau, Đặng Dũng uống cạn chén trà mới nghĩ một chút rồi ngượng ngùng nói. Trợ lý Diệp, tài khoản ngân hàng của chúng tôi hiện tại còn đang bị phong tỏa. Ừ, theo quy định là vậy, chỉ khi nào các bên bàn bạc xong thì chính quyền sẽ thông báo cho ngân hàng. Vốn tổ thu hút đầu tư của chúng tôi không có quyền đóng băng tài khoản ngân hàng của các anh. Việc này cũng là không hợp quy định. Tuy nhiên, ban đầu khi tranh cử chức hội trưởng hai nhà các anh đều nói rõ. Ngoài ra chúng tôi cũng lưu giữ biên bản này có hiệu lực pháp luật. Việc này lúc đó Tổng Giám Đốc Đặng cũng ở đó, tôi nhớ anh cũng đồng ý, chẳng lẽ đã quên. Diệp Phàm vừa lên tiếng đã đánh phủ đầu suy nghĩ của nhà họ Đặng. Diệp Phàm cũng nghĩ ra cái gì đó, đoán chừng là nhà họ Đặng muốn lấy khoản tiền hơn 1 tỷ này ra. Có lẽ lai lịch khoản tiền này của nhà họ Đặng có chút vấn đề. Trước đó nhà họ Đặng đoán là có thể tranh được chức hội trưởng, đến lúc đó chức chủ tịch hội đồng quản trị là của nhà họ Đặng còn ai gây sức ép. Không thể tưởng tượng được thuyền lật trong mương, nhà họ Đặng nhất thời phải gom tiền trả lại rồi. Nếu như vay nặng lãi thì lãi có thể đè cổ nhà họ Đặng rồi. Còn một khả năng nữa chính là nhà họ Đặng cần gấp khoản tiền này để làm vốn lưu động. Đương nhiên là không quên. Tuy nhiên, nếu chúng tôi đã đàm phán xong, thì cũng phải mở lại tài khoản để chúng tôi tiến hành chuẩn bị. Ví dụ như sửa chữa nhà xưởng, nếu tiền vẫn đóng băng ở ngân hàng thì làm sao chúng tôi tiến hành được? Không có tiền không thể tiến hành được, khởi động ban đầu chủ yếu là cần tiền. Nhà họ Đặng cũng là công ty cơ sở, muốn làm tốt chuẩn bị thôi. Đặng Dũng nói dối. Ha ha, ý của nhà họ Đặng các anh cũng là ý của ba nhà hợp tác trong tập đoàn Phong Thiên sao? Diệp Phàm là biết rồi còn hỏi. Việc này, thật ra nhà họ Hoa và nhà họ Chu cũng có ý này. Có lẽ là tạm thời không nói chuyện này với trợ lý Diệp. Bởi vì hai ngày trước tôi có việc chung ra ngoài, chúng tôi biết anh trở về nên đến nói chuyện. Vẻ mặt Đặng Dũng cứng đờ vội vàng kéo hai nhà họ Chu Hoa đến để che đậy. Chúng tôi chỉ quản lý tạm thời, một khi ba nhà các anh đã liên kết lấy danh nghĩa tập đoàn Phong Thiên thì Ủy ban Nhân dân và Địa ủy Phong Châu nhất định ủng hộ các anh. Hơn nữa lập tức có thể phá băng có phải không? Nếu nhà họ Đặng cần dùng khoản tiền này vì phải liên kết với hai nhà kia rồi. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoa Đông Thành của tập đoàn Phong Thiên nữa, ý kiến của ông ấy là quan trọng nhất. Diệp Phàm nói, trợ lý Diệp, vừa rồi tôi đã nói với anh đầy đủ đề nghị của nhà họ Đặng. Hơn nữa, khoản tiền này thật sự cũng là tất cả của nhà họ Đặng. Ủy ban Nhân dân địa khu làm như vậy là trái pháp luật rồi. Nếu như nói nhà họ Đặng chúng tôi làm trái pháp luật thì cũng phải việc kiểm sát ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng có phải không? Công việc của tập đoàn Phong Thiên đang ở bước khởi đầu, cần tiền mặt. Đối với sự phát triển của một công ty, chẳng lẽ chính phủ còn muốn can thiệp sao? Việc này hình như không có quy định nào của pháp luật cả. Việc này cũng không phù hợp với chính sách có phải không? Đặng Dũng có chút giận, trợ lý Diệp thật đúng là giàu muốn không tiến. Tự mình đến ám chỉ đã trở về, không ngờ vẫn giả ngu chơi tôi, thật không lấy tài sản lương khô của nhà họ Đặng có phải o. Trái pháp luật hay không do pháp luật quy định, tôi cũng giải thích rõ ràng rồi. Đây là nhà họ Đặng anh tự đồng ý. Ngoài ra, lúc trước có cả các công ty sản xuất đồ da ở Phong Châu tham gia. Hiện tại ban giám đốc của Phong Thiên chưa được quyết định, nhà họ Đặng lại đơn phương yêu cầu tôi phá băng tài khoản ngân hàng của các anh là vi phạm quy định, trái pháp luật. Tuy nói khoản tiền kia là của nhà họ Đặng, nhưng bây giờ coi là góp vốn thành lập công ty.
Nói một cách nghiêm túc, 1 tỷ này hiện giờ không thuộc về các anh mà thuộc về tập đoàn Phong Thiên Phong Châu. Cho nên, Tổng Giám Đốc Đặng muốn dùng khoản tiền này để xây dựng trước công trình thì cũng phải thông báo để Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phong Thiên Hoa Đông Thành đồng ý. Điều này chứng tỏ một mình ý kiến của nhà họ Đặng không có tác dụng rồi. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói, tất nhiên muốn gõ nhà họ Đặng một chút. Chương 2659, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trợ lý Diệp, anh nói rất có lý. Tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ là đại diện cho nhà họ Đặng bí mật trao đổi với trợ lý Diệp một chút. Chúng tôi cam đoan, khi ba nhà đàm phán xong chính thức khởi động việc xây dựng tuyệt đối sẽ không để công trình vì tiền mà bị cản trở. Hơn nữa trước khi xây dựng cũng không cần nhiều tiền như vậy. Một dự án lớn như vậy thời gian xây dựng cần ít nhất 1-2 năm. Một khoản tiền mặt lớn như vậy để nguyên trong ngân hàng là một sự lãng phí lớn. Đảm bảo dòng tiền lưu động cũng là đảm bảo sự phát triển của nhà họ Đặng. Nhà họ Đặng chúng tôi phát triển cũng có thể đảm bảo lớn hơn nữa cho sự phát triển của Phong Thiên có phải không? Hơn nữa, căn cứ vào mức đầu tư lớn ngồi lên vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phong Thiên. Đặng Dũng tiếp lời, quả thật gã đơn giản là đang dùng Lư Hương để ép Diệp Phàm thôi. Rõ ràng hiện giờ cũng nói rõ lý do. Anh nói những lời này có ý gì? Đầu tư lớn, đây là quy định của công ty. Tuy nhiên khi tranh chức hội trưởng các anh đã ký kết hợp đồng rồi. Một khi lúc đó bổ nhiệm Hoa Đông Thành làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phong Thiên thì nhà họ Đặng các anh phải hết sức ủng hộ Chủ tịch phát triển tập đoàn chứ. Không phải là giờ công ty còn chưa khởi công các anh đã muốn bỏ gánh. Chẳng lẽ nhà họ Đặng không có chữ tín nào sao? Chẳng lẽ nhà họ Đặng không nhận hợp đồng do chính mình ký kết? Giọng Diệp Phàm bắt đầu sắc bén lên, quay người dùng giọng hòa hoãn nói. Tổng Giám Đốc Đặng, tôi hy vọng nhà họ Đặng các anh có thể tập trung vào tập đoàn Phong Thiên ở Phong Châu. Phải suy nghĩ cho công ty, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Mà không phải có ý tưởng gì khác, những suy nghĩ này không được. Anh là người trên thương trường, hẳn là hiểu được lực bên ngoài khó lay động nhưng bên trong công phá rất dễ dàng. Điều này không cần trợ lý Diệp nhọc công lo lắng, làm thế nào tốt cho công ty nhà họ Đặng chúng tôi tự giải quyết. Tuy trợ lý Diệp là người làm được trong quan trường nhưng ở lĩnh vực kinh doanh thì Đặng Dũng tôi cũng nói một câu không khách khí, chúng tôi tuyệt không kém hơn anh. Đặng Dũng căm tức, giọng bắt đầu lớn lên. Ha ha, có một số việc Tổng Giám Đốc Đặng cũng không cần phải, ngông cuồng, kiêu ngạo quá mức. Tôi công tác trong chính quyền nhưng tôi tin tưởng rằng nếu tôi kinh doanh thì chưa chắc đã thua anh. Có một số việc đều có quy tắc cả, ai không theo quy tắc đó là không thể. Nếu không phải là chuyện của tôi thì tôi mặc kệ. Việc các anh góp vốn với tập đoàn Hồng Phách là do một tay tôi đỡ lên. Cho nên, mọi cử động của tập đoàn Phong Thiên đều ở trong mắt tôi. Tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì. Ngoài ra, tôi hy vọng tập đoàn Phong Thiên có thể càng chạy càng xa. Nếu anh muốn không theo quy tắc tôi sẽ theo dõi tập đoàn Phong Thiên này đến cuối cùng. Diệp Phàm cười giọng cũng càng ngày càng gay gắt. Vẻ mặt hắn cũng tối sầm liếc nhìn Đặng Dũng nói tiếp. Hơn nữa, tôi cũng muốn khuyên các anh phải chú ý đúng mực. Có những việc nên nói, có những việc nói ra gây hậu quả cũng phải nuốt vào. Trợ lý Diệp nói vậy tức là việc này không thể thương lượng có phải không? Đặng Dũng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Muốn chuyển khoản tiền này đi thì không có thương lượng, trừ phi tập đoàn Phong Thiên được thành lập xong. Nói cách khác bất cứ kẻ nào muốn chuyển khoản tiền này bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoa Đông Thành cũng không được. Diệp Phàm nói. Được. Đặng Dũng gật đầu một cách cứng nhắc nhìn Diệp Phàm nói. Ông cụ nhà chúng tôi hết sức nhớ đến Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh, tôi biết trợ lý Diệp có chút khó xử muốn giữ lại vài ngày. Tuy nhiên, ông cụ nhà tôi hôm nay nói nếu không đem về ông ấy sẽ giận. Hơn nữa, ông cụ đã già, đều đã hơn 90 tuổi chúng tôi cũng khó giải thích. Anh nói rõ một chút xem. Diệp Phàm hừ lanh một tiếng. Việc này trợ lý Diệp hiểu đấp, chúng tôi chỉ muốn lấy lại Lư Hương thôi. Ngại quá, về sau trợ lý Diệp muốn xem thì lại nói. Tuy nhiên, hiện giờ tôi phải đem Lư Hương về rồi. Nếu không, ông cụ đã đến Phong Châu chờ rồi. Nếu không lấy được Lư Hương về thì Đặng Dũng tôi về không thể giải thích. Nếu ông cụ tức giận đến tận nhà trợ lý Diệp đòi thì ngại quá. Đặng Dũng giọng hơi ngại ngùng. Ha ha, đúng lúc tôi xem xong rồi, mà ông cụ ở Bắc Kinh cũng vừa cho người đưa Lư Hương đến, đúng lúc rồi. Diệp Phàm cười ra hiệu cho Lý Cường. Lý Cường, cậu bảo vệ cậu Đặng đem Lư Hương về nhà họ Đặng, phải chú ý an toàn.
Diệp Phàm nói những lời này tất nhiên khiến Đằng Dũng sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu lên một tiếng. Tổng giám đốc Đằng có phải là bị đau răng không, nên đến bệnh viện sớm một chút. Đau răng tuy không phải là bệnh nhưng đau cũng khó chịu. Lư Hương này trước tiên tổng giám đốc Đằng xem một chút có phải thật không. Tuy nhiên, có lúc tôi nghĩ làm người phải phúc hậu một chút. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Phàm nói những lời này là ám chỉ cảnh cáo nhà họ Đằng. Sau khi Đằng Dùng giả vờ giả vịt nhìn một chút rồi chào về, và nói. Hộ tống thì không cần thiết, giữa ban ngày chẳng lẽ còn có thể gặp cướp có phải không? Nếu quả thật chị An của Phong Châu chúng ta như vậy thì công ty của chúng ta phải suy tính một chút. Ha ha, người dân Phong Châu chất phác, chỉ sợ là cướp ở nơi khác thôi. Tôi phải nói với chủ tịch địa khu Lâm một tiếng, tấn công cướp ở nơi khác là không thể trì hoãn. Diệp Phàm châm chọc, coi nhà họ Đằng là cướp rồi. Đằng Dũng tất nhiên đen mặt đi rồi. Sao có thể? Đằng Vân Thanh nhíu mày nhìn Cửu Lộc Xuyên Vân Đình. Đằng Định Phong đã tìm chuyên gia đến giám định, kết luận là hàng thật, tuyệt không phải là hàng nhái. Việc này thật đúng là lạ, mấy ngày trước con đến hỏi trợ lý Diệp không lấy được Lư Hương ra. Hiện tại lại có Lư Hương, chẳng lẽ trợ lý Diệp cũng không làm bể. Chuyên gia cũng đã giám định qua, không phải là hàng giả. Trên Lư Hương cũng không có dấu vết sửa chữa nào. Có thể chắc chắn Lư Hương này chưa từng gặp qua chuyện không may. Đằng Định Phong vẻ mặt buồn bực nói. Không phải lạ mà là rất lạ, chẳng lẽ người để lại tờ giấy kia chơi chúng ta, mục đích là gì? Đằng Vân Thanh nhìn con trai cùng em một cái. Chẳng lẽ là nhà họ Hoa làm, hay là nhà họ Chu của tập đoàn Hồng Phách làm? Đằng Dũng lỡ lời. Đúng là có thể. Đằng Định Phong vỗ đầu nhẹ một cái nói. Cứ như vậy. Nhà họ Hoa có thể nói là thành công trong việc nâng lửa giận của trợ lý Diệp đối với chúng ta. Cứ như vậy không phải càng có lợi cho việc nhà họ Hoa ngồi vững trên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị sao? Hơn nữa, nếu nói là nhà họ Chu cũng có thể. Tôi tin tưởng nhà họ Chu cũng không tốt gì. Chẳng lẽ bọn họ là một trong 100 công ty lớn nhất thế giới, người ta không thể không nghĩ khống chế công ty mới thành lập Phong Thiên. Một khi bắt đầu làm dối có lẽ họ sẽ dùng cái khác để gây mâu thuẫn giữa nhà họ Hoa và Diệp Phàm. Cuối cùng hai nhà đều có mâu thuẫn với Diệp Phàm, sau khi ba hổ tranh chấp tất có người bị thương. Cho đến lúc này thì nhà họ Chu sẽ chiếm được ưu thế. Tuy nói tập đoàn Phong Thiên là công ty, trợ lý Diệp không có quyền can thiệp. Nhưng hắn là trợ lý chủ tịch tỉnh, mà tập đoàn Phong Thiên lại là một tay hắn tạo ra. Ở Phong Châu hẳn là cũng có sức ảnh hưởng. Nếu thực sự hắn vừa ý tập đoàn Hồng Phách tăng mức đầu tư mà bỏ qua hai nhà Hoa Đằng chúng ta. Chỉ cần tập đoàn Hồng Phách đầu tư 200-300 triệu có thể ngồi vững vàng trên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Phong Thiên. Mưu đồ thật độc ác. Đúng là có khả năng, tuy nhiên, ngoại trừ nhà họ Chu và nhà họ Hoa ra tay tôi còn nghĩ không biết có người khác làm việc này. Mà chúng ta vì muốn lấy lại số tiền bị đóng băng ở ngân hàng kia mà thành tay súng của người khác. Tuy nhiên. Người thứ tư này làm thế vì dụng ý gì? Hay là... Đằng Vân Thanh nói đến đây đột nhiên cả kinh trợn lớn mắt. Ý của cha là có người ra tay thêu dệt chuyện, chính là muốn quấy rối tập đoàn Phong Thiên. Tập đoàn Phong Thiên vừa loạn thì Diệp Phàm chùi đít không kịp rồi. Đến lúc đó cục diện trở nên rối rằm thì có lẽ trợ lý Diệp cũng đã bị lãnh đạo tỉnh ủy phê bình rồi. Người ta đang rất hy vọng, từ khi đàm phán với tập đoàn Hồng Phách xong lãnh đạo quan tâm đến Diệp Phàm rồi. Đang đứng trên cao thì rơi xuống cũng thảm hại, nếu thật sự có người đứng sau thì chúng ta cũng phải thay đổi sách lược. Đằng Định Phong nói, ha ha, chúng ta ước gì được như vậy. Đằng Vân Thanh đột nhiên cười vang một cách kỳ lạ. Đại ca, tôi không hiểu cứ như vậy công ty phá sản thì có gì tốt cho chúng ta. Chúng ta đầu tư vào đây 1 tỷ, đến lúc đó thật sự công ty phá sản tổn thất của chúng ta cũng tương đối thê thảm và nghiêm trọng. Đằng Dũng có chút không hiểu. Chú hai. Chú suy nghĩ một chút, mục đích đến Phong Châu của chúng ta là gì? Đằng Vân Thanh cười thần bí. Hay, đại ca đúng là lợi hại. Nếu quả thật có người thứ tư quấy rối phá tan tập đoàn Phong Thiên tuy nói chúng ta có tổn thất một khoản tiền nhưng sẽ tăng tỷ lệ việc tập đoàn Hồng Phách đến đầu tư ở chỗ chúng ta. Đến lúc đó thật có thể hợp tác thành công với họ nhà họ Đằng chúng ta sẽ chiếm vị trí số 1 ở thành phố Sư Đầu. Hơn nữa. Dựa vào hệ thống phân phối của tập đoàn Hồng Phách có thể khiến công ty chúng ta bước lên một bậc thang mới. Không tệ, không tệ, loạn đi, tốt nhất là loạn một ít. Có người nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, chúng ta nhân dịp loạn mới có thể bắt được cá.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chú ý không cần tổn thất quá lớn, khống chế trong hạn mức thấp nhất mới được. Vẻ mặt Đằng Dũng hào hứng nói. Chương 2660, có người muốn ra tay với tôi. Đó là đương nhiên, tiền này là mồ hôi nước mắt của chúng ta. Tuy nhiên, tạm thời mà nói trợ lý Diệp đã trả lại chúng ta lư hương kia, chúng ta đã mất đi giấy thông hành để chuyển hồi lại khoản tiền kia. 1 tỷ này bị đóng băng ở ngân hàng mà bên kia chúng ta lại phải đi mượn, chúng ta phải giải quyết cửa ải khó khăn bên kia rồi nói tiếp. Nói cách khác, chúng ta tổn thất đúng là lớn hơn rồi. Lần này vì chuyện của hắn chúng ta phải dùng bất cứ giá nào rồi. Không ngờ lại gặp Diệp Phàm, người này căn bản cũng không làm việc theo cách thông thường, làm cho tính toán của chúng ta bị phá sản. Mẹ kiếp, thật sự là xui xẻo. Đằng Vân Thanh không kìm nổi cào nhau một hồi. Tôi thấy tên này đúng là ôn thần, nhà họ Đằng chúng ta gặp phải hắn thật sự là khổ tám đời rồi. Nếu một cán bộ bình thường gặp việc này đã mở một mắt nhắm một mắt rồi. Đảm bảo trước khi khởi động tập đoàn Phong Thiên hoàn toàn có thể linh hoạt rút ra một chút tiền. Sau đó chúng ta giải quyết chuyện bên kia xong có thể có một phần tiền để xây dựng tập đoàn Phong Thiên. Hơn nữa, nếu hắn đồng ý thả cho chúng ta con ngựa thì tiền hoa hồng của chúng ta cũng không nhỏ. Người này hình như là không thiếu tiền. Một người cán bộ nhà nước chẳng lẽ thật sự không thiếu tiền? Thật đúng là kỳ lạ. Đằng Định Phong thiếu chút nữa cắn răng. Không thiếu tiền là nói dối. Tôi đoán có lẽ nhà họ Hoa đã cho hắn tiền lì xì tuyệt đối không nhỏ. Nếu cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta đúng không? Tất nhiên là không thể ăn tiền của cả hai nhà có phải không? Đằng Dũng giọng có chút khinh bỉ. Ôi, lần này chúng ta thật sự là ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo rồi. Đằng Vân Thanh thở dài một tiếng ngồi trên sofa có chút mệt mỏi. 2 ngày sau Diệp Phàm vội vàng trở về Đồng Lĩnh. May mắn Khổng Đoan gần đây rất toàn tâm toàn ý với Diệp Phàm nên cũng không xảy ra chuyện gì làm hắn phải lo lắng. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm có chút buồn bực đó là Vương Long Đông cũng không được đề bạt. Mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã cử xuống một bí thư đảng quần chúng là Vệ Bình Cương. Hóa ra là đã đảm nhiệm phó giám đốc sở ở sở dân chính. Tuy nói cấp bậc không thay đổi nhưng sở dân chính là đơn vị như thế nào ai cũng biết. Vệ Bình Cương không có chút thực lực là không thể nào đến Đồng Lĩnh đảm nhiệm nhân vật số 3. Hơn nữa, qua hỏi thăm Diệp Phàm mới biết, Vệ Bình Cương lúc trước chính là do Bí Thư La đề bạt lên. Hiện tại trao quyền cho cấp dưới đến Đồng Lĩnh không biết có phải có thâm ý gì không, Diệp Phàm nghĩ không ra. Vốn cho rằng chỉ tốt bệnh cho bà xã của Bí Thư La thì đề xuất của hắn cũng có chút tác dụng. Không biết có phải giống như câu nói của Tề Chấn Đào, vị trí của Vương Long Đông không cần suy nghĩ không? Xem ra, mặc dù vừa ý với hắn nhưng Bí Thư La cũng sẽ không để hắn đảm nhiệm hết những việc ở Đồng Lĩnh. Luôn xen kẽ trong đó một số nhân tốt không xác định để cân bằng bộ máy thành ủy Đồng Lĩnh. Nghệ thuật giữ thăng bằng, mẹ kiếp, Diệp Phàm không khỏi thầm mắng một câu trong lòng. Vệ Bình Cương vẻ mặt hơi cao có đeo kính mắt phiền vàng, ăn mặc giống như một học giả. Nhìn thế nào cũng không giống với nhân vật số 3 của Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng âm thầm cảnh giác. Thường thường người như vậy mới khó đối phó. Quá kiêu ngạo giống như Sa Quân thì sẽ dễ giữ cân bằng một chút. Bởi vì nếu quá kiêu ngạo thì cũng sẽ đắc tội với nhiều người. Đến lúc đó có cơ hội thì dụ dỗ mọi người, tất nhiên mọi người muốn đẩy ngã y. Mà Vệ Bình Cương rất khiêm tốt, vừa đến Đồng Lĩnh trên mặt lúc nào cũng mỉm cười, hơn nữa nhìn thấy ai cũng chào hỏi. Đối với Diệp Phàm cùng với Khổng Đoan, Vệ Bình Cương luôn tỏ vẻ khiêm tốn. Nghiễm nhiên lão Vệ chính là cấp dưới của Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm cũng đã thử qua Vệ Bình Cương, vừa mới ngày thứ 3 đã bảo ban tổ chức đưa ra một vài ứng viên cho điều chỉnh nhân sự. Vệ Bình Cương nhìn qua bảng điều chỉnh này xong nói mình vừa mới đến Đồng Lĩnh chưa hiểu rõ còn cần một thời gian ngắn nữa mới có thể tham gia thảo luận, cho nên mời Diệp Phàm toàn quyền giải quyết. Lão Vệ rất khiêm tốn, lần này Diệp Phàm thử nước bằng cách điều chỉnh nhân sự không hề lên tiếng. Cả ngày nói câu phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo. Ngay cả Khổng Đoan cũng tương đối khách khí với Vệ Bình Cương. Phải biết rằng trước kia Sa Quân kiêu ngạo thế nào thì Khổng Đoan còn kiêu ngạo hơn gã. Có lẽ là Khổng Đoan cũng cảm thấy được cái gì đó. Ngày 15 tháng 6, lễ khởi công tập đoàn Phong Thiên chính thức được tiến hành. Bí thư La cùng Chủ tịch tỉnh Tề và Phó Chủ tịch Điền không ngờ đến dự đông đủ. Làm cho lãnh đạo lớn nhỏ trong toàn tỉnh ánh mắt ghen ghét. Người cay đắng nhất có lẽ là Thái Lượng, nhân vật số 1 của Phong Châu.
bởi vì quy mô rõ ràng vượt qua các lãnh đạo tỉnh đến dự khởi công dự án kênh sinh thái Thiên Phong rồi. Ngay cả những cán bộ thường cũng có thể nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên Diệp Phàm biến thành chủ đề trà dư tửu hậu của các cán bộ đồng lĩnh. Diệp Phàm trở thành người nổi tiếng của Tấn Lĩnh rồi. Mà đài tỉnh hình như cũng nghe được tin tức, trong tin đưa về lễ khởi công tần suất của Diệp Phàm xuất hiện không ngờ còn nhiều hơn bí thư tỉnh ủy La và chủ tịch tỉnh Tề. Người thạo tin nói khi Diệp Phàm xem tin tức buổi tối, ngồi trước TV mà mặt tái đi. Làm cái gì, muốn đùa chết tôi hay sao? Diệp Phàm không kìm nổi mắng một câu, quay người lập tức gọi điện thoại cho Tề Chấn Đào. Chú Tề, chú đã xem tin tức chưa? Diệp Phàm hỏi vội vàng. Vừa mới xem, trợ lý Diệp lợi hại thật, thành người nổi tiếng rồi. Tề Chấn Đào còn đùa. Chú Tề, ngay cả chú cũng giễu cợt cháu. Cháu đang lo đến chết đâu, bọn họ làm như vậy không phải là hại cháu sao? Chú Tề xem có lẽ cũng chướng mắt vậy càng đứng nói đến bí thư La cùng với các lãnh đạo khác của tỉnh ủy sau khi xem xong sẽ có ý kiến như thế nào đây? Diệp Phàm vội vàng kêu lên. Trong quan trường gọi đây là nắm giết, hiện giờ cậu bị lửa thiêu mông rồi. Cho nên, đôi khi cậu cần náo nhiệt nhưng rất náo nhiệt thì có thể nắm giết nguy hiểm. Cậu làm ra thành tích, việc này rõ như ban ngày. Người hâm mộ cậu không ít, nhưng những người ghen ghét đố kỵ trong tỉnh cũng không ít. Vì sao thường nói súng bắn chim đầu đàn là như vậy? Cậu không ra mặt không việc gì, cậu vừa ló mặt ra người ta tất nhiên muốn hướng vào cậu rồi. Giọng Tề Chấn Đào nghiêm túc nói. Mẹ kiếp, đài tỉnh làm như vậy nhất định phải do ban tuyên giáo tỉnh ủy ám chỉ rồi. Nói cách khác tình huống như thế này phải qua cửa xét duyệt tuyên truyền của tỉnh ủy. Tôi nhớ là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy là Trần Tú Chân, tôi không cừu không oán với cô tại sao cô lại nắm giết với tôi. Diệp Phàm tức giận nói. Có phải là trưởng ban Trần còn phải suy tính? Trưởng ban Trần là lãnh đạo ban tuyên giáo. Nhưng cô nào có tự mình phê duyệt, tất nhiên là có một số đồng chí phía dưới làm việc này. Trưởng ban Trần có lẽ chỉ phê duyệt đối với một số việc lớn. Tề Chấn Đào nói. Ừ, đúng thế, tuy nhiên, một đề tài lớn như vậy chắc chắn là do phó trưởng ban tự mình phê chỉ thị mới được. Chẳng lẽ một số phó trưởng ban có người muốn ra tay với tôi hay sao? Hình như tôi cũng chưa từng tiếp xúc với họ. Diệp Phàm hừ nói. Cậu không tiếp xúc với họ cũng không có nghĩa là bọn họ không ra tay với cậu. Bọn họ không cừu không oán với cậu nhưng cũng không có nghĩa là người khác với cậu cũng thế. Tề Chấn Đào nhắc nhở. Chú Tề biết người này sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi nào có bản lĩnh và thời gian rảnh để quan tâm đến chuyện này. Cả tỉnh có bao nhiêu việc chờ tôi giải quyết. Tuy nhiên, cậu thật đúng là bị để ý. Nếu chương trình hôm nay đã phát sóng rồi, vậy cậu có thể hỏi thăm xem người nào chịu trách nhiệm phê duyệt. Tề Chấn Đào cười cúp điện thoại. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, mắng một câu. Sao? Rồi bắt đầu hỏi thăm. Cuối cùng biết được phó trưởng ban Vi Công Minh, vừa nghe nói họ Vi Diệp Phàm liều nghĩ. Sau khi hỏi thăm mới biết được người này là người thân của phó chủ tịch tỉnh Vi Bá Tiếu. Mà Vi Bá Tiếu chính là hậu trường của Thái Lương bí thư địa ủy Phong Châu. Vậy chuyện này rõ ràng nhất định là Thái Lượng đứng sau lưng. Tất nhiên, người này không thể nào nuốt giận được với Diệp Phàm. Diệp Phàm đang tính kế xem làm thế nào để làm phiền Vi Công Minh thì điện thoại cũng vang lên. Vừa nhấc máy thì thấy tiếng của trưởng ban tổ chức địa ủy Phong Châu Bạch Hiểu Hồng hỏi. Trợ lý Diệp, buổi tối anh có xem tin tức không? Có, cô cũng phát hiện manh mối có phải không? Diệp Phàm thuận miệng gọi. Dù sao Bạch Hiểu Hồng có thân thích với Phượng Khuynh Thành Diệp Phàm cũng tùy tiện một chút. Ừ, việc này cũng hơi biết một chút, có lẽ là nhất định cán bộ có kinh nghiệm đều có liên tưởng. Hơn nữa, trên màn ảnh TV thì hình ảnh của cậu trên TV còn chặn trước cả mặt Bí Thư La. Bí Thư La chỉ còn lại nửa mặt, việc này Bí Thư La thấy không biết sẽ cảm thấy thế nào. Bạch Hiểu Hồng nói, có người tôi muốn ra tay với tôi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cậu đã điều tra rõ rồi có phải không? Bạch Hiểu Hồng hỏi. Không thể không liên quan đến Thái Lượng. Diệp Phàm nói qua tình hình một lần. Bạch Hiểu Hồng không phải là người ngoài, thật ra là người đáng tin cậy duy nhất của Diệp Phàm ở Phong Châu. Vi Công Minh rõ ràng là người thân của Vi Bá Tiếu, nếu nói là chuyện này do Phó trưởng Ban tuyên giáo Vi Công Minh làm thì có lẽ chuyện này còn liên quan cả đến Phó Chủ tịch tỉnh Vi. Quan hệ giữa Thái Lượng và Vi Công Minh có lẽ không nhất định phải có. Mà Thái Lượng chỉ thuyết phục Vi Bá Tiếu, chỉ có ông ta mới có thể sai khiến Vi Công Minh làm chuyện này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy trong này có chút nghi vấn.
nếu làm như vậy mà có sơ sót nhất định bí thư La sẽ đoán được. Cậu cũng đã đoán được người quản lý mảng đài tỉnh chẳng lẽ Vi Công Minh không sợ bí thư La không hài lòng hay sao? Vi Công Minh thực dám làm như thế cũng có chút ngu xuẩn rồi. Vi Công Minh chuyện gì cũng nghe Vi Bá Tiếu, chuyện lớn như vậy nhất định sẽ hỏi Phó Chủ tịch Vi trước. Phó Chủ tịch Vi chẳng lẽ không nghĩ như vậy sẽ tự dẫn đến mình sao? Bí thư La tức giận cũng không phải là Phó Chủ tịch Vi có thể chịu được. Mặc dù quan hệ của bọn họ không tệ, nhưng một là một, hai là hai. Là một phó chủ tịch tỉnh lâu đời như Vi Bá Tiếu, tôi nghĩ ông ta không phạm phải sai lầm cấp thấp như vây. Bạch Hiểu Hồng phân tích. Chương 2661, mượn bài mỉa mai. Đúng vậy, tôi cũng suy nghĩ trăm lần không có lời giải đáp. Chúng ta có thể nghĩ đến quan hệ lợi hại của phó chủ tịch tỉnh Vi và phó trưởng ban Vi không thể không nghĩ đến. Nhưng chuyện này thật sự xảy ra rõ ràng trước mắt chúng ta mà. Vậy chắc chắn có người lén lút mới như thế có phải không? Nếu Vi Công Minh không đồng ý thì cấp dưới nào dám làm? Đưa tin về nhân vật có số ở tỉnh ủy là một chuyện lớn, có đồng chí nào dám sằng bậy? Diệp Phàm nói, việc này vừa rồi xem xong tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trong đó còn một điểm quan hệ có lẽ cậu không hiểu được. Bạch Hiểu Hồng nói tôi nghe một chút xem. Diệp Phàm hỏi, chính là về Lưu Ngôn, có lẽ cậu không biết gã là ai? Bạch Hiểu Hồng nói, chưa từng nghe nói qua người này. Diệp Phàm hừ nói, người này là quản lý tuyên truyền của ban tuyên giáo tỉnh ủy, mà phê duyệt chuyên mục trên đài truyền hình liên quan rất lớn với gã. Đương nhiên chương trình tin tức tối nay chắc chắn được Vi Công Minh gật đầu. Bình thường việc nhỏ cũng không cần Vi Công Minh phê duyệt. Mà Lưu Ngôn là em họ của Thái Lương. Bạch Hiểu Hồng nói ra những lời này suy nghĩ của Diệp Phàm có phần lớn hơn. Chẳng lẽ là Lưu Ngôn lừa dối, tuy nhiên, gã làm như vậy hậu quả chẳng lẽ không quá lớn? Vi Công Minh còn không rút ra sao? Lưu Ngôn có thể ngồi ở vị trí hôm nay chắc chắn cũng không dễ dàng. Sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Diệp Phàm cũng có chút nghi ngờ khó hiểu. Có người cũng chó cùng rứt dậu đấy, cho đến lúc này nói cũng sẽ rối rắm. Người này chưa choáng thì cái gì cũng có thể làm được. Nở mày nở mặt của cậu cũng khiến nhân vật số 1 của Phong Châu mất hết thể diện. Muốn một bước liền bôi xấu được cậu là lúc những người khác ra trọng quyền. Hơn nữa cậu còn không nghi ngờ Lưu Ngôn, mà Vi Công Minh là đối tượng hoài nghi số 1. Tôi đoán Lưu Ngôn có phải là rời khỏi ban tuyên giáo rồi mới dám chơi trò này. Bạch Hiểu Hồng đoán. Vậy chúng ta cứ chọc thủng nó là được, khiến cho Vi Công Minh đến chừng trị hứn. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên quan hệ của tôi và Vi Công Minh cũng không thân lắm. Có lẽ ông ta cũng nhìn thấy quan hệ lợi hại trong đó cho nên, có chịu ra tay hay không cũng khó nói. Có lẽ việc này chính là ông ta muốn vậy. Nếu là Vi Công Minh làm thì cậu không tiện ra tay, tuy nhiên, chúng ta có thể đi một con đường vòng, để người khác đến gõ Vi Công Minh. Bạch Hiểu Hồng không ngờ cười lạnh một tiếng, đây là việc khá hiểm thấy. Ai thích hợp nhất, chủ tịch Tề không được, việc này ông ấy sẽ không dễ làm. Diệp Phàm nói, lãnh đạo của tôi trưởng Ban Chu. Bạch Hiểu Hồng nói một câu làm Diệp Phàm hỏi. Trưởng Ban Chu, là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Mặc dù là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy có quyền lực lớn nhưng cũng không cần biết đến hệ thống tuyên truyền. Ngoài ra, hai vị đó đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Ha ha, trưởng Ban Chu không quản được Vi Công Minh, ngay cả Lưu Ngôn cũng không quản được. Nhưng trưởng ban Trần Tú Chân quản được Vi Công Minh và Lưu Ngôn. Bạch Hiểu Hồng cười nói. Chị nói quan hệ giữa trưởng ban Trần và trưởng ban Chu không giống bình thường. Diệp Phàm hình như hiểu ra rồi. Cũng không nhất định như vậy, tuy nhiên tôi biết trưởng ban Chu đối với cậu không rồi. Hơn nữa, khi cậu đến Phong Châu rồi những lần đi lên tỉnh công tác trưởng ban Chu đều nhắc tới cậu trước mặt tôi. Tôi nghĩ, trưởng ban Chu không biết được quan hệ giữa hai chúng ta. Ông ấy chỉ muốn cho cậu mở rộng mạng lưới quan hệ một chút. Lợi dụng ảnh hưởng của ông ấy ở Phong Châu để cậu tìm được vài đồng chí tin cậy. Mà tôi là cấp dưới của ông ấy là thích hợp. Bạch Hiểu Hồng nói. Đến lúc đó trưởng ban Chu đem băng ghi hình này đặt lên bàn trưởng ban Trần. Mặc dù trưởng ban Trần muốn giả ngu cũng không được rồi. Có lẽ lúc trước trưởng ban Trần cũng nghĩ việc này do Vi Công Minh làm, tiếp theo cũng sẽ nghĩ đến Vi Bá Tiếu. Thế của nhà họ Vi ở tỉnh ta cũng tương đối. Ngay cả Trần Tú Chân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng phải suy nghĩ đến mối quan hệ này. Huống chi phó chủ tịch Vi thân thiết với bí thư La, khiến cho trưởng ban Trần không thể không nể mặt.
Việc này đối với cô ấy mà nói chỉ cần bí thư La nhắc nhở cái gì thì cô cũng nhắc nhở một chút rồi cho qua. Việc này, có phải là quá làm khó trưởng ban Chu không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là có chút khó xử. Ngoài ra, trưởng ban Chu có chịu ra tay không cũng khó nói. Dù sao việc này liên quan rất phức tạp, bọn họ có băn khoăn cũng là bình thường. Tuy nhiên, tôi nghĩ quan hệ giữa trợ lý Diệp và trưởng ban Chu không phải bình thường. Nếu quan hệ của hai người vượt qua được những băn khoăn thì trưởng ban Chu nhất định sẽ ra tay. Phó trưởng ban Bạch nói. Vậy hãy để trưởng ban Trần ra mặt gõ Vi Công Minh hoặc Lưu Ngôn. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại xong lập tức vận dụng các mối quan hệ. Sau đó gọi điện thoại cho trưởng ban Chu Bình Minh ân cần hỏi thăm. Trưởng ban Chu, chào ngài, tôi là Diệp Phàm. Ừ, Tiểu Diệp, không tệ. Gần đây ở Phong Châu bận quá đấy. Kinh động cả tỉnh Tấn Lĩnh. Hiện giờ cậu trở thành nhân vật nổi tiếng của cả tỉnh. Đáng tiếc là đài tỉnh chúng ta không có chuyên mục phỏng vấn trực tiếp, không thì có thể lên đài. Chu Bình Minh cười, lời khen rất chân thành. Tuy nhiên, phía sau câu nói cũng có chút ý tứ sâu xa. Ôi, việc này tôi còn phải cảm ơn đài truyền hình tỉnh đặc biệt quan tâm với Diệp Phàm tôi cho nên, tôi nghĩ có thể nhờ trưởng ban Chu mời lãnh đạo ban tuyên giáo ăn một bữa cơm xoàng được không? Đài tỉnh đã cố gắng hết sức để tuyên truyền phát triển miễn phí cho Phong Châu chúng ta. Làm tổ trưởng của tổ thu hút đầu tư Phong Châu, kinh phí của tổ dù eo hẹp cũng phải mời một bữa cơm có phải không? Diệp Phàm cười nói, tin rằng trưởng ban Chu chắc chắn sẽ hiểu ý nghĩa của từ đặc biệt quan tâm. Việc này là nên thế, tuy nhiên, trưởng ban Trần phải ngày mốt mới về. Trưởng ban Chu nói, ngày mốt là 17 vậy chúng ta chọn 5 giờ 30 gặp ở Đông Đình Các ở Tính Thành có được không ạ? Diệp Phàm hỏi, ừ, việc này tôi gọi điện thoại nói chuyện với trưởng ban Trần một chút. Nếu ngày 18 không có việc thì tôi sẽ trả lời cậu. Trưởng ban Chu trả lời dứt khoát. Diệp Phàm tất nhiên thầm cảm kích, nghĩ tất cả việc này đều do Ninh Chí Hòa đã có lời với Chu Bình Minh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đương nhiên, sau đó có lẽ Chu Bình Minh cũng biết quan hệ của Diệp Phàm với nhà họ Kiều. Tất nhiên là càng thân thiết rồi, Ninh Chí Hòa có lẽ sau đó liền trở thành người giật dây. Tuy nhiên, Diệp Phàm hơi nghi ngờ không biết có phải Chu Bình Minh là người trong hệ thống nhà họ Phí không. Buổi chiều ngày hôm sau Vương Long Đông gọi điện thoại đến, mời Diệp Phàm ăn cơm chiều. Diệp Phàm trêu y nói ở Phong Châu hắn là chủ, phải mời khách thì tự mình mời, sao lại xoay đến Vương Long Đông mời. Tuy nhiên, Vương Long Đông kiên trì muốn mời, Diệp Phàm hỏi gã là chuyện gì cũng không nói, Diệp Phàm cũng có chút buồn bực, 5 giờ chiều sau khi tan việc lên xe đi thẳng đến Vạn Hương Lầu. Vạn Hương Lầu này nghe thật có chút quê mùa, tuy nhiên, đồ ăn ở Vạn Hương Lầu là tuyệt vời ở Phong Châu. Tất cả đều mang phong cách Phong Châu, tuy nhiên, giá cũng không phải thấp. Hơn nữa, đôi khi còn có thể ăn một số đặc sản miền núi ở đây. Đương nhiên đặc sản này cũng là những thứ được bảo vệ cấp 3 của nhà nước thôi. Nhưng sản vật rừng nói được bảo vệ vẫn là được bảo vệ, nói không được bảo vệ cũng bình thường. Đương nhiên, Cục Công Thương muốn kiểm tra cũng có thể hợp tình hợp lý. Chẳng qua nghe nói người đứng sau Vạn Hương Lầu nghe nói rất có thực lực, trên cơ bản không có mấy người mắt mù đến đây kiểm tra cái gì. Ngay các đồng chí công an, thuế vụ cũng bảo kê cho quán này. Tuy nhiên, rốt cuộc hậu trường là ai Diệp Phàm cũng không rõ lắm. Hơn nữa cũng không muốn để ý đến việc không đâu này. Địa bàn của Vạn Hương Lầu rất lớn, vì địa hình Phong Châu bằng phẳng. Hơn nữa kinh tế không mấy phát đạt cho nên giá đất cũng không phải là đắt. Tất nhiên kẻ có tiền có thể mua được mảnh đất xây nên Vạn Hương Lầu. Một tòa nhà 2 tầng, tầng lớn không phải ở trên cao mà dưới đất. Xung quanh giống như vườn cây, rất nhiều hoa và cây cối. Còn có các núi giả đặt trước Vạn Hương Lầu, nhìn sơ qua còn tưởng rằng đó là một công viên nhỏ. Đến gần mới biết đó là một quán ăn. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa bước xuống xe phát hiện mấy bóng người quen thuộc. Đứng bên cạnh Vương Long Đông là Tổng Giám Đốc phụ trách khách sạn Kinh Đô Bắc Kinh của Kim Lăng Cổ Phủ Cổ Đức. Con trai của Cổ Vượng cũng ở đây, Cổ Đức là chú của Cổ Phi Phi. Trước kia là người ngăn cản Vương Long Đông và Cổ Phi Phi có sự giúp đỡ của Thanh Kiếm Can Tương. Lúc trước Cổ Đức rất kiêu ngạo, căn bản là kinh thường Vương Long Đông cùng Diệp Phàm. Không thể tưởng được hiện giờ hai người lại đi với nhau. Diệp Phàm suy nghĩ ra điều gì đó, có lẽ là Cổ Đức không chịu được áp lực của liên kết bạn bè Phí Nhất Độ đối với khách sạn Kinh Đô cuối cùng chọn cách tước vũ khí đầu hàng hướng Vương Long Đông khuất phục. Người này cũng quá không khí phách, Diệp Phàm thầm khách sáo một câu hướng về phía Vương Long Đông.
thật ra, thay đổi cũng là việc thường tình của con người. Dù nói thế nào bà xã của Vương Long Đông vẫn là người nhà họ Cổ. Tuy nói lúc đó bị cắt đứt quan hệ nhưng huyết thống không đứt được, đã cứt đứt xương cốt còn hợp lại được mà. Hẳn là Cổ Phi Phi đã nhẹ nhàng nói với Vương Long Đông, những lời nói nhẹ nhàng gối đầu đối với người đàn ông không khác gì bão cấp 18. Vương Long Đông có lẽ cuối cùng không chịu được sự dịu dàng của Cổ Phi Phi mà phải đầu hàng trên bụng đàn bà. Anh Diệp, phong cảnh ở Phong Châu đẹp như vậy sao không mời tôi và Long Đông đến đây vui đùa một chút, có phải sợ chúng tôi ăn chết anh không? Cổ Phi Phi vẻ mặt tươi cười, nụ cười tươi kia như không có tim không có phổi. Thật đúng là có chút sợ, ai bảo mấy người ăn như vậy? Diệp Phàm nhún vai, cười, ánh mắt lơ đãng đảo qua bụng của Cổ Phi Phi, cười nói. Long Đông, cậu được lắm. Được gì, anh Diệp, anh nói câu này tôi không hiểu. Vương Long Đông cười nói, thật ra, gã hơi chột dạ, ánh mắt không ngờ đã nhìn lướt qua bụng bà xã. Việc này, đương nhiên chỉ có đôi mắt ưng của Diệp Phàm mới có thể phát hiện. Cổ Phi Phi mang thai nhiều nhất là hơn 3 tháng, bụng chỉ thay đổi một chút, người thường khó có thể phát hiện. Còn giả ngốc với tôi, giả bộ thì sau này đứa bé này đừng gọi tôi là bác. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Anh Diệp đã phát hiện, lợi hại, tôi phục rồi. Vương Long Đông có chút thẹn thùng mặt không ngờ có chút đỏ. Tuy nhiên, phần lớn là đắc chí. Việc này có thể thăng cấp làm bố đương nhiên là đáng kiêu ngạo rồi. Làm từ lúc nào thế? Diệp Phàm hỏi. Chương 2662, nhà họ Cổ nhận lỗi. Sắp rồi. Trong vòng 3 tháng này, đến lúc đó anh Diệp là khách quý của Vương Long Đông. Vương Long Đông gật gật đù nghiêng người để Cổ Đức lộ ra nửa người. Anh Diệp, chú tôi nói Phong Châu ông ấy chưa đến bao giờ, cho nên cũng muốn đến chơi, tiện mời anh Diệp ăn bữa cơm rau muối với chúng tôi. Vương Long Đông còn đang ngại ngùng thì Cổ Phi Phi đã bước lên giới thiệu rồi. Cổ Đức đứng sau mấy người cũng có chút xấu hổ, Diệp Phàm tất nhiên cũng không dễ dàng bỏ qua cho bọn người kia như vậy. Vì thế hắn tỏ vẻ hơi lạ hỏi. Quái, Phi Phi, không phải mọi người đoạn tuyệt quan hệ rồi sao, đây là thế nào đây? Không đâu, trợ lý Diệp, lúc đó cha Phi Phi là nói nhảm, đây là quan hệ huyết thống, làm sao có thể đoạn tuyệt có phải không ạ? Cổ Đức mặt mo vội vàng cười bước lên một bước nói. Đối với người giảo hoạt trong kinh doanh như gã đơn giản chỉ là mất mặt một chút thôi, da mặt của người này đã sớm được luyện rồi. Nhiều một chút ít một chút không sao cả, tuy nhiên. Vẫn có chút xấu hổ. Còn không chào hỏi trợ lý Diệp đi. Cổ Đức nhìn con trai Cổ Vượng đứng bên cạnh nói. Chào trợ lý Diệp. Cổ Vượng cũng cực kỳ không thoải mái chào Diệp Phàm. Hả, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm, có thể thể đi. Diệp Phàm cười châm chọc. Đúng vậy, không phải ý như vậy. Cổ Đức hòa giải. Hai bên nói chuyện vài câu rồi đi thẳng đến phòng riêng số 1. Ngồi xuống bắt đầu uống trà. Diệp Phàm cố ý lạnh nhạt với Cổ Đức lại nhiệt tình tán gẫu với Vương Long Đông. Không lâu sau đồ ăn được mang lên, ăn vài miếng uống vào mấy ly rượu xong Cổ Đức cầm chén rượu ra vẻ cung kính nói. Trợ lý Diệp, trong chuyện của Vương Long Đông và Cổ Phi Phi nhà họ Cổ giải quyết có chút không tốt rồi. Tuy nhiên, hiện giờ mọi việc đã qua, Phi Phi đã có bầu, anh tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, là một người con gái. Tuy nói có nhiều con trai, nhưng chỉ có một đứa con gái. Cô như vậy ông ấy cũng đau lòng. Đau lòng là như vậy sao? Ông ấy thiếu chút nữa chôn vùi hạnh phúc cả đời của Phi Phi. Diệp Phàm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Việc này lúc đó chúng ta, nói như thế nào được, cũng không thể nói cho rõ ràng được. Cổ Đức cũng khá xấu hổ. Không nói được rõ ràng tôi nói thay các anh. Đơn giản các anh nghĩ người anh em Vương Long Đông của tôi chỉ là một cán bộ quèn, lại không có nhiều tiền. Cho rằng nhà Nam Vân có mấy người là lãnh đạo cấp tỉnh, nhà lại giàu có, Vương Long Đông không thể sánh bằng. Nhưng có một chút tôi muốn nói với các anh, người anh em Vương Long Đông của chúng tôi, Diệp Phàm tôi kiêu ngạo nói một câu, là thành viên tổ chức mà ai nghe cũng phải choáng. Nhà Nam Vân thì thế nào? Diệp Phàm tức giận cố tình chọc tức lão già này. Đúng vậy. Cổ Đức đỏ bừng mặt gật đầu nói. Trợ lý Diệp việc này lúc trước Cổ Dũng tôi nghĩ nhầm rồi. Tôi cạn ba chén để tỏ lòng xin lỗi ngài. Cổ Dũng đứng lên, mặc kệ Diệp Phàm có đồng ý hay không cũng uống vào ba ly rượu, mặt ông ta lập tức đỏ lên. Phải biết rằng đây chính là cốc có chân dài, một ly chừng 1/3 lít. Đây là ông đang cùng ly với ai? Diệp Phàm cũng không nể mặt,
đưa mắt nhìn Cổ Dũng một cái thản nhiên hừ nói. Tôi tự phạt ba chén để nhận lỗi với trợ lý Diệp. Cổ Dũng đỏ mặt nói, không biết là rượu đỏ hay là mặt đỏ. Biết mình sai rồi sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ một cái đưa mắt nhìn ông ta. Tôi sai rồi. Lúc trước là Cổ Dũng khơi mào chuyện này, bởi vì quan hệ của ông ta và nhà Nam Vân không tệ, cho nên mới dẫn đến trò khôi hài này. Cổ Dũng đương nhiên là cũng có tâm tư đấy, người này có thân thủ ngũ đẳng, nhà Nam Vân có cao thủ, Cổ Dũng muốn thông qua việc Cổ Phi Phi đến nhà Nam Vân để ông ta có được sự hỗ trợ về võ công của nhà Nam Vân. Tất nhiên, hiện giờ tài sản quan trọng nhất của nhà họ Cổ là khách sạn Kinh Đô lại lọt vào vòng tròn liên kết của bạn Phí Nhất Độ. Tất nhiên, nhà họ Cổ bắt đầu oán trách Cổ Dũng cùng với Cổ Đức lúc trước gây chuyện. Dù sao việc này cũng liên quan đến lợi ích của các ngành trên của nhà họ Cổ. Hơn nữa, hôm nay tuồng vui này cũng là các lãnh đạo cấp trên của nhà họ Cổ đã bàn rất lâu. Đương nhiên, bạn bè của Phí Nhất Độ ra tay, nhà họ Cổ cũng đã đọ sức rồi. Nam Vân có hai cấp thứ trưởng cũng đã giúp đỡ nhà họ Cổ. Nhưng bạn bè Phí Nhất Độ cơ bản đều là người trong vòng thái tử Bắc Kinh. Hơn nữa người nhà mỗi người đều là những nhân vật khá có phân lượng. Cuối cùng hai thứ trưởng của nhà Nam Vân cũng không hề địch lại được. Mà Cổ Phi Phi lại không đồng ý đến nhà Nam Vân làm dâu, hôn sự này không thành nhà Nam Vân tất nhiên không chịu dùng quyền lực ở Bắc Kinh giúp nhà họ Cổ. Mất đi sự giúp đỡ của nhà Nam Vân, nhà họ Cổ cũng dùng tiền để lấy quan hệ. Cuối cùng mấy người có phân lượng vừa nghe việc mấy công tử này gây sức ép vội vàng thoái thác ngay cả tiền cũng không dám nhận. Mà nhà họ Cổ cũng thật sự lợi hại, tìm được mấy người bạn của Phí Nhất Độ muốn dùng tiền để thượng lượng giải quyết việc này. Không thể tưởng được người ta không nể mặt chút nào, hơn nữa còn tăng cường việc gây áp lực cho khách sạn Kinh Đô. Nhà họ Cổ không có cách nào, ngoài ra nhà họ Cổ cũng không muốn buông tha khách sạn Kinh Đô. Tuy nhiên, một nguy cơ lớn bao phủ nhà họ Cổ rồi. Chỉ sợ buông tha khách sạn Kinh Đô người ta sẽ tiếp tục chèn ép các công ty của nhà họ Cổ. Đây không phải là chỉ là tức giận thôi. Nhà họ Cổ cũng đã phân tích rất nhiều, đưa ra mấy cái tên tám phần muốn đẩy ngã tập đoàn nhà họ Cổ. Cân nhắc lợi hại, nhà họ Cổ cuối cùng chọn cách thỏa hiệp, thậm chí khuất phục. Tất nhiên, hôm nay cử mấy đầu sỏ Cổ Đức cùng Cổ Dũng gây chuyện đến chính là muốn lấy con gái đánh bài tình cảm để giải quyết việc này. Người cầm lái nhà họ Cổ Cổ Thiên thì hiểu được, xem chừng việc này tám phần có liên quan đến Diệp Phàm. Tuy nói đến giờ nhà họ Cổ cũng không tìm hiểu đến cùng xem có phải là Phí Nhất Độ ra tay không. Nhưng đến giờ nhà họ Cổ cũng không tra ra một chút manh mối liên quan đến Phí Nhất Độ. Tất nhiên, nhà họ Cổ cũng không ngốc, lúc trước người ta cũng đã đến nói rồi, việc này chắc chắn không thể không liên quan đến Phí Nhất Độ và Diệp Phàm. Gốc gác của Phí Nhất Độ nhà họ Cổ cũng không rõ ràng lắm, ngay cả Cổ Phi Phi cũng không rõ ràng. Vương Long Đông biết nhưng Vương Long Đông không nói ra. Mặc dù là vợ sắp cưới nhưng cũng không thể khiến Vương Long Đông nói ra chi tiết của Phí Nhất Độ. Cuối cùng, nhà họ Cổ cũng để mắt đến Diệp Phàm nên mới có sắp xếp hôm nay. Biết sai thì sửa thôi. Diệp Phàm vuốt vuốt râu giống như một học giả, nhìn Cổ Dũng nói. Như vậy đi, anh chín chén, kính người anh em Vương Long Đông của tôi uống một chén là được. Trợ lý Diệp nói thế nào thì là thế đó, chín chén của tôi xong rồi. Cổ Dũng mặt đỏ đến thiếu chút nữa thành tím than cầm chén rượu đi về phía Vương Long Đông. Có lẽ cấp trên trong nhà họ Cổ đã dặn trước, phải làm được đánh không trả đòn mắng không nói lại mới được. Sớm biết hôm nay phải làm gì trước, Diệp Phàm thầm hừ một tiếng, hôm nay phải để nhà họ Cổ nhặt rác, phải làm cho một chút tôn nghiêm cuối cùng của nhà họ Cổ bị dẫm nát dưới chân Diệp Phàm mới được. Sau đó không khí hòa hoãn đi một chút, dù sao cũng phải nể mặt Cổ Phi Phi. Tuy nhiên, ăn xong Diệp Phàm nhìn mấy người một cái nói. Phong Châu cũng là mảnh đất không tệ lắm, sao chủ tịch hội đồng quản trị Cổ Thiên đến đây chơi? Chẳng lẽ xem thường Phong Châu chúng tôi? Người nhà họ Cổ vừa nghe lập tức vẻ mặt tỏ ra giận dữ, Diệp Phàm cậu cũng quá kiêu ngạo rồi. Ý này ai không rõ, ý là Cổ Thiên phải tự mình đến nhận lỗi chứ gì? Cổ Dũng và Cổ Vượng vừa định đứng lên tuy nhiên bị Cổ Đức trừng mắt vừa đứng lên một nửa lại ngồi xuống giả bộ tựa ra sau. Ha ha, trợ lý Diệp, gần đây anh ấy bận việc, những việc lớn nhỏ của nhà họ Cổ đều chờ anh ấy giải quyết. Phong Châu là một nơi tốt, khi rảnh tin rằng anh ấy sẽ đến. Cổ Đức cười nói, trong lòng lão già này đã nhẫn nại đến cực hạn, ra hiệu cho cháu gái Cổ Phi Phi. Cổ Phi Phi lại ra hiệu bằng mắt cho Vương Long Đông, tuy nhiên Long Đông trợn mắt coi như không nhìn thấy. Đúng vậy, anh Diệp,
cha tôi gần đây bận quá, khi nào rảnh nhất định sẽ đến thăm anh Diệp. Bận gì? Không thể tưởng tượng được, Vương Long Đông nói một câu. Làm sao anh biết không bận? Cổ Phi Phi trừng mắt nhìn Vương Long Đông, nếu không có Diệp Phàm ở đây có lẽ ghê gớm hơn. Anh đoán đấy. Vương Long Đông nói. Cơm này cũng ăn no rồi, buổi tối tôi còn phải làm việc. Diệp Phàm nói xong nhìn Cổ Đức một cái nói. Việc này khi nào Tổng Giám Đốc Cổ có thời gian đến Phong Châu thì gọi tôi một tiếng, tôi làm chủ, một bữa cơm rau dưa có thể mời có phải không? Nhất định, nhất định. Tuy nhiên, trợ lý Diệp, ngồi chút nữa có được không? Rượu này vẫn chưa uống nhiều lắm. Cổ Đức tươi cười nói. Ôi, gần đây chuyện tập đoàn Hồng Phách làm cho tôi thật sự mệt mỏi. Dạ dày đại tràng cũng bị căng thẳng mà không tốt. Rượu này uống vừa phải là được. Một thời gian nữa dạ dày tôi tốt lên sẽ cùng Tổng Giám Đốc Cổ làm một cuộc. Diệp Phàm cau mặt, đó là không nể tình. Việc này rõ ràng trừ phi Cổ Thiên đến đây, những người khác Diệp Phàm tôi không để ý. Nếu trợ lý Diệp thực sự bận thì sao hay uống? Cổ Đức tuy vẫn nở nụ cười nhưng mắt đã đầy mây rồi. Anh Diệp, anh đã công tác ở Bắc Kinh, có nghe đến Thái Đằng và Dương Vân chưa? Cổ Phi Phi cuối cùng nghĩ một đề tài khác. Thái Đằng, Dương Vân. Diệp Phàm cố ý thì thầm một tiếng, sau đó nghĩ một chút lắc đầu nói. Không nhớ rõ rồi, hình như không biết. Nói đến đây Diệp Phàm cố ý nhìn Cổ Phi Phi một cái nói. Em hỏi bọn họ làm gì, nếu không tôi sẽ nhờ bạn bè hỏi thăm một chút. Tuy nhiên, em hỏi thăm họ làm gì? Việc này không phải là vướng mắc của khách sạn Kinh Đô của nhà chúng tôi với mấy người họ. Ở Bắc Kinh kiếm cơm không dễ dàng, chúng tôi cũng không phải là người Bắc Kinh. Người ở nơi khác đến bị người khác bắt nạt. Cô Phi Phi nhân cơ hội đưa ra đề tài. Chương 2663, trưởng ban Trần. Đúng, 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 tôi tuy nói công tác ở Bắc Kinh cũng không nhiều lắm. Nhưng người ta nói đến Việt Đông thì ngại ít tiền, đến Bắc Kinh ngại quan nhỏ. Chúng tôi không quan, không quyền không thế, chỉ là một doanh nhân bình thường một phát triển ở Bắc Kinh thật sự là khó. Trợ lý Diệp có thể ra mặt hỏi thăm một chút, nếu như có thể liên hệ với bọn họ thì tốt. Cổ Đức nói thẳng ra. Ha ha, lời này Tổng Giám Đốc Cổ nói có chút khiêm tốn. Nhà họ Cổ các anh ở Kim Lang là một gia tộc nổi tiếng. Những lãnh đạo nổi tiếng ở Kim Lăng làm việc ở Bắc Kinh cũng không phải chức nhỏ. Huống chi nghe Phi Phi nói nhà họ Cổ các anh khi ở Triều Thanh cũng rất nổi tiếng. Việc nổi tiếng cũng từ thời cha ông rồi, mặc dù hiện tại lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa có phải không? Còn tôi, tuy nói là đã công tác ở Bắc Kinh. Nhưng thứ nhất do công tác không lâu, thứ hai nói thật, tôi xuất thân từ gia đình ngoại tỉnh, những công tử này cũng không nhìn thấy tôi. Cũng muốn làm quen với những người này nhưng thật đáng tiếc cũng không làm được. Cho nên, việc này thật ngại, thực không giúp được gì rồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh cười, hơn nữa ra vẻ rất coi trọng nhà họ Cổ. Cổ Đức hận không thể xông lên đấm cho người này mấy cái. Tuy nhiên, lão Cổ không dám, bởi vì anh ta biết Diệp Phàm là cao thủ. Ngày đó ở Nam Vân gia tuy Diệp Phàm không đánh thắng Nam Vân Thiên Mi. Nam Vân Thiên Mi là cao thủ tuyệt đỉnh ẩn núp ở Nam Vân gia. Ngay cả người cầm lái Nam Vân gia bây giờ thấy cô đều phải khiêm nhường. Anh Diệp nói những lời này có chút hơi quá. Anh Diệp làm việc ở văn phòng trung ương, đó là chỗ nào, tuy chúng tôi không làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng cũng đã nghe những lời đồn. Làm sao có thể không quen biết? Cổ Phi Phi vẫn muốn cố gắng đến cuối cùng. Ôi, Bắc Kinh có bao nhiêu người? Một cán bộ cấp phòng nghi ở Bắc Kinh quá nhiều, cấp cục thì đầy đất, cấp sở như chó giữ nhà. Lời này chẳng lẽ Phi Phi chưa từng nghe nói sao? Tôi chính là trông cửa. Tốt lắm, không nói nữa tôi đi trước. Diệp Phàm cuối cùng cũng chào từng người, rồi xoay người đi. Hừ, bảo anh giúp một chút cũng không được. Xem ra, trong mắt anh thì anh em như tay chân còn bà xã như quần áo có phải không? Có phải hiện giờ ngán phải làm Trần Thế Mỹ rồi hả? Vậy anh nhanh chóng đề xuất tôi sẽ nhanh chóng cút về nhà. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm vừa mới xuống tầng. Trên tầng đã vang lên giọng Cổ Phi Phi. Anh nào dám, anh thì ngược lại, bà xã như tay chân, anh em như quần sáo. Vương Long Đông vẻ oan ức nói. Hừ, anh chỉ nói là giỏi, xem anh nói dối đến khi nào. Cổ Phi Phi nói giơ ngón tay chọc vào mặt Vương Long Đông một chút hừ nói. Việc này đã giải thích cho cô rồi, tôi không tin anh Diệp không biết việc này. Ngày đó những lời này chính là người bạn của anh ấy nói. Anh nhớ trước kia Phí Nhất Độ còn gọi Diệp Phàm là đại ca. Hơn nữa,
Phí Nhất Độ rất tôn trọng anh Diệp, anh không phải mắt mù. Lúc đó người nói cũng không ít, anh cũng không hiểu sao lại thế, hơn nữa anh chắc chắn không làm chuyện này. Hơn nữa, mặc dù là muốn làm cũng không thể kiên trì chịu đựng, ai bảo anh chỉ là một cán bộ. Tuy nhiên, có lẽ việc này chỉ là cạnh tranh bình thường trên thương trường thôi. Có lẽ các anh đã đa nghi rồi. Bắc Kinh là nơi cạnh tranh kịch liệt, người ta thấy Bắc Kinh phát triển như thế đương nhiên ghen ghét. Vương Long Đông giả ngu giải thích. Trong lòng gã rất vui sướng, chưa từng sảng khoái như vậy. Nếu không có mấy người Cổ Đức ở đây, gã có lẽ đã hét lên rồi. Đồ chết tiệt! Cổ Phi Phi tức giận mắng một câu sau đó cũng thôi. Mấy người Cổ Đức vội vàng trở về. May mắn có chuyến bay đếm, 5 giờ sáng về đến nhà họ Cổ ở Kim Lăng. Cổ Thiên Tắc đang ngồi trong phòng khách chờ mọi người. Nhìn sắc mặt anh xem ra việc này không hoàn thành có phải không? Cổ Thiên Tắc uống một ngụm trà nhìn em trai một cái hử nói. Thằng nhóc kia căn bản chính là đang giả bộ ngốc hỏi gì cũng không biết, còn gây sức ép làm Cổ Vượng và Cổ Dũng tức giận. Cổ Đức vẻ mặt tức giận nói. Hắn có đưa ra yêu cầu gì không? Cổ Thiên Tắc hử lạnh. Ý là, việc này. Cổ Đức có chút khó xử. Bảo đại ca đến Phong Châu tự mình xin lỗi hắn. Cổ Vượng tức giận thốt ra. Hắn nói như thế sao? Vẻ mặt Cổ Thiên Tắc càng trầm xuống, giống như trời sắp mưa. Tuy không phải nói như thế nhưng ý cũng không khác gì. Nào là phong cảnh Phong Châu đẹp như thế sao bác cả không đến đó một chuyến? Vùng đất đó tồi tàn chim cũng không muốn ỉa có gì đẹp, đây rõ ràng là. Cổ Dũng có chút tức giận. Long Đông cùng Phi Phi đâu? Cổ Thiên Tắc hỏi. Phi Phi coi như cũng được, muốn xin hộ, tuy nhiên, Diệp Phàm không nể tình. Còn con rể của anh thì không tốt lắm, căn bản là suy nghĩ khác chúng ta. Trong mắt hắn chỉ có người đại ca Diệp Phàm này, chúng ta có là gì đâu. Đại ca, thật sự là con gái anh nuôi không rồi, gả cho người như thế rất thua lỗ, sớm biết thế trước kia giao sắc chặt đay rối. Cổ Đức nói. Trong khoảng thời gian ngắn phòng khách im lặng nặng nề, tâm trạng của tất cả mọi người cũng rất không thoải mái. Chặt đay rối, may mắn còn không chặt, nếu lúc đó chặt thì có lẽ chúng ta hiện giờ không còn đường sống. Lúc này một nguyên lão của nhà họ Cổ lên tiếng hừ nói nhìn Cổ Đức một cái. Không thể tưởng được mấy người Diệp Phàm có phân lượng như thế. Lúc trước đúng là chúng ta không nên gây sức ép đến việc thế này. Hiện tại đáng buồn biến nhà họ Cổ chúng ta thành bị động. Cứ thế tiếp tục thì công ty chúng ta sẽ lâm vào giữa một vũng bùn lớn. Rõ ràng bọn họ muốn chúng ta chết. Nếu lúc trước có thể duy trì, không chừng hiện giờ bọn họ có thể duy trì chúng ta, bởi vì chúng ta là thân thích. Hiện tại thì ngược lạ, Phi Phi để người ta dẫn đi, nhưng thật ra hai nha thì chẳng là gì. Chú hai, ý của chú là chúng ta làm sai sao? Không phải lúc trước chú cũng không có ý kiến gì sao? Lúc đó có thể làm lễ đính hôn với Nam Vân gia thành công, chúng ta tại sao phải sợ bọn họ? Hiện giờ thì mất đi sự hỗ trợ của Nam Vân gia. Các anh lại bảo tại tôi làm cái gì? Có chuyện tốt thì không nói gì, một khi gặp việc thì lại bắt đầu. Cổ Đức tức giận phản bác lại. Nam Vân gia, tôi thấy chỉ có nắm đấm lớn, có thể giúp chúng ta cái gì? Mấy thái tử đang các anh không phải không biết, ngay cả trước kia có đính hôn thành công cũng không chắc bọn họ đồng ý giúp đỡ chúng ta. Con người, khi nguy cơ rơi xuống đầu thì đều né tránh. Mấy lãnh đạo cấp cao của họ đều là cáo già. Dệt hoa thêu gấm sẽ làm nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bọn họ sẽ không làm. Các anh đừng hy vọng bọn họ có thể giúp chúng ta cái gì. Thân thích gì cũng không bằng chức vụ của họ. Đừng nói giúp chúng ta, ngay cả nhà họ thì họ cũng phải cân nhắc nặng nhẹ rồi mới đồng ý giúp hay không. Đây là sự thật chính là như thế. Chú hai của nhà họ Cổ hừ nói. Không phải vậy, vì hôn sự không thanh nên Nam Vân gia mới không giúp đỡ hết sức. Nếu họ có thể xuất toàn lực thì tình hình sẽ khác một trời một vực. Bây giờ người ta chỉ là ra mặt nói mấy câu mà thôi. Việc này, vấn đề thái độ khá quan trọng. Nếu lúc trước nghe đề nghị của tôi, thì hiện giờ người ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Điều này cũng tốt, hiện giờ mọi người sẽ không phải khó xử. Hơn nữa, Nam Vân gia cũng là nhìn vào tài sản của chúng ta. Họ có thể giúp đỡ chúng ta cũng có thể giúp đỡ bọn họ. Hiện tại làm quan sợ nhất cái gì, đương nhiên sợ nhất người của ủy ban kỷ luật theo dõi. Mà chúng ta kiếm tiền đàng hoàng rồi đưa cho Nam Vân gia qua Phi Phi thì ủy ban kỷ luật trung ương cũng không thể có cáo buộc gì đúng không? Đây là tiền cho con gái, các đồng chí đừng nói linh tinh.
Cổ Đức không phục phản bác lại. Tốt lắm, Cổ Đức, chú nói ít đi hai câu được không? Hiện tại như lửa thiêu mông còn nói những lời này làm gì? Cổ Thiên Tắc khoát tay vẻ mặt buồn bực. Chẳng lẽ anh thật sự muốn đi Phong Châu đến cửa nhà Diệp Phàm, nhà họ Cổ chúng ta không gánh nổi sự mất mặt này? Đương nhiên, nếu thật sự anh muốn đi thì em cũng không nói gì. Cổ Đức lấy lui làm tiến đang ép anh trai rồi. Việc này phải xem lại, ôi! Cổ Thiên thở dài, cảm giác áp lực đến mức không thể thở nổi. Nhà họ Cổ lớn như vậy, không có tiền không thể được. Trong xã hội hiện đại, Cổ Thiên lại càng hiểu được tầm quan trọng của tiền. Đã không có tiền nhà họ Cổ sẽ mất tất cả, mất đi cả danh dự và địa vị. 5 giờ ngày 18, Diệp Phàm đang ở Đông Đình Các ở thành phố Long Giang. Không lâu sau Chu Bình Minh tươi cười xuống xe. Hai bên trò chuyện không lâu thì một chiếc Audi A6 dừng lại. Trưởng ban Trần Tú Chân vẻ ngoài bình thường, tóc ngắn ngang tai, khoác chiếc áo lông giản dị. Trưởng ban Chu, anh đến sớm thế. Trần Tú Chân cười chào trước. Không, tôi cũng mới đến, là trợ lý Diệp đến sớm. Chu Bình Minh cười nhân cơ hội giới thiệu Diệp Phàm. Trưởng ban Trần, chào chị. Diệp Phàm bước lên giơ hai ta ra. Trợ lý Diệp gần đây tên cậu rất nổi tiếng. Trần Tú Trần nhìn Diệp Phàm một cái, giơ một tay bắt tay với hắn, vui vẻ nói sau đó quay đầu du ớ thiệu. Đây chính là giám đốc đài truyền hình tỉnh Khâu Trường Thủy, kiêm trợ lý trưởng ban. Trưởng ban Chu, chào ngài. Giám đốc đài truyền hình Khâu đầu tiên nhiệt tình cung kính bắt tay Chu Bình Minh, sau đó mới bắt tay Diệp Phàm cười nói. Trợ lý Diệp, cậu là trợ lý tôi cũng là trợ lý, hai trợ lý chúng ta gặp nhau đúng là hữu duyên. Duyên phận anh là sao đầu, còn tôi là cái rắm. Diệp Phàm thầm mắng một câu, vẻ mặt tươi cười nói. Ừ, tuy nhiên, người phụ tá như tôi không sánh bằng phụ tá Khâu. Ha ha, nếu nói đúng ra thì như vậy, dù sao chúng tôi là ban tuyên giáo, mặc kệ có dùng hay không, có thể ở đài truyền hình cũng quen mặt có phải không? Hơn nữa, hiện tại nhà ai không xem TV, chúng tôi là bộ phận quan trọng rồi. Giám đốc Khâu có chút đắc chí. Chương 2664, nhân vật điển hình. Ha ha, trợ lý Diệp đang là nhân vật điển hình được đài truyền hình tỉnh tuyên truyền mạnh mẽ rồi. Trưởng ban Chu cười mấy người bước vào phòng riêng. Hình như là thế, chính là chuyện tập đoàn Hồng Phách một trong những tập đoàn đứng trong top 100 thế giới đến đầu tư. Có thể mời được tập đoàn Hồng Phách thì nhân dân cả tỉnh đều ủng hộ. Tập đoàn đứng trong top 100 thế giới đến đầu tư vào Phong Châu thực sự không đơn giản, hiện tại Phong Châu nổi tiếng cả tỉnh rồi. Giám đốc đài truyền hình Khâu ra vẻ đồng ý nói. Chỉ mấy trăm triệu thôi, không thấm vào đâu. Diệp Phàm cười cười, một lúc sau nói. Tuy nhiên, đài truyền hình tỉnh các anh đắp nặn tôi rất đúng giờ rồi, Diệp Phàm tôi cũng không đúng giờ như vậy. Diệp Phàm bắt đầu tung ra đề tài. Hả, đúng giờ, trợ lý Diệp, anh nói vậy tôi không hiểu. Rốt cuộc là cái gì đúng giờ? Nói tôi nghe một chút. Trưởng ban Trần cười, nhấp một ngụm trà hỏi. Chính là hình tượng rất đúng giờ, chính là chuyện buổi sáng Phong Châu tổ chức lễ cắt băng khởi công xong thì buổi tối TV đưa tin về chuyện tập đoàn Hồng Phách, đứng trong top 100 thế giới đầu tư vào Phong Châu. Lúc đó Bí Thư La, Chủ tịch Tề và Phó Chủ tịch Điền đều ở đấy. Ba nhân vật cấp cao của tỉnh ủy đều đến, bọn họ mới là trung tâm của sự kiện có phải không? Hơn nữa, công tác thu hút đầu tư của Phong Châu lúc nào cũng được sự quan tâm của ba vị đứng đầu. Có sự quan tâm này mới làm cho tập đoàn Hồng Phách thuận lợi đến đầu tư ở Phong Châu. Muốn tuyên truyền cũng phải tuyên truyền mạnh mẽ về ba lãnh đạo này có phải không? Tôi chỉ là phối hợp công tác với họ thôi. Hơn nữa tôi là cấp dưới, đây là chuyện tôi được phân công, những cao thủ của đài tỉnh đã đắp nặt Diệp Phàm tôi thành điển hình. Hơn nữa còn là hình ảnh trung tâm. Tới giờ tôi không có nổi tiếng như thế, tôi phải cảm ơn trưởng giám đốc Khâu cho tôi cơ hội này. Ngẫm lại cũng thật sự là buồn. Bí Thư La lộ ra nửa một bên mặt làm nền cho tôi. Đời này tôi sẽ không quên phong cách đắp nặn của đài truyền hình tỉnh thật sự là rất khác biệt, khiến Bí Thư La trở thành lá còn Diệp Phàm thành bông hoa hồng. Cảm ơn, Giám đốc Khâu, tôi mời ông ba chén. Diệp Phàm nói đến đoạn sau tuy giọng nói không thay đổi nhưng Trần Tú Chân sửng sốt, hơi nhíu mày nhìn trưởng đài Khâu một cái ý dò hỏi. Việc này tôi còn thật sự không biết sao lại thế này. Đài tỉnh là có một số cao thủ đắp nặn nhân vật có phong cách rất đặc biệt. Có lẽ trong chuyên đề hôm đó trợ lý Diệp là nhân vật chính. Đương nhiên, phải tuyên truyền về trợ lý Diệp có phải không? Hơn nữa,
mấy ngày hôm trước tôi cũng không ở đài, tôi đến Hoa Kỳ khảo sát thiết bị. Vì đài chúng tôi gần đây phải đổi mới thiết bị bên đấy tương đối khá. Giám đốc đài truyền hình Khâu vẻ mặt sầm lại tất nhiên cũng hiểu đôi chút. Hơn nữa lập tức đem việc này đẩy ra ngoài. Ha ha, đắp nặn nhân vật tuyên truyền trên TV cũng là một thủ đoạn đấy. Chu Bình Minh cười hòa giải. Việc này chắc Chu Bình Minh sẽ không phát biểu ý kiến. Bởi vì lãnh đạo trực tiếp trưởng ban Trần đang ở đây. Muốn gõ, muốn xen vào cũng là do cô. Nếu Chu Bình Minh phát biểu ý kiến cũng có chút quá giới hạn rồi. Sau đó không bàn đến việc này nữa, bốn người đều là uống rượu nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, đề tài này chôn xuống, tất nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm. Vừa ra khỏi Đông Đình Các, trưởng ban Trần về đến nhà không lâu liền nhận được điện thoại báo cáo công tác của trưởng đài Khâu. Anh còn có mặt mũi gọi điện thoại sao, sáng mai đến văn phòng tôi. Trưởng ban Trần nghiêm mặt hừ một tiếng cúp điện thoại, bởi vì trong xe cô đã tìm hiểu qua về việc này. Tất nhiên trưởng ban Trần cũng biết trưởng ban Chu đến đây là muốn hỏi rõ việc này. Có người muốn trừng phạt Diệp Phàm nhưng làm cho trưởng ban Trần tức giận trong lòng. Bởi vì việc này còn dính dánh đến bí thư tỉnh ủy La. Trong lòng trưởng ban Trần giống như lửa đốt. Vừa về đến nhà không lâu thì thư ký đem băng ghi hình tin tức hôm đó đến. Trưởng ban Trần càng xem sắc mặt càng trầm xuống. Cô mới đến Bắc Kinh một thời gian ngắn không ngờ có người đứng sau châm lửa rồi. Còn làm được thế này không coi trưởng ban Trần như tôi ra gì đúng không? 8 giờ sáng thứ hai, trưởng ban Trần vừa đến văn phòng đã thấy giám đốc đài truyền hình Khâu mặt tái xanh đứng ở cửa phòng làm việc đang chờ mình. Vào phòng nói chuyện, trưởng ban Trần hừ một tiếng bước vào văn phòng. Anh nói xem, rốt cuộc sao lại thế này là muốn làm cái gì? Trưởng ban Trần cũng không mời giám đốc đài truyền hình Khâu ngồi, trực tiếp ngồi xuống gõ gõ vào hộp băng hỏi. Trưởng ban Trần, việc này tôi sẽ giải thích, việc này là thế này, đài kỳ thật không phải có ý đấy. Tuy nhiên, khi sản xuất chương trình xong không được phê duyệt, nhân viên công tác lập tức sửa lại, tuy nhiên, vẫn không xong. Cuối cùng, việc này phải có người nhắc nhở mới xong. Giám đốc đài truyền hình Khâu vẻ mặt đỏ ửng nói. Ai nhắc nhở giao? Trưởng ban Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Việc này, giám đốc Khâu hơi do dự. Không muốn nói cũng đừng nói. Trưởng ban Trần trầm mặt xuống phất phất tay đuổi giám đốc Khâu cút đi. Đây rõ ràng là lãnh đạo tức giận, nếu không nói hậu quả chắc chắn nghiêm trọng. Vậy, là chỗ trưởng phòng tuyên truyền Lưu Ngôn, việc này phân công quản lý cũng là phó trưởng ban Vi Công Minh. Giám đốc Khâu nói ra rồi. Phó trưởng ban Vi, là ông ấy phê duyệt sao? Trưởng ban Trần sắc mặt càng khó coi, bởi vì Vi Công Minh là em họ của Vi Bá Tiếu, nhà họ Vi ở Tấn Lĩnh thật không đơn giản. Mặc dù trưởng ban Trần là ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng phải suy nghĩ nặng nhẹ việc này. Hơn nữa, trưởng ban Trần cũng không muốn tự nhiên tham gia vào việc này. Chỉ có điều việc này liên quan đến bí thư La, nếu sau khi về mặc kệ không hỏi thì trong lòng bí thư La sẽ nghĩ như thế nào. Không chừng còn cho rằng chính cô ngấm ngầm đồng ý, khi đó tự mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết oan được. Cho nên, việc này chắc chắn phải giải thích với bí thư La. Và lại, chủ nợ Diệp Phàm tìm đến trưởng ban Chu cũng phải nể mặt trưởng ban Chu. Hơn nữa nghe nói Diệp Phàm là người thân của chủ tịch Tề tuy tạm thời chưa lên tiếng nhưng việc này chủ tịch tỉnh Tề chắc chắn biết rõ. Việc này dây dưa quá lớn, không ngờ dính dáng đến nhân vật số 1 số 2 của tỉnh. Hiện tại là liên quan đến cả nhà họ Vi, tâm trạng trưởng ban Trần lập tức cảm thấy trầm trọng lên. Có lẽ bất kể như thế nào làm thế nào cũng sẽ có chút không như ý rồi. Tôi đã xem qua. Thật sự là có sự phê duyệt của phó trưởng ban Vi. Giám đốc Khâu kiên trì nói, người này hiện đang hối hận đã nói thẳng, trán đã toát mồ hôi. Thật sự là muốn chạy về đài lôi hết những người này đánh cho một trận mới hả giận. Việc như thế này không ngờ cũng dám làm, không muốn làm việc nữa có phải không? Tuy nói có chỉ thị phê duyệt của phó trưởng ban Vi nhưng tôi tin rằng đài các anh cũng có kinh nghiệm rất phong phú. Nhóm cao thủ năng lực chắc chắn sẽ không kém. Như vậy rõ ràng là siếc không ngờ không nhìn ra. Tốt lắm, anh về trước đi. Trưởng ban Trần khoát tay đuổi giám đốc Khâu. Tuy nhiên, trưởng đài Khâu vừa đi vừa giải thích. Tôi hỏi rõ ràng rồi là trưởng phòng Lưu nói là cấp trên có ý tạo điển hình. Bởi vì tỉnh ủy và ủy ban nhân dân năm nay quyết định cho tập đoàn Hồng Phách đầu tư vào Phong Châu là để tạo ra cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ cho Phong Châu. Cho nên tuyên truyền nhân vật điển hình là vô cùng quan trọng. Mà Diệp Phàm chính là một điển hình,
Lưu Ngôn nói như vậy, nhân viên của đài tất nhiên tin. Hơn nữa, còn nói, tác dụng của nhân vật điển hình là không thể đo lường. Yêu cầu đài truyền hình tỉnh nhất định phải làm việc này cẩn thận. Việc này tôi lại đi nước ngoài khảo sát cho nên các đồng chí cấp dưới liền làm theo. Không lâu, Phó trưởng Ban Vi đến văn phòng của trưởng Ban Trần. Trưởng Ban Trần, lần này đem về cho chúng tôi một suy nghĩ mới về công tác tuyên truyền. Sau cuộc họp hôm qua, các đồng chí đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Buổi tối qua về nhà tâm trạng của tôi cũng mãi mới có thể bình tĩnh. Đây là ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng ta. Một lời khen, cũng có thể nói là một lần nữa ghi nhận. Phó trưởng Ban Vi cười nói. Đúng vậy, như thế có nghĩa là gì, chính là phải theo kịp thời đại mới được. Đặc biệt trên trận tuyến tuyên truyền. Đây là trận địa tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền đối với dân chúng có ảnh hưởng rất lớn. Lão Vi chúng ta phải bước theo cùng thời đại, một lần nữa nhận thức sâu sắc về vấn đề tuyên truyền, sáng tạo một số hình thức tuyên truyền, cũng như xúc tiến công tác tuyên truyền trên toàn tỉnh. Trưởng Ban Trần mới trưởng Ban Vi ngồi, nói tiếp. Hôm nay tôi gọi anh đến đây cũng muốn thảo luận với anh về triển khai công tác tuyên truyền của tỉnh ta. Làm thế nào để tuyên truyền tốt? Tôi rất vui có cơ hội có thể nghiên cứu thảo luận với trưởng Ban Trần về vấn đề này. Tuy nhiên, Lão Vi trong lòng cũng thầm nghĩ. Tuy nói trưởng Ban Trần không tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng làm việc cùng mấy năm qua cũng biết người này luôn nói năng cẩn thận. Trước kia khi bắt đầu bàn công việc cô đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, không có tỏ vẻ tươi cười. Hơn nữa, người ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là lãnh đạo thật sự. Lúc đó Phó trưởng Ban Vi cho rằng người này là lãnh đạo nên biểu hiện tự cao cũng là bình thường. Tuy nhiên, hôm nay trưởng Ban Trần khách khí khác thường làm cho Lão Vi có chút lo lắng. Bởi vì lãnh đạo khách khí khách thường có mấy khả năng. Một là lãnh đạo khen mình muốn trọng dụng mình hoặc là kéo gần mối quan hệ giữa hai người. Hai là lãnh đạo muốn nhờ gì mình nên khách khí. Thứ ba chính là lãnh đạo tức giận, khách khí một chút sau đó có lẽ là mưa rền gió dữ rồi. Muốn nói là trưởng Ban Trần muốn nhờ y vì công minh cảm thấy căn bản không có khả năng, y làm sao có thể giúp đỡ cô. Nếu như nói là muốn kéo gần quan hệ cũng không có khả năng. Trưởng Ban Trần người ta biết mình là cháu của Phó Chủ tịch Vi Bá Tiếu đây, cho dù là gần thì y cũng không thể thân thích với trưởng Ban Trần được. Vậy chỉ còn lại một khả năng thứ ba, nhất thời trong lòng Vi Công Minh cũng hơi lo lắng. Tốt lắm, tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, chúng ta xem một đoạn phim làm tài liệu thảo luận. Trưởng Ban Trần đứng lên mở TV. Vi Công Minh cũng ngồi thẳng thân mình nhìn lên TV tự nhủ xem ra là đoàn đúng, thuộc tình huống thứ ba. Hơn nữa. Xem một chút vẻ mặt tươi cười của Vi Công Minh mất hẳn, càng ngày càng trầm xuống, còn len lén nhìn trưởng Ban Trần. Chương 2665, tự gây nghiệt không thể sống. Thế nào, sau khi xem xong cảm thấy công tác tuyên truyền của chúng ta có chỗ nào không đủ, có cần cải tiến không? Hay là có vấn đề về trình độ? Trưởng Ban Trần nghiêm túc hỏi mấy câu, nhìn chằm chằm Vi Công Minh, vẻ mặt tươi cười của y mất hẳn rồi, chán bị mấy câu hỏi này làm cho toát mồ hôi. Việc này, lúc đó tôi, nhất thời Vi Công Minh mặt đỏ lên, ấp úng không biết phải nói thế nào. Đây là anh phê duyệt. Trưởng Ban Trần giọng càng lúc càng nhạt, tuy nhiên, Vi Công Minh cũng là trầm trọng hơn. Bởi vì y hiểu thói quen của trưởng Ban Trần Tú Chân, một khi giọng càng nhạt chứng tỏ vấn đề này càng nghiêm túc. Mà lửa giận của trưởng Ban Trần có lẽ sẽ bùng phát. Vâng, hẳn là tôi phê. Vi Công Minh đầu hơi cúi xuống. Vâng, đúng là anh phê. Làm sao lại thành hẳn là? Hẳn là thì chẳng lẽ có người lừa dối anh? Trưởng Ban Trần nhìn chằm chằm Vi Công Minh nói ra hai chữ lừa dối thì vấn đề liền nghiêm túc rồi. Làm lãnh đạo của đơn vị quản lý tuyên truyền, không ngờ lại bị ai đó lừa dối. Nói nghiêm túc thì không chịu trách nhiệm về việc làm của mình, là hành vi không làm tròn trách nhiệm một cách nghiêm trọng. Tên Lưu Ngôn khốn khiếp này làm. Trong lúc tức giận Vi Công Minh không kìm nổi, nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Trưởng Ban Trần không buông tha cho Vi Công Minh, bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng. Nếu không thể tra rõ ràng sao báo cáo bí thư La được. Đến lúc đó bãi cứt này sẽ đổ lên đầu mình, loại coi tiền như rác này là việc mọi người không muốn tiếp nhận. Ôi! Vi Công Minh cúi đầu thở dài, sau đó vẻ mặt xấu hổ nói. Hôm đó họ dựng xong thì đã cuối giờ chiều rồi, mà 7 rưỡi tối sẽ phát, bên Lưu Ngôn lại dục gấp. Hơn nữa còn chắc chắn không thể kéo dài đến ngày mai mới phát.
Đây là một cơ hội tốt tuyên truyền xứng đáng về chính sách của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân Phong Châu. Ban tuyên giáo chúng ta không thể kéo dài tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đến hôm sau. Huống chi, cho đến nay, Lưu Ngô làm việc rất cẩn thận. Mấy năm rồi cũng không xuất hiện sai lầm gì. Trưởng ban Trần cũng biết, không phải chuyện gì chúng ta cũng kiểm tra thẩm duyệt tỉ mỉ, mà cũng không thẩm duyệt hết được. Đương nhiên, trong chuyện này tôi có trách nhiệm, tuy nhiên, Lưu Ngôn là người phụ trách phê duyệt cụ thể. Cho nên, tôi tin gã trực tiếp phê duyệt, không ngờ người này âm thầm sắp đặt cho tôi một đao, cái gì vậy, việc này, tuyệt đối không thể yên. Sao Lưu Ngôn lại làm như vậy, việc này thật là rõ ràng, chẳng lẽ y không muốn chức vụ nữa? Một sai lầm nghiêm trọng như vậy cũng phạm phải, đây là hành vi gì? Đây là không làm tròn nhiệm vụ nghiêm trọng, thậm chí nghi ngờ có âm mưu. Trưởng ban Trần vẻ mặt nghiêm túc, đặt mạnh chén trà lên bàn. Vi Công Minh vẻ mặt ủ rũ nói. Tôi cũng không rõ tại sao y lại làm thế. Tuy nhiên, tôi cũng suy nghĩ một chút, việc này có lẽ có liên quan đến đồng chí Thái Lượng ở Phong Châu. VCM lúc này thầm muốn đem của khoai lang nóng bỏng tay này sang tay người khác cũng không kịp nghĩ những cái khác. Đây là chết vì đạo không bằng chết vì bạn bè. Tuy nói Vi Công Minh biết Thái Lượng là do anh trai Vi Bá Tiểu đẩy lên nhưng hiện giờ không đưa Thái Lượng lên có lẽ bãi cứt này sẽ đổ lên đầu y. Chuyện nghiêm túc như vậy trưởng ban Trần chắc chắn phải báo cáo Bí Thư La, mà ai bị giết còn phải xem thái độ. Cho nên, dọn sạch trước mặt mình mới là quan trọng. Không cần nói đến những cái khác, ngay cả lửa giận của trưởng ban Trần Vi Công Minh cũng không thể chịu được. Thật ra, Vi Công Minh thực sự bị Lưu Ngôn lừa dối rồi. Người này lúc đó tìm một cô gái xinh đẹp mời VCM ăn cơm. Cô nàng kia thật sự rất xinh đẹp, uống rượu lại hạng nhất. Phó trưởng ban Vi lúc ấy đứng không vững. Sau đó có một số việc nói không rõ ràng lắm, mà Lưu Ngôn đưa ra tài liệu này thì Vi Công Minh vội vã đi theo cô nàng làm việc tất nhiên không nói hai lời cũng không cần nhìn là phê duyệt rồi. Hơn nữa, Lưu Ngôn vẫn làm việc rất quy củ, VCM rõ là đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ bị Lưu Ngôn đâm sau lưng một đao. Tất nhiên, Thái Lượng thân thích với Lưu Ngôn cũng bị VCM hận lây. Hận này khắc cốt ghi tâm. Thái Lượng, có ý gì? Trưởng ban Trần nhướng mày hừ nói. Thái Lượng thân thiết với Lưu Ngôn, hơn nữa rất thân là khác. Có lẽ trước khi đi muốn giúp gã một chút. Vi Công Minh giận dữ nói. Đi lên, có ý gì? Trưởng ban Trần càn truy hỏi. Lưu Ngôn được điều đến ban tuyên giáo trung ương, hơn nữa được đề bạt làm phó vụ trưởng vụ tuyên truyền rồi. Có lẽ người này cho là mình có hậu đài, hơn nữa lại bị điều đi làm một số cuộc mua bán cuối cùng. Cho dù là sự việc đã bại lộ chúng ta cũng không thể trừng phạt gã. Việc này mấy ngày hôm trước tôi đã báo cáo với cô qua điện thoại, mà lần này cô đi học một tháng. Vi Công Minh nói. Ừ, lúc ấy tôi đã biết. Trưởng ban Trần gật đầu, thật ra, trưởng ban Trần đi học bân nên quên mất chuyện của Lưu Ngôn. Tuy nhiên, trưởng ban Trần đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến nỗi tự nói ra việc này. Lại hỏi, Lưu Ngôn đã đi chưa? Tối hôm trước vừa xong xuôi chuyện này liền hoàn tất bàn giao rồi. Nói là ban tuyên giáo trung ương dục gấp, bởi vì trưởng ban Trần còn mấy ngày nữa mới về. Nói phải đi đêm đến Bắc Kinh, chính là hôm qua đã đến nhận công tác mới. Vi Công Minh nói, kéo cứt không chùi đít đã muốn chạy, được. Trưởng ban Trần hừ lạnh một tiếng, Vi Công Minh trong lòng cũng thầm run lên. Biết việc này trưởng ban Trần đã quan tâm, có lẽ Lưu Ngôn cũng không có cái gì hay ăn rồi. Lần này trưởng ban Trần tỏ thái độ kiên quyết một ít. Vậy thì phải xem hậu trường của Lưu Ngôn đạt đến tầng thứ mấy rồi. Nếu trưởng ban Trần thật sự muốn tích cực, Lưu Ngôn có thể không bằng. Đương nhiên, nếu Lưu Ngôn xui xẻo trong lòng Vi Công Minh chắc chắn sảng khoái. Chỉ có điều, trước kia Lưu Ngôn làm không ít việc vì y, Vi Công Minh không muốn thấy Lưu Ngôn bị thảm quá đến lúc đó lại nghĩ đến y thì phiền. Tuy nói tiền vàng Vi Công Minh nhận cũng rất cẩn thận, nhưng cũng có nhược điểm là Lưu Ngôn nắm trong tay. Không cần nói cái khác, Lưu Ngôn xui xeo không giữ miệng cũng có thể khiến Vi Công Minh uống một bình đấy. Có lẽ Lưu Ngôn cũng biết là mình nắm được điểm yếu của Vi Công Minh, đến lúc đó chính việc này xảy ra thì VCM cũng phải nghĩ cách làm việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ở tỉnh rồi. Thật đúng là đừng nói, Vi Công Minh rõ rệt thực buồn rầu. Việc này không báo cáo tỉnh không được. Lưu Ngôn cũng sẽ không được bỏ qua. Xin hộ thì lại sợ trong lòng trưởng ban Trần không thoải mái. Hơn nữa, Bí Thư La cũng không có cách giải thích. Lưu Ngôn, bố bị mày hại chết rồi. Vi Công Minh gầm lên trong lòng. Trưởng ban Trần,
Việc này tôi thấy nếu Lưu Ngôn bị điều đến Ban Tuyên giáo Trung ương rồi, hơn nữa gã có thể nhảy đến vị trí phó vụ trưởng. Có lần Lưu Ngôn uống rượu say nói lần này điều động thực tế là một lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tự mình chỉ đích thân đồng chí Lưu Ngôn. Tôi thấy, có thể coi như một lần sơ sẩy trong công việc không? Hơn nữa, tôi thấy việc này cũng không thật sự rõ ràng. Hơn nữa, nếu sửa đề mục của chuyên đề thì cũng có thể tạm thời kéo dài. Ví dụ như, Phong Châu dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Theo chuyên đề đó mà nói đương nhiên là phải nói đến khí phách trong sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh ủy đối với Phong Châu rồi. Nếu chúng ta đổi thành Phong Châu thời đại mới sẽ khiến chuyên đề này hơi mơ hồ một chút, phạm vi đề cập cũng lớn hơn một chút. Mặc dù là trợ lý Diệp xuất hiện trên màn ảnh quá nhiên một chút cũng có thể nói được có phải không. Hơn nữa, đồng chí Diệp Phàm thật sự là nhân vật điển hình của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Hơn nữa, chúng ta có thể lập tức cưỡng chế đài truyền hình tỉnh chỉnh đốn và cải cách, sửa lại tài liệu một lần nữa rồi phát lại. VCM có chút xấu hổ nói, hơn nữa, bịa đặt chuyện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương là hậu trường của Lưu Ngôn. VCM cũng không có cách nào, bị ép đến đường cùng. Hơn nữa vì công minh cũng đoán Lưu Ngôn đoán chừng thực sự có hậu trường này. Nói cách khác dựa vào đâu có thể thuận lợi thăng chức như vậy. Vì công minh cũng kiên trì nói dối. Tin rằng trưởng ban Trần cũng không thể thật sự đi điều tra việc này. Việc như vậy nói có thì có nói không cũng đúng. Đến lúc đó thật sự tra không đúng thì Vi Công Minh cũng dễ dàng nói là do Lưu Ngôn say nói bừa cũng không liên quan gì đến y. Dù sao lão Vi cũng bằng bất cứ giá nào rồi. Tuy nhiên, việc vẫn không yên. 5 ngày qua đi, Lưu Ngôn vẻ mặt tươi cười bước vào văn phòng phó trưởng ban tuyên giáo trẻ tuổi. Phó trưởng ban Niên là lãnh đạo phụ trách trực tiếp Lưu Ngôn. Nghe nói là có khả năng ngồi lên vị trí phó trưởng ban thường trực vì phó trưởng ban thường trực hiện giờ sắp về hưu. Đồng chí Lưu Ngôn, ban tuyên giáo tỉnh ủy Tấn Lĩnh nói bên đó anh còn có một số việc bàn giao chưa hoàn thành, yêu cầu anh lập tức trở lại để bàn giao. Phó trưởng ban Niên vẻ mặt nghiêm túc chưa mời Lưu Ngôn ngồi đã nói. Trong lòng Lưu Ngôn giật mình, vội nói. Phó trưởng ban Niên, bên đó tôi đã bàn giao xong rồi, lúc đó thủ tục bàn giao cũng đã làm xong, hơn nữa. Lúc đó cũng có chữ ký của lãnh đạo quản lý. Lãnh đạo quản lý, là chữ ký của ai? Phó trưởng ban Niên hỏi. Phó trưởng ban Vi Công Minh ký ạ, hơn nữa Vi Công Minh là lãnh đạo phân công quản lý trực tiếp phòng tôi. Còn phó trưởng ban thường trực Mâu Nhất Giang cũng ký rồi. Lưu Ngôn vội vàng nói. Các đồng chí ở dưới đấy nói lúc đó trưởng ban Trần đang học ở Bắc Kinh. Mà khi anh đi rồi, trưởng ban Trần hôm sau về. Có dặn anh trở lại bàn giao cẩn thận hơn nữa. Có lẽ trưởng ban Trần có gì cần anh giải thích rõ hơn một chút có phải hay không? Người phó trưởng ban tuổi trẻ tài cao nghiêm mặt nói, Lưu Ngôn đi ra khỏi văn phòng phó trưởng ban. Muốn làm âm mưu cũng không thể rõ ràng như thế, Lưu Ngôn, thật sự anh cho rằng tỉnh ủy Tấn Lĩnh là ngốc hết có phải không? Đây là hậu quả anh tự gây ra, thông minh cũng là thông minh lầm. Nhìn Lưu Ngôn nhẹ nhàng kéo cửa lên phó trưởng ban khách sáo nghĩ thầm trong lòng. 5 ngày sau, trưởng ban Chu gọi điện thoại đến cười nói. Trợ lý Diệp hiện tại có thể đặt quyết tâm chứ? Chương 2666, báo ứng. Chuyện gì mà phải quyết tâm, trưởng ban Chu nói rõ được không? Diệp Phàm thực sự không còn thời gian mà quan tâm đến chuyện của Lưu Ngôn, chỉ riêng chuyện đường cao tốc đã khiến Diệp Phàm mệt mỏi lắm rồi. Hắn cũng chỉ mơ hồ hỏi vậy, nhưng hắn cũng đã có thể đoán được là gì, chỉ là hy vọng trưởng ban Chu nói rõ ràng hơn thôi. Ha ha, công việc mà, cần phải chăm chỉ, cẩn thận. Dùng thủ đoạn là không được. Trưởng ban Chu cười nói. Đồng chí nào xui xẻo vậy, chẳng lẽ là người của ban tuyên truyền tỉnh ủy? Diệp Phàm đã hiểu ra, cười nói. Lưu Ngôn vốn được điều chuyển lên nhận chức phó vụ trưởng nhưng do điều chuyển chưa toàn diện nên đã về tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Hơn nữa, chuyển giao lúc đó có chút quy phạm. Đây là kiểu mà cứ chuyển giao sẽ lại nảy sinh ra việc khác. Chuyển giao có phải là xét duyệt tình hình của đồng chí, ví dụ như tình trạng của bên tài vụ. Hiện đồng chí Lưu Ngôn đã bị mất chức, vấn đề của anh ta đang trong quá trình điều tra. Bên Tấn Lĩnh đã thông báo việc này cho bên tuyên giáo Trung ương rồi. Và trên đã giao cho nội bộ ban tuyên truyền của Tấn Lĩnh toàn quyền xử lý. Hơn nữa, ban tuyên giáo Trung ương đã tạm thời dừng việc Lưu Ngôn nhận chức ở Tấn Lĩnh, điều tra thêm đã rồi sẽ xử lý sau. Trưởng ban Chu cười nói. Ha ha, có những đồng chí đúng là như vậy, thường làm những việc mà không lựa theo sức mình, những loại người này không thể làm nhiều việc xấu đúng không?
chẳng giống những lương dân chúng ta, nửa đêm cũng không sợ ma gõ cửa đúng không trưởng ban Chu? Diệp Phàm cũng cười to nói. Ha ha, làm cho tốt, không chừng sau này còn có trò hay mà xem đây. Trưởng ban Chu cười nói. Diệp Phàm vừa nghe xong đã động lòng, hỏi. Trò gì hay, con người tôi sinh ra đã yêu thích xem diễn trò rồi. Trưởng ban Chu có thể tiết lộ trước cho tôi biết màn kịch tiếp theo không, cho tôi hứng thú chút. Ha ha, cứ chờ rồi được xem, tiết lộ trước sẽ không hồi hộp nữa phải không? Trưởng ban Chu cười đặt điện thoại xuống. Ở đầu dây bên kia Diệp Phàm đang rất mong chờ. Diệp Phàm cười một tiếng rồi đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ, nhổ cải có cả đất lên sao? Nếu đúng như thế thì đúng là màn kịch hay rồi. Nhưng Diệp Phàm vừa cười to thì điện thoại lại reo lên, vừa nghe đã là tiếng cười của Phí Nhất Độ. Anh Diệp, Bắc Kinh sắp tan rồi. Biết rồi, Vương Long Đông bị Cổ Phi Phi, không ngờ lại tìm đến nhà họ Cổ. Diệp Phàm cười nói. Tuyệt đối không thể nương tay được, nếu đánh phải ra đánh. Mẹ kiếp, ngày trước thì kiêu ngạo thế. Phí Nhất Độ tôi sẽ để cho nhà họ Cổ biết thế nào là bực tức Phí Thị. Đây là một quyền tổng hợp. Phí Nhất Độ đắc chí cười nói. Tôi đã nhắc nhở người nhà họ Cổ rồi. Trừ phi Cổ Thiên Tắc đến Phong Châu, bằng không sẽ dùng bực tức Phí Thị của anh khiến chúng phải phục sát đất mới được. Diệp Phàm cười lạnh lùng. Anh Diệp, anh muốn bỏ qua cho bọn chúng sao? Phí Nhất Độ có chút bực dọc nói. Việc này, dù sao Cổ Phi Phi cũng là vợ của Long Đông. Nếu như cố chấp đánh nhà họ Cổ thì có thể Cổ Phi Phi sẽ ngã bệnh. Như vậy những ngày tháng tiếp theo của người Anhem tôi sẽ không hay. Xuất phát điểm của nhà chúng ta là ép nhà họ Cổ. Khiến cho họ biết được giá trị của người anh em Vương Long Đông. Nếu thật sự muốn hủy hoại họ thì không cần thiết, vả lại, người ta là người có tiền để họ phải bỏ ra tí là được. Hơn nữa, ân tình này, anh đã cho tôi rồi. Sau này tôi sẽ hỏi lãi từ nhà họ Cổ. Diệp Phàm cười nói. Đã làm hại người Anhem của tôi mất bao nhiêu tinh lực. Chấm. Phí Nhất Độ nói, rồi lại nói. Đương nhiên, anh Diệp lớn mặt, ai nói anh là anh Diệp của tôi. Nhưng, anh Diệp, anh em tôi đã thịt nát xương tan, anh chỉ nghĩ là bồi thường chút ít có phải không? Ồ, anh đang nghĩ đến chuyện bức cung phải không? Diệp Phàm không vui vẻ gì nói. Không dám bức cung, nhưng tôi muốn được tăng lên thất đẳng, đây là mong ước của tôi. Chỉ cần anh Diệp có thể giúp tôi thực hiện được mơ ước này thì việc này sẽ tính như vừa nói. Phí Nhất Độ không ngờ lại đưa ra điều kiện. Được rồi, vốn muốn cho cậu đề công. Mấy ngày này sẽ giải quyết việc của sư bá và của cậu. Diệp Phàm nói. Cũng vừa lúc sư bá đã bảo tôi hỏi anh việc này. Sư bá cũng có chút vội rồi, không phải chuyện của Lão Trúc cũng sắp tới rồi sao? Sắp đến cuối tháng 6 rồi. Nếu như lại không thể giúp sư bá đột phá, một khi Lão Trúc xuất hiện có phải sẽ khiến sư bá mất mặt không? Hơn nữa, Lão Trúc ngay từ đầu không phải là tuyên bố đối xử với Hồng Diệp Bảo thế nào. Đến lúc đó tôi sợ Hồng Diệp Bảo của anh Diệp cũng hoang tàn. Phí Nhất Độ nói. Chết rồi, tôi quên bén mất chuyện này. Diệp Phàm nói. Thế này nhé, mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ tiến hành đột phá. Nhưng cậu cũng nói với sư bá một tiếng, chúng ta phải đến đảo Chris để thực hiện chứ không phải là đỉnh của núi Hoa Sơn. Cậu hãy lo việc này ngay đi, sau khi làm xong thủ tục liền tiến hành ngay. Còn Diệp Phàm gọi điện cho Kiều Viên Viên bảo cô ấy sắp xếp về nhà mấy ngày. Rồi cho thêm mấy lính trong đội đặc nhiệm A để bảo vệ Hồng Diệp Bảo. Bởi vì Hồng Diệp Bảo là quân bài của Sở Khoa học Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Nhà họ Phí đúng là đã nóng lòng, thủ tục ra nước ngoài chỉ làm trong mười mấy tiếng đã xong. Đoàn người Diệp Phàm vội vàng đến đảo Chris. Chiều ngày hôm sau đã đến được đảo Chris. Diệp Phàm, sao lại chọn đảo này? Phí Thanh Sơn không hiểu gì hỏi. Đại bá, thứ nhất là đảo này yên tĩnh. Thứ hai là đang có hai cao thủ ở đảo này. Mà họ vì nhiệm vụ nên tạm thời không thể ra khỏi nơi này vì thế mà đành phải chọn nơi này. Chắc chắn đại bá sẽ thích nơi này. Diệp Phàm nói. Đương nhiên Diệp Phàm không chịu nói cho Phí Thanh Sơn biết về bí mật của lôi thần tượng. Mục đích của Diệp Phàm chính là xem có thể dùng lôi thần tượng để giúp Phí Thanh Sơn đột phá, làm như vậy có thể chắc chắn hơn. Quả nhiên, vừa đến đảo Chris, Phí Thanh Sơn đã lóe lên sự phấn khích. Ở thời đại bây giờ mà còn có được nơi kỳ diệu thế này, thật đẹp, hay quá. Phí Thanh Sơn nói, đợi sau này có tiền, nhất định con sẽ xây một tòa nhà ở đây, rảnh rỗi đến đây nghỉ ngơi, đúng là một nơi tuyệt vời. Nơi này đầy tính nguyên thủy, hoang dã,
môi trường rất tự nhiên, là một nơi tuyệt vời mà trong nước không thể nào mà tìm cho ra được. Không có việc gì thì cùng dân bản xứ nói chuyện cũng là niềm vui cả một đời. Phí Nhất Độ thán phục nói, rồi nhìn Phí Thanh Sơn. Nhìn ta làm gì? Phí Thanh Sơn tức giận vừa đi vừa hừ nói. Ha ha, đại bá, bá cũng thấy đó. Túi tiền cháu lúc nào cũng trống rỗng, dù cha cháu làm to nhưng lương và phúc lợi hàng năm cũng chẳng đủ cháu mời khách mấy lần. Việc của nhà họ Đỗ lần trước ở Phổ Hải cộng thêm anh Diệp đưa hơn 50 triệu nữa, nghe nói bá đều cho vay nặng lãi rồi. Mấy năm nay chắc cũng phải đến 100 triệu rồi. Phí Nhất Độ gượng cười, hóa ra anh ta đã theo dõi cả túi tiền của Phí Thanh Sơn. Ăn nói lung tung, anh nghĩ rằng đại bá của anh không tiêu đến tiền sao? Những lúc ta tiêu tiền thì anh không thấy. Anh nói xem với con người như ta đây tiêu một lần sẽ là thế nào? Phí Thanh Sơn nghiêm túc nói. Đại bá có bản lĩnh, có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng tiêu như thế nào để lại được nhiều chứ ạ? Phí Nhất Độ chưa từ bỏ ý định, nói. Để ra đúng là có để ra nhưng tất nhiên là không nhiều. Ta đã cho Điệp Điệp 10 triệu, nếu như cháu muốn thì ta chỉ có thể cho đến 1 triệu là nhiều lắm rồi. Phí Thanh Sơn cười nhạt nói. Đúng là không công bằng, bên nặng bên nhẹ, sao có thể chênh lệch lớn thế chứ? Nói thế nào thì bá cũng cho cháu 10 triệu đúng không? Hòn đảo này cách đại lục xa như vậy, muốn xây một biệt thự hiện đại chắc chắn không ít tiền rồi. 10 triệu chắc chắn vẫn không đủ, hơn nữa lại còn phải sửa đường. Phí Nhất Độ vẻ mặt cay đắng nói. Thôi đi, 1 triệu anh có lấy không? Muốn có tiền, được, hãy hỏi đại gia bên cạnh anh kia kìa. Phí Thanh Sơn liếc nhìn sang Diệp Phàm. Anh ấy có tiền nhưng cháu ngại không hỏi mượn. Phí Nhất Độ nói. Không sao, sau này giúp tôi làm việc. Nếu có việc ở nước ngoài, một lần cũng không dưới 2 triệu đâu. Thế nào, ký hợp đồng chứ? Tôi sẽ đưa trước 10 triệu, sau này làm cho tôi 10 năm là được. Diệp Phàm cười như hoàng thế nhân. Lương tôi thấp như vậy, không phải nói một lần 2 triệu, vậy 10 năm cũng phải có 20 triệu chứ phải không? Hơn nữa, tôi mà ký cái này chính là hợp đồng bán thân, sau này sẽ lưu lạc thành người làm công lớn nhất của anh Diệp. Phí Nhất Độ chút nữa thì hét lên. Hợp đồng bán thớ này rất có lời. Chính đường châu Ái tôi đây cũng muốn ký. Hay là anh Diệp, chúng ta cũng ký một bản nhé. Nếu như được thì tôi sẽ gọi mấy người trong bộ lạc đến ký với anh. Không ngờ đường châu Ái đi đằng trước lại quay đầu lại cười nói, rồi nói tiếp. Anh Diệp, tôi biết anh có ý kiến hay. Ở bên này tôi sẽ bảo bên Lạc Phi giúp tôi huấn luyện kỵ quân đen, nói là sau này còn phải huấn luyện riêng đội xanh, đội trắng, đội đỏ. Và huấn luyện cao thủ hạng trung cũng đã bắt đầu rồi. Nhưng họ cũng là người tộc nạp Tây Mễ chúng tôi, là những lương dân của đảo Chris. Nếu như anh muốn họ đi làm việc riêng thì mỗi lần cho họ 1 triệu một người là được rồi. Tôi sẽ chiết khấu cho anh 50%. Diệp Phàm suýt chút nữa nghẹn lời, không nhịn được hừ nói. Chúng ta có quan hệ gì, mà còn nói với tôi điều đó? Chúng ta có thể có quan hệ gì chứ? Tôi không phải là con rối mà anh đã ủng hộ sao, lại là công cụ để anh Diệp phát triển đời sau sao? Đường Châu Ái nháy mắt cười nói. Cô xem, cô là vợ tôi, sao lại nói như thế, lại còn nói con rối, sinh sôi cho đời sau. Có phải là biến Diệp Phàm tôi thành ngựa giống rồi không? Diệp Phàm giận dữ hừ nói. Vợ anh, được, chúng ta về nước anh lấy giấy chứng nhận. Chỉ cần anh dám lấy giấy, đường châu Ái tôi sẽ nhất quyết cho anh quản tất cả ở đảo Chris này. Quần đảo này chính là hậu hoa viên của anh Diệp. Anh muốn làm gì thì làm. Đường châu Ái nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chương 2667, Phí Thanh Sơn đột phá. Phí Nhất Độ và những người đi cùng muốn cười mà không dám cười, trông ai nấy cũng rất khó chịu. Sao phải so đo như vậy, cô còn không biết tình cảnh của tôi sao? Giấy chứng nhận thì miễn đi, quá phiền phức rồi. Diệp Phàm ánh mắt có chút nản. Hừ hừ. Đường Châu Ái hừ hai tiếng, khinh thường nhìn Diệp Phàm. Quá rồi phải không, Đường Châu Ái là người phụ nữ của Diệp Phàm tôi, nhớ chưa? Bằng không tôi sẽ không ngại mà hủy diệt đảo Chris này đâu. Diệp Phàm tức giận nói, đường đường một người như tôi là bị một người phụ nữ như cô làm cho mất mặt, chuyện này mà về nước chắc sẽ là trò hài cho các anh em đây. Anh chỉ biết ức hiếp người khác thôi. Đường Châu Ái cũng không dám trêu chọc Diệp Phàm nữa. Được rồi, Châu Ái, lần này đến ta mang cho cô rất nhiều đồ hay đây. Diệp Phàm cười nói, tôi đâu có thấy, một chút quà nhỏ cũng đừng lấy ra không lại mất mặt.
Đường Châu Ái tôi tuy xuất thân là người tộc xứ Nạp Tây. Nhưng đều biết được những văn bằng chứng chỉ thạc sĩ hay nghiên cứu sinh mà các anh nói. Hơn nữa, tôi còn đã đến 7, 8 nước có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cầu. Bao gồm cả TQ các anh, bằng không tiếng phổ thông của các anh tôi cũng không thể nói tốt như vậy được. Cho nên, thế giới của các anh tôi rất rõ, quy tắc của các anh tôi cũng đã nghe nói đến một chút. Vì thế đừng có lấy những thứ rác rưởi ra hù tôi. Đường Châu Ái hừ nói, trong lòng cũng tức giận. Cầm cái này xem đi. Diệp Phàm đột nhiên ôm lấy Đường Châu Ái đứng lên trên một cái cây cao chừng 30 mét. Rồi tiện tay đưa ra kính viễn vọng rõ ràng dùng trong quân đội cho cô ấy. Đúng là Đường Châu Ái hết sức tò mò, cầm lấy kính viễn vọng rồi nhìn theo hướng Diệp Phàm chỉ. Nói, hình như có một chiếc thuyền lớn, có thể phải đến cả hàng chục nghìn tấn. Không phải là chục nghìn tấn mà là 30.000 tấn. Biết bên trên là gì không? Diệp Phàm hỏi. Chẳng lẽ lại là món quà mà anh tặng tôi sao? Đường Châu Ái có chút kích động, phập phồng trong lồng ngực. Đừng có nhảy lên, yên tĩnh đã. Diệp Phàm không biết liêm sỉ ở đâu nữa, đưa tay ra mà ấn ấn lên bộ ngực của cô ta, nhân cơ hội hiếm có này. Họ ở dưới, anh muốn chết à? Đường Châu Ái đỏ mặt, liếc nhìn Diệp Phàm nhưng không hề có ý định ngăn cản lại hành vi hèn hạ này của hắn. Không sao, họ đâu có nhìn thấy. Mà chẳng qua là tôi đang ôn tập luyện công có phải không? Đã lâu rồi không sờ, hình như là đã cứng hơn, độ căng cũng căng hơn rồi. Có phải là gần đây đã luyện tập không? Diệp Phàm cười nói. Hàng ngày đều luyện tập nhưng anh hãy nói đi, trên thuyền kia là gì? Đường Châu Ái nhẹ nhàng dựa vào lòng Diệp Phàm, làm nũng hỏi. Cái gì cũng có, những thứ mà em cần như lương thực, quần áo, chăn, mà lần này anh còn mang đến cả máy phát điện, cả máy xúc, xe lu và những máy móc xây dựng khác. Đường của bên em đã quy hoạch rồi, bây giờ đã bắt tay vào giai đoạn đầu chưa? Diệp Phàm hỏi. Cảm ơn ông xã. Đường Châu Ái cảm động hôn một cái lên má Diệp Phàm nói. Con đường nối thẳng đến tòa nhà làm việc của tù trưởng đã đào lên rồi. Chẳng qua còn chưa có thiết bị máy móc nên đường vẫn còn thô. Có được chuyến thiết bị này của anh sẽ triển khai ngay. Hơn nữa, người anh em của anh là nhân bàng cũng có cách. Gần đây anh ấy đi quanh đảo, nói rằng mưa sẽ làm phong phú cho đảo. Mà lượng nước của con sông dồi dào, ngày trước có khi còn cảm thấy khan hiếm nước bởi vì còn chưa có đập ngăn nước. Nếu như có thể quy hoạch được việc tu sửa đập ngăn nước, lợi dụng sự chênh lệch về nước để làm nên vài trạm điện nhỏ. Một khi đã làm được thì vấn đề dùng điện của đảo sẽ được giải quyết. Ở xã hội đương thời, tác dụng của điện là rất lớn. Huống chi lại còn có thể điều tiết nước trong mùa thiếu nước. Đường Châu Ái nói, chuyện này cứ để ta lo, tốt nhất là mời các chuyên gia trong nước để quy hoạch. Sau khi ta trở về sẽ cho người đến, đường thứ nhất mới là trọng yếu. Không xây dựng được đường thì xây trạm điện cũng bằng không. Chúng ta cứ làm từ từ từng bước, mà phải làm công tác đả thông người trong bộ lạc mới được. Diệp Phàm nói xong ánh mắt quái dị nhìn Đường Châu Ái, cười nói. Nhân bàng lợi hại như vậy, em có hối lộ anh ta gì không đấy? Người trong bộ lạc thì không vấn đề gì, bởi vì họ đã nhìn thấy những điểm tốt trong thành quả của xã hội hiện nay. Mấy ngày nay buổi tối em toàn cho phát mấy bộ phim, khiến cho những người trong bộ lạc trước giờ chưa từng xem phải há hốc mồm miệng. Hơn nữa còn làm không biết mỏi mệt, ngay buổi chiếu phim đầu tiên mọi người còn không đành về, phim hết rồi mà ai nấy vẫn ngồi nguyên vị trí. Sau đó trưởng lão phải yêu cầu cho phát lại, kết quả là đêm đó phát đi phát lại đến 5, 6 lần. Còn nói về hối hộ, em không hiểu anh nói gì. Hơn nữa nhân bàng lại là anh em của anh ta không nên giúp chúng em sao? Đường Châu Ái hưng phấn nói. Như vậy tốt rồi, phim có tác dụng giáo dục rất tốt. Sau khi về nước anh sẽ dựa vào đặc điểm của người tộc Nạp Tây để làm ra một ít phim khoa giáo. Ví dụ dạy làm thế nào để trồng lúa, nhưng, em không hối lộ là không được rồi. Ví dụ. Tiền thì anh ta chắc chắn không cần nhưng những cô gái xinh đẹp nơi đây thì chắc chắn là anh ta thích. Diệp Phàm nói. Các cô gái trong bộ lạc đều sùng bái anh hùng, trong mắt họ nhân bàng là một anh hùng. Nhưng anh ta cũng rất bắt bẻ đấy. Đường Châu Ái đỏ mặt nói. Bắt bẻ, lẽ nào em cũng đã dâng tặng con gái cho anh ta mà anh ta lại không thích sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc cười nói. Có thể là anh ta muốn dùng lạt mềm để buộc chặt hơn thôi, em đừng có để bị anh ta lừa. Anh ấy thích nhưng không được vượt qua ba cô, nếu như quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến anh ấy,
hơn nữa anh ấy còn có vợ ở nhà nữa. Không thể để anh ta ăn chơi sa đọa ở đây mà quên đi cả vợ con. Em hỏi vì sao chỉ chọn ba cô, thì ra anh ấy rất nghe lời anh đấy. Đường Châu Ái giật mình nói. Tên này, nếu như làm loạn nữa thì xem anh xử lý hắn như thế nào. Diệp Phàm đắc chí nói. Tôi đến, Vương Nhân Bàng cùng Hắc Kỵ Quân đến canh giữ ở xung quanh tượng lôi thần. Và xung quanh tượng lôi thần đều trống rỗng. Lạc Phi, Sa Nhất Đao, Diệp Phàm mà Sa Thiên bốn người, bốn phía vây quanh tượng lôi thần. Còn Phí Thanh Sơn ngồi xếp bằng không xa trung tâm của tượng lôi thần mấy. Công lực Sửu Vô Đoan bị Diệp Phàm hoàn toàn dung hợp, ở trận tứ tượng của bốn chuyên gia cùng kết hợp với thuật bảo trí thiền sư. Đây thực ra đã thải ra ngoài, là môn pháp trợ lực đột phá sáng tạo độc đáo của Diệp Phàm. Diệp Phàm đã đặt cho nó một cái tên rất hiện đại là Diệp Thị Quá Cảnh Pháp. Quá cảnh ở đây đương nhiên không phải bảo anh lén lút qua cảnh, mà là lén qua giới hạn của công bậc, đột phá thành công lên một giai đoạn cao hơn. Đương nhiên Diệp Phàm cũng rõ, khó khăn trong chuyện này khó mà nói được, và tỷ lệ thành công còn phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Bắt đầu đi. Diệp Phàm ra lệnh nói, bốn cao thủ đang giơ tay đẩy công lực, nội công bốn người đang hướng về tượng thần. Khi nội lực vừa phát ra, đột nhiên có một chấn động vô cùng lớn. Dù vừa mới bắt đầu nhưng bốn vị cao thủ đã nắm được 20% thành công. Nhưng sức mạnh của bốn người hợp lại cũng đủ để dọa người kinh sợ. Tượng lôi thần nóng đỏ đột nhiên nổi gió xoáy, không lâu sau, gió xoáy trên không trung dần dần hình thành một cột xoáy cực kỳ đáng sợ. Độ mạnh càng lớn thì tượng thần càng phóng lớn, tượng thần đã phát ra xong chấn động trên không trung. Xuống dưới, rót vào. Diệp Phàm phát ra âm thanh trong đêm tối rất chói tai. Không lâu sau bốn người kết hợp nội lực thành một nội lực mới do Diệp Phàm khống chế rồi hướng về phía Phí Thanh Sơn. Ban đầu Phí Thanh Sơn tiếp nhận rất gian nan, lại còn đau đớn. Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận được, Phí Thanh Sơn khuôn mặt trước rất bình tĩnh, nhưng giờ đã biến dạng mất rồi. Sư bá, nếu không chịu được thì bảo một tiếng để chúng cháu hoãn lại. Diệp Phàm nói, không cần, ta còn chịu đựng được, thành bại là ở lúc này, nếu hoãn lại có thể sẽ thất bại ngay. Phí Thanh Sơn này nhất định lần này phải đột phá lên thập đẳng. Chính thức đặt chân vào dòng cao thủ võ công có thể dùng nội công không chế. Phí Thanh Sơn rất quyết tâm nói. Diệp Phàm cũng chấp nhận, cẩn thận vận khí để giúp cho Phí Thanh Sơn đột phá công lực. Sau 3 tiếng đồng hồ, cả 5 người đều toát cả mồ hôi. Bởi vì đột phá trợ lực như thế này truyền nội công trực tiếp, nên càng mất sức. Bởi vì anh phải khống chế lực mới được. Phải tùy theo độ mạnh yếu của nội lực Diệp Phàm truyền đến để mà điều chỉnh mà nhận. Làm như vậy thì anh bị khống chế, cũng giống như cảm giác mà chúng ta lái xe vậy. Giống như đi xe đằng sau xe hoa vậy, sẽ rất mệt mỏi. Bởi vì người ta đi nhanh thì mình mới đi nhanh, người ta đi chậm thì mình phải đi chậm. Mà bản thân mình không thể tự lái theo ý thích của mình được, như vậy rất là khó chịu. Nhưng Phí Thanh Sơn vẫn chưa có phản ứng đột phá gì lại. Vì ông ta còn ủ rũ. Còn lo là tiêu hao năng lực của người khác. Nhất thời áp lực của Phí Thanh Sơn lớn hơn, và lại còn cảm giác như chịu tội. Vì thế là sự điều tiết nội lực có chút thay đổi. Mộng do tâm thanh, siêu việt mộng tưởng, sư bá, sung. Diệp Phàm đột nhiên dùng hóa âm mê thuật như chuông chấn động thu nạp xong trực tiếp trong não bộ của Phí Thanh Sơn. Phí Thanh Sơn không có phòng bị nên bị chấn động tạm thời, xung kích với nội lực lớn nhất đã đến các huyệt qua kinh mạch. Đúng lúc này, Diệp Phàm lại đẩy nội lực của bốn vị về phía tượng thần. Quay một vòng trong tượng thần rồi lại hướng về phía Phí Thanh Sơn mà phóng. Quả nhiên có phát hiện mới, Diệp Phàm đoán không sai. Khi nội lực được luyện trong tượng thần xong truyền vào cho Phí Thanh Sơn dường như đã có biến đổi nhẹ. Phí Thanh Sơn cảm thấy rất dễ chịu, mà sau khi đã nhận được thấy rất thích thú. Lúc trước nội lực của ông so với của người khác không có được cảm giác mãnh liệt như vậy. Sư bá, người là hào kiệt. Người muốn chiến thắng lão trúc. Càng không nói đến nhà Hoành Đoạn. Chúng ta hãy cùng nhau, sung, sung, sung. Diệp Phàm lại lần nữa dùng mê thuật hóa âm nói vào đại não của Phí Thanh Sơn. Phí Thanh Sơn trong lòng đang buồn bực, nhưng bị sóng âm tác động, nên không nghĩ nhiều. Phí Thanh Sơn trong đầu nghĩ dùng toàn bộ lực để xung kích về phía trước. Chương 2668, tăng lên cả 2 cấp. Phí Thanh Sơn có thể cảm nhận được một tiếng nổ cực lớn trong cơ thể mình, cứ như có một quả bom nhỏ đang nổ bên trong người vậy. Xong rồi, chẳng nhẽ lại tan xác sao? Phí Thanh Sơn lo lắng,
nhưng ngẫm lại có nổ tan xác thì cũng chẳng có cách nào cả. Vì thế mà buông lỏng suy nghĩ, rồi tiếp nhận nội lực kia được truyền vào người mình. Không lâu sau cũng đã đến lúc sung sướng. Một cảm giác vô cùng thoải mái đến với Phí Thanh Sơn. Lại là tiếng két lại làm chấn động đến Phí Thanh Sơn. Thành công rồi. Phí Thanh Sơn đột nhiên ngửa mặt lên trời, kêu to một tiếng. Rồi quay lại nhìn đám người Diệp Phàm. Rồi như sung sướng đến cực điểm. Trong chốc lát đã không thấy bóng dáng Phí Thanh Sơn. Phí đại sư có sao không? Sa Thiên lo lắng nói. Không sao, giờ là lúc mà chân tay ông ấy được thoải mái. Rồi ép hết những chất cuồng bạo ra. Diệp Phàm nằm duỗi ra dưới tượng lôi thần. Còn ba người còn lại không nằm ra nhưng cũng đang cho giãn chân tay, thoải mái. Diệp Phàm cũng không nói gì mà lẳng lặng nằm dưới tượng thần, dùng nội công chuyển qua lưng để vào tượng thần. Không lâu sau tượng thần đã có phản ứng lại, nội khí đó truyền vào trong tượng thần rồi lại quay lại vào người Diệp Phàm không ngờ lại lớn hơn. Hơn nữa Diệp Phàm còn cảm nhận được luồng khí đó còn thuần khiết rất nhiều, hình như tượng thần này còn có tác dụng lọc và tăng nội lực nữa. Diệp Phàm cũng đoán được có thể là khí trong tượng thần đã làm tăng thêm nội lực của hắn ta. Còn vì sao lại có thể biến lực đó thuần khiết hơn thì tạm thời hắn ta chưa giải thích được. Hắn ta cũng không nghĩ nữa. Nhắm mắt và chú ý đến vòng tuần hoàn truyền nội lực này. Mượn tượng thần trợ giúp, sau 5 giờ đồng hồ trời cũng đã tảng sáng. Diệp Phàm thu công, lúc này cảm nhận được công hiệu luyện bên cạnh tượng lôi thần đã tăng lên rõ rệt. Mẹ kiếp, khi nào mới có thể thu hút hoàn toàn tác dụng tốt của tượng thần để có thể đột phá lên thập nhị đẳng? Diệp Phàm suy nghĩ trong đầu. Phí Thanh Sơn vui vẻ trở lại. Chắc là đột phá rồi chứ đại bá. Diệp Phàm chúc mừng. Hiệu quả lần này cực kỳ tốt, tăng liền mạch lên thập nhị đẳng. Dù ta chưa rõ là ở giai đoạn nào của thập nhị đẳng nhưng theo như những lời mà cháu nói thì chắc chắn là đã đạt đến mức này. Diệp Phàm, sư bá rất ít khi cảm ơn người khác nhưng lần này sư bá phải cảm ơn các cháu rồi. Cảm ơn. Phí Thanh Sơn cảm kích nói. Thập nhị đẳng, đại bá đúng là chúng lớn rồi. Phí Nhất Độ cuộn đầu lưỡi. Cháu nghĩ đó là kết quả nỗ lực của sư bá. Vốn nội lực trong cơ thể của sư bá sớm đã có thể đột phá lên thập nhị đẳng rồi. Chẳng qua là vì có nhiều nguyên nhân cứ mãi chặn sư bá ở cửu đẳng thôi. Lần này có bốn chúng cháu giúp đỡ thêm nên thành công. Sư bá có thể đột phá đến thập nhị đẳng là quá tốt rồi. Sau này sư bá sẽ thay vị trí của Sa Thiên. Buổi tối chúng ta sẽ bày tứ trận để đột phá cho Nhất Độ. Tin chắc rằng sẽ nhanh hơn thôi. Diệp Phàm tin tưởng nói. Ừ. Cháu đoán rất có lý. Khi nãy ta nghĩ thế này, tối sau khi Nhất Độ đột phá xong chúng ta mau chóng trở về. Cũng nhanh hết tháng 6 rồi, Lão Trúc không biết lúc nào đến, chúng ta không thể để ông ta phá hoại Hồng Diệp Bảo được. Phí Thanh Sơn nói, đột phá buổi tối không thể trì hoãn được, dưới sự tương trợ của tượng lôi thần, và bốn cao thủ, Phí Nhất Độ đã thành công đột phá lên thất đẳng. Anh ta điên cuồng đến chảy máu mũi. Ông em, chơi thế đủ chưa, đủ rồi thì về nhà thôi. Diệp Phàm cười hỏi Vương Nhân Bàng. Đúng là nên về nhà rồi, ông cụ đang rục rối quá. Thập Lục và hai đứa trẻ cũng nhớ em rồi. Hai, tiếc thật. Vương Nhân Bàng có chút luyến tiếc nhìn đảo Chris một lượt. Ha ha, hay là mang cả mấy cô nương xinh đẹp nơi đây về rồi giấu như giấu vàng cũng được. Phí Nhất Độ cười nói, phóng ánh mắt đáng khinh về Nhân Bàng. Có điên không, như vậy không phải tự đánh mình sao? Hơn nữa, mang mấy cô này về thì quá chát nhãn rồi. Nếu để cho Thập Lục mà biết thì chắc chết rồi. Vương Nhân Bàng gượng cười, trợn mắt nói lại. Ha ha, tôi còn muốn ở lại xem nước ở đây ra sao. Phí Nhất Độ cười nói. Vậy được, anh tiếp nhận vị trí của Nhân Bàng ở đây một thời gian cũng được. Những phức tạp nơi đây vừa bắt đầu, mà mấy ngày nữa tôi sẽ sắp xếp quy hoạch và cử các chuyên gia liên quan đến công trình đến. Anh ở đây chỉ huy là tốt rồi. Sa Thiên về với tôi là được, Lạc Phi tạm thời vẫn đóng tại đây. Diệp Phàm nói. Được, nhưng tôi sẽ không nhận mấy cô nàng của đồng chí Nhân Bàng đâu nhé. Như vậy thì tôi toàn nhận phải hàng rách nát à. Phí Nhất Độ cười ha hả nói. Sợ anh không dám nhận thôi, những cô nàng của Nhân Bàng tôi sẽ đánh bể đầu anh. Nhưng anh nói cái gì vậy, cái gì mà hàng rách nát, sao những cô nàng của tôi lại là rách nát được. Cương Nhân Bàng giở quyền ra. Thật sao? Không ngờ Phí Thanh Sơn lại hừ một tiếng rồi nhìn Vương Nhân Bàng. Anh ta mau chóng nói lại. Sai rồi, cháu chỉ đùa thôi.
Nhất độ là anh em tốt phải không sư bá? Mấy câu kia có là gì? Như vậy còn được, sau này phải nhớ, người nhà họ Phí không dễ bị ai ăn hiếp đâu. Phí Thanh Sơn nghiêm túc nói. Lão già này, một câu nói đùa thôi cũng không được. Vương Nhân Bàng trong lòng thầm rủa lão Phí một tiếng. Vừa về tới nơi có tín hiệu, Diệp Phàm mở điện thoại đã thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Hắn ta biết đã có chuyện lớn rồi, và thấy gọi nhiều nhất là Lý Cường và Lý Tùng bảo vệ Hồng Diệp Bảo gọi đến. Hắn ta khẩn trương gọi điện về, mới biết rằng hai con sư tử đồng ở trước biệt thự đã bị người ta dẫm bẹp. Kẻ nào làm? Diệp Phàm chấn động, có thể là đám người lão Trúc đã đến làm loạn rồi. Không nhìn rõ là ai, tôi và Lý Tùng lên chặn lại nhưng cũng bị thương hết rồi. Còn cả đám Đường Thành cũng bị thương, người này ra tay rất tàn nhẫn. Trong tay Đường Thành có súng mà cũng không làm gì được, bởi vì đạn chưa kịp bay ra thì đã bị hắn ta chặn mất rồi. Lý Cường giận dữ nói. Không phải là tôi đã cho lắp thêm camera loại tốt rồi sao? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Như loại người cổ như lão Trúc chắc chắn cũng không hiểu rõ về những thiết bị này. Hơn nữa, camera lần này sử dụng đều là những sản phẩm bí mật của tổ chuyên gia trong đội đặc nhiệm A, người bình thường căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Chẳng tác dụng gì, đối phương chắc chắn là người già đời, đã làm hỏng hết rồi. Bên Bộ Quốc phòng nghe nói sự việc như vậy đã tăng cường thêm quân, phái một đoàn quân để bảo vệ Sở Khoa học Quân sự của chúng ta. Chắc chắn rằng ông ta có gan trời cũng không dám đến. Lý Cường hừ nói. Chưa chắc. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Hắn ta thầm hiểu được với hạng cao thủ tầm lão Trúc thì bộ đội đặc nhiệm của tổ A không thể nào mà khống chế được. Nếu như không giải quyết được phiền phức này thì Hồng Diệp Bảo cũng không thể tồn tại được. Thế là đoàn người Diệp Phàm vội vã trở về Hồng Diệp Bảo. Khi vừa nhìn thấy hai con sư tử đồng suýt nữa thì thành đồ đồng nát, Diệp Phàm đã kinh sợ. Sư bá, có thể là do lão Trúc gây ra, nhưng, sư bá nhìn xem, hiện giờ công lực của ông ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Diệp Phàm lấy tay sờ rồi gõ vào hai con sư tử đồng, rồi hỏi. Việc này khó mà nói được khi chỉ dựa vào hai con sư tử đồng này đã bị thành đống đồng vụn, nhưng cũng có thể còn lại dấu tích. Nhìn từ góc độ hai con sư tử này bị tàn phá thì hiện giờ công lực của lão Trúc tuyệt đối là thuộc đỉnh của thập đẳng rồi. Nhưng, có phải là đột phá lên thập nhị đẳng hay không thì rất khó nói. Nhưng ta có cảm giác như chưa đạt đến thập nhị đẳng, chắc chắn là dưới một chút. Phí Thanh Sơn nhiều kinh nghiệm nói. Nhưng, Diệp Phàm còn có chút không hiểu, lại phải hỏi. Lý do phân tích nào của sư bá là sao? Cháu xem, cháu đã là thập nhị đẳng. Nếu như cháu ra tay thì con sư tử đồng này sẽ thành ra thế nào? Phí Thanh Sơn vuốt vuốt chỏm râu cười nói. Lão Phí đã đột phá một cách đặc biệt, tăng lên hẳn hai cấp cho nên rất vui vẻ. Tự nhiên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu lão Phí mà vẫn ở mức cửu đẳng, không biết giờ mà thấy cảnh tượng này thì sẽ có tâm trạng ra sao, chắc chắn là buồn bực muốn chết. Đúng, cảnh tượng này cháu không dùng hết sức cũng có thể làm được. Nhưng không biết rằng lão ta đã dùng hết sức chưa? Nếu như chưa dùng hết sức thì chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của lão ta rồi. Diệp Phàm nói. Ừ, có lý, nhưng bằng trực giác của ta thì lão Trúc chưa thể lên thập nhị đẳng. Dù sao, cho dù hắn ta chưa ra hết sức nhưng khí thế của thập nhị đẳng và những vết tích để lại không giống với thập đẳng. Nhà họ Phí có đôi mắt ưng, cháu hãy dùng nó để quan sát xem sao. Có thể phân biệt được thập đẳng và thập nhị đẳng. Phí Thanh Sơn thản nhiên cười nói. Thế là Diệp Phàm dùng sức để nhìn bằng con mắt ưng. Dùng sóng radar sinh vật để quan sát, kết quả phát hiện ra một tia manh mối. Trên sóng đó có một sợi màu hồng, đó là vết tích mà lão Trúc để lại. Nhưng Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra bên cạnh sợi màu hồng đó còn có hình dáng một sợi lông. Cái này là thứ gì? Trước giờ hắn ta chưa nhìn thấy, trong lòng thấy rất kinh ngạc, thế là nói với sư bá. Sư bá hãy dùng hết sức thử xem. Phí Thanh Sơn nhảy như hổ, đạp một cái lên đống đồng đó. Bộp một tiếng, con sư tử đồng đã bị đạp trước đó giờ lại thành một đống đồng phế rồi. Diệp Phàm lại dùng sóng sinh vật quan sát và phát hiện ra vết tích mà Phí Thanh Sơn để lại là một sợi màu hồng to hơn chút. Mà hơn nữa, rõ ràng hơn chính là bên cạnh sợi màu hồng đó có hình như sợi lông nhưng nhiều hơn và cũng to hơn. Rồi sau đó chính hắn ta cũng ra tay một cái, lại quan sát một lần nữa. Sau khi lập luận mới không khỏi cười nói. Đúng là lão Trúc chưa đến thập nhị đẳng. So sánh những vết tích mà tôi,
sư bá và lão Trúc để lại thì lão ta có thể đang là tầng thứ hai của thập đẳng. Mà sư bá vừa mới đột phá lên thập nhị đẳng nhưng vết tích để lại còn to lớn hơn cháu, vì vậy nội lực của sư bá còn thâm hậu hơn cháu. Chương 2669, độc nhất vô nhị. Ồ, sao mà cháu lại phát hiện ra được? Ngay cả Phí Thanh Sơn cũng thấy ngạc nhiên. Sư bá, đôi mắt ưng của cháu có thể tạo ra được sóng giống như radar. Và cháu gọi nó là sóng radar sinh vật. Mấy năm trước cháu đã có cảm giác đó rồi ạ, nhưng những đường đó còn rất mơ hồ. Sau này cùng với công lực tăng mạnh thì càng ngày càng rõ hơn, hơn nữa còn có chút khác thường. Hình như đôi mắt của cháu cũng giống như máy tính vậy, có thể thăng cấp bất cứ lúc nào. Và cùng với các giai đoạn thì chức năng của đôi mắt ưng cũng được đẩy mạnh lên nhiều hơn. Bây giờ nếu như ai đó đi qua rồi để lại dấu vết, sau khi để con mắt ưng của cháu nhớ lại, thì sau này nếu vô tình gặp được người đó ở đâu cũng sẽ cảm nhận được. Có chút công năng như là mũi chó vậy, nhưng dấu vết để lại bao lâu thì hiện cháu chưa rõ. Nhưng, mắt ưng của sư bá có hiện tượng kỳ lạ như thế không? Hoặc là có tia nào đó cũng có thể không giống nhau y như vậy không? Diệp Phàm tò mò hỏi. Không, mắt ưng của ta chỉ có thể nhìn mọi vật rõ hơn, xa hơn chút, chứ không có sóng radar sinh vật gì đó như cháu nói. Những phân tích của ta là do đúc kết từ kinh nghiệm mà ra, nhưng hiện tượng của cháu thật là lạ. Lẽ nào trong trường hợp nào đó là đôi mắt ưng lại trở nên khác thường sao? Đúng rồi, chắc chắn là kết quả của biến dị. Diệp Phàm, đây là chuyện tốt, có lẽ con mắt ưng của cháu là độc nhất vô nhị trên đời này. Đây là vũ khí tấn công, là bùa hộ mệnh của cháu. Không được nói cho ai biết, đây được gọi là bí mật riêng tư của cháu đấy. Phí Thanh Sơn thận trọng nhắc nhở. Cháu hiểu, nhưng trên đời này cháu đã nói cho sư bá biết rồi. Nếu nói về biến dị, cháu cũng thấy có chút biến dị. Nhưng nếu nói mắt ưng của cháu là độc nhất vô nhị thì không nhất định thế. Trên đời này có nhiều thứ kỳ lạ lắm, con mắt ưng của cháu có lẽ những người có võ công cao cũng có thể có. Ví dụ như những người có năng lực như tiên trên trời, người ta chỉ cần nhìn một cái là biết được công phu của chúng ta. Mà chúng ta lại không thể đoán được công lực của đối phương nếu như không tỉ thí. Chỉ có thể là một loại cảm giác, rất là mơ hồ. Diệp Phàm nói, ừ, có thể là như vậy, tình hình cụ thể của tầng lớp họ chúng ta chưa thể trải qua. Nên khó mà có thể đoán được công lực của họ mạng yếu ra sao. Đối với chúng ta mà nói, những người có năng lực như tiên trên trời chỉ là chuyện có trong tưởng tượng. Ôi, cả đời này ta sẽ khó mà có thể đạt được. Diệp Phàm, bằng cảm giác của ta thì cháu có thể đạt được tới đỉnh giới đó, hãy cố gắng lên. Nếu như trước ngày mà ta duỗi chân có thể thấy cháu đạt được cảnh giới như trong truyền thuyết. Khiến sư bá được mở rộng tầm mắt thì ta chết cũng an lòng. Phí Thanh Sơn nói đến đây liền cảm động. Để chờ đợi lão Trúc nên Phí Thanh Sơn không về nhà. Còn Diệp Phàm lấy bình phong là đi đàm phán với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Vì thế mà không quay lại Phong Châu cũng không sao, việc này còn chưa giải quyết xong thì Diệp Phàm không an tâm mà đi. Cứ như kim đâm vào lưng vậy, đến là khó chịu. Chỉ tiếc là Lạc Phi phải ở lại quần đảo Chris để phòng bọn âm giáo đến công kích tộc người Nạp Tây, chứ nếu không anh ta mà trở về bảo vệ Hồng Diệp Bảo thì cũng không cần phải lo lắng lão Trúc đến chọc phá. Tối đến Diệp Phàm lại ngẫu nhiên phát hiện ra miếng đá trên giá sách. Bởi vì chẳng có việc gì làm nên cầm miếng đá lên, đó là miếng đá mà sư phụ Trần đã để lại. Là miếng đá lấy từ Thái Cực Đại sư Trần Vô Ba về. Sau khi truyền nội khí vào trong miếng đá thì chỉ phát ra một vầng sáng trắng nhạt. Diệp Phàm dùng hết sức để truyền khí vào trong viên đá nhưng chỉ thấy vầng sáng càng lúc càng đậm hơn, chứ không hề có những biểu hiện gì khiến Diệp Phàm hứng thú cả. Xui xẻo, chẳng có tác dụng khỉ gì. Diệp Phàm tức giận ném miếng đá đó lên trên giá sách. Cũng đúng lúc đó miếng đá liền phát ra một thứ tia chớp kỳ lạ. Tại sao lại phát ra, vừa nãy thì không phát, tại sao, Diệp Phàm suy nghĩ, một lúc sau hắn ta mới đột nhiên kinh ngạc, bởi vì khi nãy ném miếng đá đã vô ý vận động nội khí của độc đan điền. Lẽ nào độc nội khí đã tạo ra nguồn sáng này sao, Diệp Phàm hưng phấn tăng vọt. Hắn ta truyền độc nội khí vào, phát hiện ra tia chớp phát lên rồi lại vụt tắt. Sau đó Diệp Phàm lại thử ép độc nội khí dung hòa với nội khí thông thường rồi truyền vào trong viên đá. Lần này đã có phản ứng mãnh liệt hơn, viên đá phát ra mấy tia chớp liên tục, cứ như có hình kỳ lạ nào đó hiện ra. Diệp Phàm nhanh chóng tắt điện, kéo rèm cửa lại. Trong bóng tối, tia chớp đã xuất hiện liên tục. Không lâu sau,
những điểm sáng đó lại bay vút lên đỉnh của viên đá hình thành nên một hình kỳ lạ mà trước giờ Diệp Phàm chưa thấy. Hình như là một ngọn núi, nhưng xung quanh lại rất loạn, không nhìn rõ. Diệp Phàm trong lòng rất hiếu kỳ. Hắn ta ra sức ép hết nội khí nhưng hình thù đó vẫn mơ hồ, không nhìn rõ. Hơn nữa, Diệp Phàm có thể khẳng định bản thân hắn trước đây chưa hề thấy hình thù này. Đương nhiên, Diệp Phàm đã dùng con mắt ưng ghi lại hình thù này vào trong đầu. Chẳng lẽ lại là bảo tàng thần bí sao, trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh được. Tuy Diệp Phàm không thiếu tiền, nhưng tìm ra được kho tàng thì cũng khiến cho người ta hưng phấn. Bởi vì phát triển quần đảo Chris còn cần rất nhiều tiền, mấy trăm triệu cũng chỉ là con số nhỏ ban đầu thôi. Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng đã tính, nếu như thật sự muốn phát triển quần đảo Chris để cho mấy trăm nghìn người của tộc Nạp Tây có cuộc sống giống như người hiện đại giờ thì không thể dưới vài trăm tỷ. Diệp Phàm hiện là tỷ phú rồi, nhưng bỏ hết số tiền này ra cũng chưa thấm được. Tự nhiên dã tâm trong hắn ta càng ngày càng tăng lên, nghĩ sẽ biến đảo Chris thành vương quốc độc lập của Diệp Phàm này. Một khi thời cơ đã chín muồi, đảo Chris sẽ đề nghị Liên Hợp Quốc thành lập quốc gia riêng, nhưng có thể phải cần đến mấy chục năm hay cả mấy trăm năm cũng nên. Ít nhất cũng phải phát triển đến trình độ đủ sức để chống cự lại Hồng Ma Tây Lượng Quốc mới được. Bằng không anh không lên tiếng thì người khác cũng lên tiếng. Anh thực sự muốn đứng dậy độc lập thì người ta chắc chắn sẽ tạo áp lực cho anh. Con đường này tương đối dài, và hy vọng này cũng còn xa lắm. Biết là Hồng Ma Tây Lượng Quốc là một trong 50 cường quốc vũ lực, cường quốc kinh tế trên thế giới. Tuy không bằng những nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay Pháp nhưng để áp chế tộc người Nạp Tây giờ còn dùng dao, dùng trượng để đánh giặc thì họ chẳng tốn nhiều công sức. Mấy chục năm nay chẳng qua là tộc người Nạp Tây gây sức ép quá. Ngày trước Hồng Ma Tây Lượng Quốc tranh giành lãnh thổ với nước láng giềng nên không có cách nào ra tay vì thế mà người Nạp Tây vẫn còn được tự do. Nhưng Hồng Ma Tây Lượng Quốc lại không hề có công văn chính thức tuyên bố với toàn thế giới rằng quần đảo Chris là độc lập. Đương nhiên quần đảo Chris vốn độc lập, không thuộc vào nước nào cả. Nếu như anh ta đủ mạnh thì không nói đến nước khác. Bởi vì vốn anh là người xâm lược, là muốn nô dịch tộc người Nạp Tây. Chỉ có điều xã hội hiện nay là xã hội cá lớn nuốt cá bé, anh mạnh, người ta không chọc nổi anh thì cũng đúng. Anh mà yếu thì phải chịu ức hiếp, đây là tất yếu. Muốn tạo ra nhiều của cải cho Chris thì dùng nhiều tiền để phát triển kinh tế, sau này cũng giống như quả cầu tuyết tiền kiếm được sẽ để mua bán vũ khí, phát triển binh lực, đó là dự định tạm thời của Diệp Phàm. Hơn nữa, theo như tình hình mà Vương Nhân Bàng đã điều tra. Ngày trước bởi vì đảo Chris do vỏ trái đất và nước biển tấn công, có thể ngày trước đảo nằm dưới nước biển nên trên đảo có nhiều hang động đá vôi. Có những hang động đá vôi, hoàn toàn có thể tu sửa thành căn cứ quân sự tiềm ẩn. Để vũ khí buôn bán cất giấu bên trong. Cộng thêm bao phủ cả đảo khoảng 70% là cây cối. Có những cây cổ thụ cả trăm năm. Phát triển kinh tế dưới những tán cây, phát triển thành cường đảo binh khí hoàn toàn không bị thế giới chú ý đến. Ngay cả máy bay của Hồng Ma Tây Lượng Quốc có bay qua thì cũng không thể phát hiện ra được. Hơn nữa nước này lại cách rất xa Chris, không thể ngày ngày đến trông nom đảo được. Mà căn bản là họ không tin đám người ngu ngốc nơi đây lại có thể làm được gì. Chẳng qua trước giờ Chris toàn bí ẩn, nên giờ muốn phát triển toàn diện sẽ rất khó khăn. Sau khi Phí Nhất Độ đi một vòng quanh đảo đã đưa ra ý kiến là nuôi động vật hoang dã bởi vì bao phủ đảo toàn là thực vật. Bởi vậy mà số lượng các loài động vật hoang dã không phải là số ít. Hoàn toàn có thể tiến hành nuôi với phạm vi rộng để lấy nguồn ra, bổ sung để phát triển kinh tế. Nếu như cứ tùy ý săn bắt, cùng với sự tăng thêm về nhân khẩu của nhân dân trong đảo thì chẳng mấy chốc mà số lượng động vật kia sẽ ít đi. Mà cũng không là điều được hoan nghênh trong xu thế bảo vệ động vật hoang dã đang diễn ra trên thế giới. Buôn bán da của động vật hoang dã là phi pháp, là không thể để lộ được. Loại giao dịch mà lén lút này cũng không thể làm lớn và thường xuyên được. Cho nên, nếu như chọn con đường biến những động vật hoang dã thành động vật nuôi trong nhà rồi xuất khẩu ra hợp pháp, cũng sẽ là một biện pháp tốt để kiếm tiền. Bởi vì đảo có diện tích lớn, chất lượng của động vật được nuôi và hoang dã không có điểm gì khác biệt lớn, hơn nữa cũng có một lớp áo hợp pháp bên ngoài rồi. Đương nhiên, nuôi trên đảo không phải giống như chỉ quay chuồng bò chuồng dê bình thường được. Phải quy hoạch một khu lớn để làm khu nuôi dưỡng, như kiểu khu bảo vệ sinh thái hạng trung hiện nay. Động vật sống trong đó sinh sôi nảy nở nhân tạo, cứ như vậy tăng nhanh được năng lực cũng như số lượng của động vật.
Sau khi đã hình thành được một dây chuyền sản xuất hàng loạt có thể thông qua trung gian mà xuất khẩu được lượng ra thật lớn rồi. Mà Diệp Phàm lại còn có mục đích lớn hơn, sau này còn muốn đem ra của Chris hợp tác với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân để làm nhà máy hải ngoại, có được một cách hợp pháp bước lên con đường cao hơn. Bởi vì nguyên liệu tạo ra sản phẩm thuộc da của Chris chất lượng rất cao. Nếu kế hoạch này mà có thể thành công, thì lợi nhuận từ da của Chris sẽ tăng lên N lần. Từ ngày trở về, Phí Thanh Sơn đều cố ý ở lại Hồng Diệp Bảo. Thường xuyên ở bãi cỏ bên ngoài, trong rừng cây đằng sau để luyện công. Mục đích của việc này đương nhiên là thu hút Lão Trúc đến rồi. Còn Diệp Phàm cũng cho giải tán toàn bộ quân lính do Bộ Quốc phòng điều tới, cũng là để cho Lão Trúc yên tâm mà tới tìm hắn. Quả nhiên Lão Trúc cũng không thể chịu đựng thêm. Chương 2670, Lão Trúc quả nhiên không chịu được thêm. Ngày hôm sau mới khoảng 5 giờ, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Diệp Phàm và Phí Thanh Sơn đang chạy bộ trên bãi cỏ trước bảo, bỗng nhiên có âm thanh vang dội, vẻ đắc chí truyền lại. Sao rồi, chỗ đồng kia bán sắt vụn được tí tiền chứ? Diệp Phàm nhìn theo nơi âm thanh phát ra, đó là âm thanh từ trong rừng cây đằng sau vọng lại. Thế là Phí Thanh Sơn nhanh chóng tiến về phía rừng cây, phát hiện ra một lão tóc bạc đứng bên cạnh gốc cây với vẻ mặt kiêu ngạo, ngông cuồng nhìn hai người Diệp Phàm, Phí Thanh Sơn. Lý Trúc, quả nhiên là ông. Phí Thanh Sơn thản nhiên nói. Sư tử đồng trước bảo môn nhà chúng tôi bị ông làm hỏng đúng không? Diệp Phàm nhìn Lý Trúc rồi lãnh lùng nói. Đương nhiên. Lý Trúc thẳng thắn thừa nhận, mà lại còn rất khinh thường nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Mày là đồ đệ của lão sao? Loại sư phụ rác rưởi này thì nhận làm gì? Cứ coi như thế đi, ông là sư bá của tôi. Diệp Phàm gật đầu. Phí Thanh Sơn, tọa địa lão hổ, có giỏi thì xông lên. Lý Trúc không dài dòng, phi ánh mắt về phía Phí Thanh Sơn rồi lao người đi. Diệp Phàm và Phí Thanh Sơn cũng không chậm, dù gì cũng là người tài cao, gan lớn. May mà còn quá sớm nên người trên phố không nhiều, ba người lại chạy nhanh quá. Bay một mạch một tiếng đồng hồ, nếu dựa vào lực của ba người thì Diệp Phàm phỏng chừng đã được hơn 100 cây số. Lý Trúc đã dừng lại, Diệp Phàm phát hiện đó là một thung lũng không người ở. Còn là nơi nào thì Diệp Phàm không rõ. Lý Trúc, anh chơi đã đủ chưa? Muốn để cho hai chúng tôi phải tìm về sự tức giận trước kia hay sao? Phí Thanh Sơn bình thản hỏi. Mấy chục năm trước, Lý Trúc ta đây không lúc nào không nghĩ về trận nhục nhã trước đó. Năm đó không phải ta không bằng Phí Thanh Sơn ông, chỉ là vì ta bị thương nên các người thắng cũng là may thôi. Lý Trúc chọn một khối đá lớn mà đứng lên, lạnh lùng nói. Đó là chuyện của người, rõ ràng là bị thương còn tìm đến đấu với ta. Chỉ là do ông tự chuốc lấy nhục thôi. Như vậy lại trách Phí Thanh Sơn ta sao? Năm đó nếu như ông nói bị thương, hẹn ngày khác quyết đấu thì ta cũng sẽ không dài dòng mà gật đầu ngay. Nhưng ngươi hiếu thắng, như vậy thì chính là ngươi tự chuốc lấy thôi. Giờ còn có mặt để mà nói ở đây, ngươi đã ức hiếp một tiền bối nhỏ rồi đấy. Không phải là đã dẫm bẹp sư tử đồng của người ta sao? Con người ông thật quá nhỏ nhen rồi, chẳng trách mà bao nhiêu năm rồi vẫn cứ canh cánh trong lòng. Làm người phải quang minh lỗi lạc. Đánh bại thì đánh bại, không thì buông tha mới được. Phí Thanh Sơn hùng hông nói. Ông còn dám nói thế sao? Lý Trúc tức lên, hừ nói. Làm việc không thẹn với lương tâm, có gì mà ta không dám nói? Phí Thanh Sơn thể hiện nét mặt của đại sư. Không thẹn với lương tâm, đúng là không biết xấu hổ. Lý Trúc châm chọc nói. Ý gì, ta không hiểu. Lý Trúc, ông hãy nói cho rõ. Phí Thanh Sơn sửng sốt, liền hỏi. Năm đó trước khi trận đấu một ngày không phải ông đã cho người ám sát ta. Bây giờ lại nói có vẻ cứng rắn quá. Đừng nghĩ Lý Trúc này là đồ ngốc, Phí Thanh Sơn ngươi chỉ là hạng người lấy tiếng lừa đời. Còn dám ở đây mà lớn tiếng với ta sao? Phí Thanh Sơn, ông có thấy hổ thẹn không? Lý Trúc này không ngờ đường đường là một trong 6 vị đứng đầu cả nước, tọa địa lão hổ mà lại vô liêm sỉ như vậy, vô liêm sỉ không vô cùng. Ông vốn không xứng với cách gọi tọa địa lão hổ kia. Ta thấy ngươi không bằng cả con côn trùng vậy. Lý Trúc tức giận nói. Câm mồm, không cho phép ông nói sư bá tôi như thế. Diệp Phàm tức điên tiết, quát lên. Tiểu tử này cũng kiêu ngạo gớm. Đừng có nghĩ là hai người mà vô địch thiên hạ nhé. Phí Thanh Sơn, hôm nay ta muốn giáo huấn tên đồ đệ ngông cuồng này trước mặt ông. Lý Trúc tức đến rung cả râu, hắn ta đứng trên tảng đá rồi chầm chầm phóng về phía Diệp Phàm. Bộp một tiếng vang lên.
Lý Trúc đột nhiên kinh ngạc đến mức rơi cả tròng mắt, hắn vuốt chính má của mình đã thấy có chút sưng tím, miệng còn phẫn nộ hét lên. Không đời nào, không đời nào. Có cái gì mà không thể được, trên đời này chẳng có cái gì là không thể, cái công phu mèo ba chân của ông mà cũng đòi kêu gào trước mặt sư bá tôi sao? Là cái quái gì chứ? Cút sớm đi cho tôi, đương nhiên trước khi cút cũng phải làm lại cho ta hai con sư tử đồng mới được. Diệp Phàm rút lại tay, nét mặt đáng khinh bỉ và hết sức kiêu ngạo. Không thể nào. Lý Trúc như điên cuồng, cả người bay lên cao khoảng chừng 4 mét, rồi giơ chân đánh về phía não của Diệp Phàm. Không thể nào, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là không thể nào. Diệp Phàm âm thầm cười một tiếng, võ công hổ ưng của nhà họ Phí cùng với thủy công của bức vương Nam Lăng Hậu, bay lên rồi đột nhiên nhảy lên trên đầu Lão Trúc. Bộp! Giống như âm thanh mà hai cây gỗ đập vào nhau, Lý Trúc đã bị Diệp Phàm đá cho một cái cứ như người bay đến tận bãi cỏ cách khoảng 30 mét. Cả người lão ta đã rơi xuống đất, lộ ra hai quả mông. Nhất định là bị Diệp Phàm cố ý đánh vậy. Hắn còn tiện tay vẽ một cái vòng khiến cho quần của Lão Trúc rách ra, kéo xuống dưới một nửa. Đồng chí Lão Trúc tự nhiên lại lộ ngay ra cả một mảng mông. Lão này cũng không ít lông, không ngờ ở mông cũng mọc như vậy. Diệp Phàm thản nhiên châm chọc một câu, nhưng Phí Thanh Sơn lại cho mày, nhìn Diệp Phàm giáo huấn. Cháu có thể đánh gãy chân hắn ta nhưng không được phép làm ô nhục hắn ta như vậy. Cao thủ đều trọng danh tiết, điều này còn đáng sợ hơn là cháu giết hắn ta. Lý Trúc, có thể hắn ta cũng là người bị hại. Nhưng hắn ta đã dẫm lên sư tử đồng của cháu, sư tử đồng là tượng trưng của Hồng Diệp Bảo. Hắn làm như vậy là khiêu khích Diệp Phàm cháu. Cháu còn cho hắn một cơ hội, bằng không giết hắn rồi. Diệp Phàm phản bác. Sư bá, không cần phải nhân từ với loại người này. Ồ, thôi được rồi, hòa nhau. Phí Thanh Sơn khua tay, sắc mặt không đẹp tí nào. Trẻ tuổi, lại còn có những thủ đoạn này. Đúng lúc đó, một âm thanh đau thương truyền lại, Diệp Phàm quay theo hướng âm thanh đó nhìn thấy bên phải của tảng đá lại có cái gì còn nhiều hơn cả mặt trống. Trống này không có điểm gì đặc biệt khác với trống thường, cũng là da dê. Có một người tóc tai thì như tổ quạ, ăn mặc như một tên hành khất rách dưới, ngồi xếp bằng trên mặt trống. Còn bên cạnh là một người con gái mặc đồ hồng, áo mỏng, điều kỳ lạ chính là tóc đã hoàn toàn trắng. Ngay cả áo ngoài cũng là màu hồng, thậm chí giày đi cũng là màu hồng tiên diễm. Cô là ai? Diệp Phàm sững sờ hỏi. Anh cổ, cuối cùng anh đã đến rồi. Lão Trúc đã xoay người dậy được, đứng trên tảng đá đối diện Diệp Phàm và Phí Thanh Sơn. Ra vẻ như anh cổ đây là chỗ dựa vững chắc của hắn ta. Chú Trúc, chú bị đánh trần truồng phải không? Người con gái mặc đồ đỏ nhìn cái mông của Lão Trúc rồi cười, âm thanh đó như ngọc rơi xuống đĩa vậy. À, sao lại? Lão ta bi thảm kêu lên tiếng rồi ngồi xuống, rồi xoay người sang chỗ khác để quả mông không bị lộ ra. Bởi vì lão ta vừa bị Diệp Phàm đá cho một cái mà như vẻ hôn mê đi. Và tự nhiên không phát hiện ra là mình đã bị thò cả mông ra ngoài, khi thấy anh cổ nên nhất thời kích động. Đến lúc này khi nha đầu Hồng Y nhắc tới mới thấy xấu hổ không chúi vào đâu được. Cầm đi chú Trúc, nhưng là nữ trang, chú điểm đi. Người con gái đồ đỏ kia cười, ném cái bọc đằng sau cho Lão Trúc. Lão Trúc cũng không so đo gì, nhanh chóng vớ lấy chiếc quần màu đỏ rồi mặc ra bên ngoài. Tuy rằng trước không có khóa quần, đi vệ sinh sẽ phiền phức chút là phải tụt xuống. Nhưng chiếc quần nữ này cũng rất rộng, lúc này Lão Trúc cũng thấy đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm. Nhìn gì, có tin tiểu ra đây có thể cho ông trần chuồng lần nữa không? Nhưng trò chơi này có thể nha đầu kia sẽ không thích. Diệp Phàm lúc này như nổi cuồng vọng, trong lòng cũng tức giận. Cậu thanh niên kia, đừng có làm bậy với Hồng nha đầu nhà ta. Đột nhiên người xếp chân bằng ngồi trên chiếc trống đã bay vút lên chừng 1 mét rồi lại rơi nhẹ lên trên mặt trông, phát ra một tiếng bành nói. Lập tức Diệp Phàm cảm thấy ngực nặng nề hơn, cứ như là bị chùy đập thẳng vào tim vậy, cổ họng khi vừa ho đã không kìm được phun ra chút máu. Mã Tích, công kích bằng âm thật lợi hại. Diệp Phàm mở to mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên chiếc trống kia mà kinh sợ. Mặc dù khi nãy chưa kịp phòng bị đòn tấn công của ông ta, nhưng quả thực tấn công bằng âm thanh rất lợi hại. Không ngờ người ta chỉ ngồi đó mà có thể khiến một cao thủ thập nhị đẳng phải phun ra máu. Phí Thanh Sơn trao màu nói. Không sao chứ. Bị lão già kia ám rồi, không có chuyện gì lớn cả. Diệp Phàm lắc đầu. Nhưng Diệp Phàm phát hiện ra nha đầu Hồng Y kia cũng đang lén lút nhìn hắn ta.
Nhìn gì hả cô bé, cái mặt che thế kia chắc chắn là xấu không dám gặp ai rồi. Diệp Phàm tức giận, chọc cô bé kia, bởi vì hắn ta cho rằng lúc này cô bé kia chắc đang cười trộm hắn. Hừ, anh cổ lại hừ một tiếng, lại bay lên rồi rơi xuống trống. Ông còn làm lại nữa có tác dụng gì chứ? Diệp Phàm tức thật rồi, triển khai võ công bức phương, có thể võ công bức phương Nam Cao huynh hậu có nguyên lý từ rơi bay trên trời, còn lợi hại hơn cả hổ ưng của nhà họ Phí. Nhưng vì mất rất nhiều lực nên bình thường Diệp Phàm ít khi dùng. Hắn ta bắt đầu tiến hành liền đến đầu của anh cổ kia, và lão ta không ngờ cũng kêu lên một tiếng A. Bởi vì tốc độ tấn công âm thanh của lão cực kỳ nhanh, không ngờ lại bị người thanh niên này vượt, hơn nữa còn lên cả đầu lão. Nhưng anh cổ vẫn là anh cổ, khi lại chạm vào trống thì âm thanh này đã nhằm chân Diệp Phàm mà tiến đi. Dưới con mắt ưng, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra hình như âm thanh kia đa thành hình. Không ngờ dưới đôi mắt ưng, từng tầng khí đã bị tiếng chồng dồn lại thành một sóng khí. Sóng này giống như một viên đạn nhỏ nhằm lên người mình mà bắn. Lợi hại, âm thanh này có thể hình thành sóng đạn. Diệp Phàm nhanh chóng quay người để tránh sóng đạn đó. May mà hắn ta còn có mắt ưng không thì không biết hướng đi của sóng đạn về đâu. Chương 2671, lão cổ đổ máu. Sóng đạn kia bị đánh trang bên phía cái cây cách đó chừng 70-80 mét, két một tiếng, liền xuyên qua cái cây đó. Cái cây đó liền xuất hiện những lỗ nhỏ, nhìn xuyên qua được. Mà sóng âm thanh đó rất hung ác, cuối cùng đâm vào tảng đá sau cái cây rồi nổ tung ra. Lão già này, nếu ta đây không nhanh thì chắc chắn đã bị sóng âm của lão giết chết rồi. Diệp Phàm tức giận hét lên, tay vừa luyện công thì tiểu lý đao đã được vận công, với tốc độ kỳ quái đã tấn công thẳng vào trống của lão già đó. Nếu lão ta chỉ lấy trống làm vũ khí kháng lại thì chỉ cần làm hỏng trống của lão, thì lão còn gì mà kháng lại nữa. Diệp Phàm lại giỏi hiểu được những nguyên lý đó, nắm đúng được điểm yếu của lão ta. Thanh niên kia, vô dụng thôi. Lão cổ nhìn Diệp Phàm, giơ ngón tay ra gõ nhẹ lên trống, một tiếng trống cũng như một mũi tên bay ra vậy. Hơn nữa, phát ra trên không trung, Diệp Phàm dùng phi đao sắc bén rạch liên tục lên trên mặt trống. Âm trống đúng là rất lợi hại, có thể làm gãy hết những lưỡi đao đang tiến về phía nó. Chẳng thua kém gì lục chỉ cầm ma trên TV cả. Có qua mà không có lại là vô lễ. Lão cổ cười đều một cái, rồi đưa cả năm ngón tay ra gõ lên trống. Lập tức, âm thanh rầm rầm vang lên, chấn động đến mức là vách núi xung quanh đều như rung chuyển, còn ở trên không trung xuất hiện những đợt sóng hỗn loạn. Chú ý sóng khí sát cơ. Phí Thanh Sơn nhìn thấy vội vàng nhắc Diệp Phàm, mà lão Phí cũng càng trao mày hơn, không ngờ Lý Trúc lại có thể mời được vị cao thủ tấn công bằng sóng âm lợi hại đến như vậy. Cái gì gọi là sóng khí sát cơ? Đó là chỉ khí mà trong sự chấn động của một số thứ, như chấn động của máy bay tan rã, chấn động khi tan rã có thể phát ra sát cơ dạng xương. Đừng nghĩ nó giống xương. Xương này có tính sát thương vô cùng mạnh, có điểm giống như loạn tấn công bằng súng săn. Nó nở ra hoàn toàn, phạm vi cũng rất lớn, khiến cho anh không thể nào mà phòng được. Hơn nữa, loại sát cơ này có phòng cũng khó, vì tốc độ của nó rất nhanh. Con mắt ưng của Diệp Phàm đã nhìn thấy, vừa nhìn đã thấy mấy chục đốm xanh nhỏ như sợi lông. Mà nó tiến tới với tốc độ rất dũng mãnh, có thể là một đốm xanh đó có thể giết chết được một người bình thường. Thấy tình hình đó, chắc chắn dùng phi đao không thể chống lại được bởi vì có quá nhiều đốm xanh. Trừ phi là dùng tấm chắn. Diệp Phàm chọn lựa giữa tốc độ ánh sáng. Vận khí công đẩy tay về đằng trước, thủy công đã được triển khai đến cực điểm. Nhiệt độ đang dần hạ xuống, những hạt mưa nhỏ trước mắt dần hình thành lên một bức tường nước cao chừng 3 mét, dày một thước. Còn Diệp Phàm đứng ở sau tiếp tục vận công để làm dày hơn tường nước biến nó thành bia chắn, đỡ lại sát cơ hỗn loạn kia. Lão cổ tấn công càng ghê sợ, lão ta không ngừng nổi trống để sát cơ nhanh chóng tấn công vào người đối phương. Tuy nhiên, thấy cảnh tượng đấy, mặt lão ta cũng cứng đờ. Có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng hắn ta lại có thể làm được bức tường nước đến như vậy. Bức tường này quá bất ngờ. Sát cơ hỗn loạn đều đã tiến vào trong bức tường đó nhưng lại mất tăm như bị rơi vào trong vũng bùn lầy vậy. Rầm rầm rầm. Những âm thanh không ngừng vang lên, sát cơ vào trong tường đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt lão cổ đã trở nên khó coi. Sát cơ hỗn loạn khi nãy là một trong những thủ đoạn tấn công nham hiểm của lão ta. Không ngờ lại bị tên thanh niên này giải được. Điều này mà truyền đến tai người trong giới thì họ đương nhiên sẽ cười chê lão. Lão ta đảo mắt, tư thế tay đột nhiên chuyển biến,
xoay từ bên mép rồi trung tâm của trống, cứ như kiểu đánh lung tung lên vậy. Nhưng lúc này sát cơ lại như mãnh liệt hơn, mà lại hỗn loạn hướng lên không trung. Dưới thủ pháp quái dị của lão ta, sát cơ đã như nòng nọc bao quanh bốn phương tám hướng bên Diệp Phàm. Tiểu tử, xem mày chặn thế nào. Lão cổ đắc chí hét lên, khóe môi còn hiện ra nụ cười chiến thắng. Chặn không chết được ông, đồ con rùa. Diệp Phàm tức giận, rồi thay đổi thế trận nhanh chóng. Phun ra lực ở bốn xung quang, trong nháy mắt, nhiệt độ đã được hạ xuống. Nhưng lần này nhiệt độ đã hạ xuống rõ ràng, những hạt mưa đã bao quanh đến hàng trăm mét. Cô nàng Hồng Y vui sướng giơ tay ra đưa lên trời, miệng thầm nói. Đúng là mưa rồi. Không khí vừa chuyển động đã hình thành nên một chiếc động nhỏ như vòi rồng. Trong nháy mắt Diệp Phàm như một mũi khoan bất ngờ tiến vào bên trong động đó, và sát cơ của lão cổ cũng đã đến rồi. Nhưng khiến lão cổ tức giận chúng là trong đúng lúc này xung quanh Diệp Phàm lại có thể hình thành lên một vòng tường kỳ lạ, bao bọc Diệp Phàm trong đó. Còn sát cơ của lão ta lại mất đi hiệu quả tiến vào trong tường đó. Mà Phí Thanh Sơn luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp viện cũng nhẹ lòng nói. Không ngờ tiểu tử này lại đa dạng đến thế, thủy công của bức vương Nam Lăng Hậu đúng là danh bất hư truyền. Hừ! Diệp Phàm hừ một tiếng, mang theo cả động nước của hắn ta nhanh chóng tấn công về phía lão cổ cách đó chừng 10 mét. Mà động nước giống như mũi tên phí thẳng về lão cổ. Lão cổ nhanh chóng nổi trống, phát ra những sóng âm về phía tên nước. Đúng lúc này, đinh đinh đinh. Một trường âm thanh chói tai lạ thường. Tiếng trống của lão cổ từ từ dừng lại và nét mặt lão ta cũng đờ đẫn. Trong lúc mấu chốt này, Diệp Phàm mở to miệng, một hàng độc đàm nhanh như đạn bay vào mặt lão. Bốp! Một màn xương đen bay lên, lập tức bao vây lão cổ trong đó. Tiểu tử, dám chơi độc sao? Lão cổ phẫn nộ, lão ta gầm rú lên, ôm lấy cả cái trống binh khí lớn giãy giụa trong màn xương đen đó. Nhưng, hình như lão ta đã trúng độc rồi, mặt đã tím xanh cả vào. Anh có sao không? Cô nàng Hồng Y cách đó không xa lo lắng hỏi. Vớ vẩn, chút độc này có thể khiến lão cổ ta phải đổ máu sao? Vớ vẩn, lão ta vẫn còn kiêu ngạo, nhưng tình trạng cũng có vẻ gay gâu rồi, trong miệng đột nhiên lại phun ra máu. Đinh đinh đinh, Diệp Phàm không thể bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường này được. Diệp Phàm lấy một chuông chấn động chính tông của nhà họ Tuyết, lắc lên kêu vang dội. Lúc này hắn ta giống như thần côn lắc đi lắc lại cái mông trên không trung. Chuông chấn động phát ra những tiếng đinh, đinh xuyên vào trong không trung, mang theo cả sát cơ đâm vào người của lão cổ. Lão cổ cũng không kịp để ép độc, lão ta để trống lên trên, giống như kiểu nhảy lên trên không mà đánh trống vậy. Trong không trung liền xuất hiện trận sóng âm. Mà cái trống này cứ như có sức nổi, dao động trong không trung. Sóng âm công kích liên tiếp 2 phút. Nhưng Diệp Phàm có thể cảm nhận được thể lực không đỡ nổi. Bởi vì trong trống của lão ta có những khí khác thường chứa tác dụng dao động, còn Diệp Phàm dùng nội lực để giữ cho chấn động bức công không rơi xuống. Đây là tác dụng đặc biệt của nội công trong không trung, không được ngừng chống đỡ lại. Như cứu là máy bay trực thăng dừng lơ lửng lại. Nhưng Diệp Phàm không hề có cánh quạt, mà hoàn toàn dựa vào nội lực, như kiểu máy bay nhả khí, thổi khí xuống dưới mặt đất, lợi dụng lực cản lại để giữ cho mình đứng yên trong không trung. Mà nội lực tức là phun khí, như vậy sẽ tiêu hao lượng khí lớn. Lượng khí đó như nước sông Trường Giang chảy ra ngoài. Diệp Phàm đều có cảm giác như bị bớt thời giờ. Bởi vì dừng lại không giống như trượt, thông thường Diệp Phàm lợi dụng công phu hổ ưng hay bức công để trượt đó là cảm giác chim ưng lợi dụng lướt xoáy trong không trung. Đó chính là mượn lực, dùng lực, nhưng không dùng quá nhiều lực. Mà hoàn toàn dựa vào hơi thở chống đỡ, nguyên lý hoàn toàn khác nhau. Băng. Diệp Phàm cuối cùng chống đỡ không nổi đã bị tiếng trống tấn công mà rơi xuống, lão cổ vừa thấy đã cười điên cuồng, lại cầm trống lên muốn giết chết Diệp Phàm. Được rồi anh. Lúc này cô nàng Hồng Y hờn dỗi nói. Sao, em muốn anh tha cho hắn sao? Lão cổ đờ mặt ra nhìn nha đầu Hồng Y. Không, em thấy đáng thương cho anh ta. Cô nàng đó nói. Lão cổ, hãy nghỉ ngơi chút đã, chúng ta đấu mấy trăm hiệp. Lúc này Phí Thanh Sơn chạy đến trước mặt Diệp Phàm, ép nội công cho Diệp Phàm thoải mái một chút, tiện nói luôn. Không cần, tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn kia, lên thử luôn xem. Lão cổ kiêu ngạo, nói. Bộp bộp, bộp tiếng trống lại vang lên. Phí Thanh Sơn lại giơ tay, một luồng khí như thiên ngoại phi hồng từ trên không trung giáng xuống phía lão cổ. Có chút tư thế.
Lão cổ cười dài một tiếng, tay nắm chặt, chiếc trống đột nhiên thu nhỏ trong tay. Hơn nữa nhảy vào không trung, chiếc trống nhỏ đó càng quay càng nhanh, không lâu sau, những tiếng trống lại như những con ốc xoắn tán ra ở bốn xung quanh. Như súng liên thanh khiến cho dây nội công mà Phí Thanh Sơn tạo ra đã tiêu tan mất. Phí Thanh Sơn lại ra tay, một dây xích màu đen giống như trường xà quấn quanh chiếc trống đó. Chắc chắn đây là cách lấy nhu khắc thép. Nhưng chiếc trống đó lại rất kỳ lạ. Dưới sóng âm sợi dây xích của Phí Thanh Sơn không thể tiếp cận được nó. Phá rồi lại lập. Lão cổ cười nham hiểm một tiếng, lại đánh một tiếng vang dội, đột nhiên cái trống nhỏ lại trở thành to, như một chiếc chậu. Một hồi sóng âm có thể đè chết người lại truyền lại. Cuồn cuộn như sóng chiều tấn công về phía Phí Thanh Sơn. Răng rắc, sau khi âm thanh chói tai vang lên, không ngờ sợi xích trong tay Phí Thanh Sơn đã bị cắt thành mười mấy đoạn. Ba, mà Phí Thanh Sơn bị trống lớn va chạm, cả người bị đập vào vách đá. Miệng phun ra một ngụm máu. Dám tấn công sư bá tôi, thì phải đền mang. Diệp Phàm gầm rú, dồn chút khí lực cuối cùng, Bạch Hổ Vương huyết trích tử mở ra, trong chốc lát đến trước mặt lão cổ tóm lấy. Ầm một tiếng, lão cổ kích một nhát trên không trung, huyết trích tử quay lại. Nhóc con, mày là đồ lừa dối. Mông của lão cổ hình như bị cho một quyền, phải nhảy dựng lên. Chương 2672, chuyện cũ của nhà họ Phí. Mắt đảo qua một lượt, đột nhiên sắc mặt của lão cổ chuyển từ hồng sang xanh ngắt. Bởi vì một nửa mông không biết đã bị vật gì cắt đứt quần. Và đương nhiên là lộ ra một nửa quả mông đó. Hình như bị thương, lại còn có cả máu chảy ra. Lão cổ tức điên lên rồi. Sóng âm lần này đã chuyển thành tiếng hô tục tằn. Một hồi đầu óc quay cuồng. Diệp Phàm và Phí Thanh Sơn đều thấy chấn động quay cuồng đến nỗi đứng cũng khó khăn. Cô nàng Hồng Y đứng một bên trao lông mày, còn Lão Trúc chẳng biểu hiện gì đứng xem, không hiểu là đang nghĩ gì nữa. Tứ tượng quy hai tượng. Diệp Phàm hô lên một tiếng, nói với Phí Thanh Sơn, hai người hợp lại, chuyển trận tứ tượng thiên lôi thành hai tượng. Hai tay trái phải của hai người thay mặt cho hai người. Bốn tay chập lại, hợp lực. Một đốm lửa xuất hiện trên đầu lão cổ. Một tia chớp xuất hiện, lão cổ dồn sức để đánh chống kháng cự. Nhưng tia chớp mà các cao thủ tạo ra từ tứ trận không phải là nhỏ. Đặc biệt hơn là với công lực của hai vị thập nhị đẳng thì chớp lôi còn lợi hại hơn cả bom tấn. Bành, bành. Hai tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt, chống của lão cổ đã bị nổ tung, còn lão ta bị tấn công đập vào tảng đá cách 30 mét rồi lăn xuống đất. Cô nàng Hồng Y không kịp cứu, bởi vì luồng sấm sét này đến rất nhanh, cộng thêm vì không có chuẩn bị trước. Chấn thiên cổ của ta phải giết chết các ngươi. Lão cổ người toàn máu, được cô Hồng Y đỡ dậy, rất tức giận, một tay đẩy cô ta rồi tiến đến chỗ Diệp Phàm. Anh trúng độc rồi, phải ép độc ra trước đã. Cô nàng này nhìn bộ mặt thâm đen của lão cổ, bất chấp tất cả ngăn lão cổ lại. Lại một lần nữa giơ tay ra. Một dải băng từ trong tay bay ra xa. Cô nàng Hồng Y dùng lực, mang theo cả người lão ta bay xa hàng trăm mét. Tại sao lại là cô? Diệp Phàm trong phút chốc giật mình, trước mắt hắn ta chính là cô nàng Hồng Y đã mấy lần cứu mạng hắn. Cháu biết cô ta sao? Phí Thanh Sơn dõi theo bóng hồng xa xa hỏi. Không biết, cô ấy cứu cháu mấy lần, nhưng chưa hề nói chuyện. Diệp Phàm lắc đầu nói. Muốn chạy sao? Diệp Phàm vung tay ra. Lão Trúc đang muốn tháo chạy đã bị trúng tiểu lý đao của Diệp Phàm. Một tiếng thảm thiết, lão ta lăn ra đất nhưng chân vẫn đạp đạp muốn chạy trốn. Nhưng sao Diệp Phàm có thể để hắn toại nguyện được, một trường hổ ưng công dành cho lão ta. Diệp Phàm đưa tay ra tát cho mấy cái liền. Sau mười mấy cái tát khuôn mặt lão Trúc đã biến dị. Mà đã nhanh chóng sưng lên như đầu heo rồi. Diệp Phàm vẫn chưa hài lòng, lại giơ chân ra đạp cho vài cái. Lão Trúc kêu rên lên như kiểu chân sắp rụng ra rồi. Diệp Phàm còn chưa hết giận, còn có ý định khiến lão ta tàn phế mới chịu dừng tay. Thôi được rồi, lão ta cũng là người đáng thương. Phí Thanh Sơn lại khua tay. Lão ta ác độc như vậy, sư bá, không thể nương tay được. Diệp Phàm hừ nói. Thôi vậy, coi như là độ lượng, ta nghĩ lão ta cũng là bị người khác đánh lén rồi. Phí Thanh Sơn nói. Phí Thanh Sơn đừng có làm bộ làm tịch ở đây, ông đây đã bị mày lừa mấy chục năm rồi, giờ tao không tin mày nữa. Không ngờ lão ta không cảm kích mà còn lớn tiếng chửi mắng. Lý Trúc, chúng ta không có ân oán gì, chỉ vì hư danh mà lão đến tìm tôi,
thì tôi ứng chiến thôi. Còn lão bị người ta chơi đều không phải việc của tôi. Tôi có thể dùng danh nghĩa của mẫu thân tôi mà thề, người đã đánh lén lão không phải là Phí Thanh Sơn tôi. Phí Thanh Sơn tôi là người thế nào, lão hãy tự dò hỏi xem, trong chiến đấu, có đánh chết tôi cũng không luồn cúi. Huống chi là giở trò với lão, đó không phải tác phong làm người của Phí Thanh Sơn này. Phí Thanh Sơn đường đường chính chính nói. Lý Trúc trầm mặc chút, Phí Thanh Sơn thề như vậy khiến cho lão ta có chút do dự. Đã là người luyện võ, cung kính nhất là mẹ của mình, người nào lấy mẹ ra thề mà nói dối thì không bằng loại súc sinh. Có thật không phải là ông? Lý Trúc hỏi. Nếu là tôi thì hôm nay lão còn đứng ở đây được sao? Tôi chẳng có lý do nào để đánh lén lão. Còn hư danh, Phí Thanh Sơn tôi phải chiến đấu mới có nhưng tôi không bao giờ làm thủ đoạn hèn hạ vậy. Phí Thanh Sơn bình tĩnh nói. Lão Trúc, lão bị người khác đánh, lão nghĩ xem, người ta có mục đích gì? Việc này, chẳng lẽ là muốn khơi mào để cho lão và sư bá của ta tranh đấu, còn hắn ta sẽ được đắc ý sao? Diệp Phàm hỏi. Lẽ nào lại là ông ta? Lão Trúc trầm ngâm, lẩm bẩm. Ông ta là ai? Diệp Phàm hỏi. Truyền thuyết có nói mấy chục năm trước thế gian có 11 cao thủ nhất kỳ nhị chính tam tà, năm sát. Rồi 10 cao thủ trên thế giới sau này cũng chỉ là tiểu bối của họ. Sau đó lại có ngũ cực, hay lục tôn gì đó cũng chỉ là ở sau. Trong 11 vị này, bất kỳ một vị nào cũng sẽ khiến phải kinh thiên động địa, nghe nói mấy chục năm trước họ đều là cao thủ thập nhị đẳng. Hiện giờ nếu còn sống thì cũng đều bước vào cánh cửa thần tiên rồi. Chỉ có điều bao nhiêu năm qua rồi, nếu họ còn sống thì cũng phải là trăm năm tuổi rồi. Một trong tam tà trong đó có chống tà đó. Người này tên thật là gì thì tôi không rõ. Nhưng ông ta có quan hệ không tồi với sư phụ của tôi. Mà tôi cũng rất kính trọng ông ấy. Sư phụ chết rồi, cổ ta còn giúp tôi đột phá công lực nữa. Nhưng tối hôm đấu với Phí Thanh Thiên, tôi lo sợ công lực không mạnh, nên đã cầu cứu chống tà hy vọng ông ấy có thể giúp tôi tăng thêm một bậc nhỏ nữa. Chủ yếu là do muốn thắng, cần hư danh, đó cũng là khát vọng của Lý Trúc tôi. Trên đời này làm gì có ai không vì danh, vì lợi. Cái gì cũng không cần thì còn sống làm gì. Đây cũng chỉ là một theo đuổi theo hướng tích cực của tôi. Khi đó ông ta đã đồng ý, rồi dùng nội lực thuần khiết rửa tủy tôi một lần nữa. Tôi tự nhiên cảm thấy tinh lực không bình thường, nhưng ngày hôm sau đấu với Phí Thanh Sơn thì cảm thấy chấn động kịch liệt. Mà người còn như bị ai rút đi vậy, nhưng ông ta cũng không có lý do gì để đánh lén tôi, sư phụ tôi cũng đã chết rồi. Ông ta còn chơi tôi làm gì? Nếu muốn lấy mạng tôi thì chỉ một cái tát cũng chết rồi. Cần gì phải phiền phức như vậy? Huống chi, tôi cũng chẳng có thứ gì để mà ông ta phải như vậy. Lý Trúc khó hiểu nói. Chẳng lẽ lại có liên quan đến nhà họ Phí sao? Diệp Phàm không chịu nổi, nói xen vào một câu. Sao có thể chứ? Lý Trúc không tin, lắc đầu. Lão ta nhìn Phí Thanh Sơn, nói. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ông ta nói gì về nhà họ Phí. Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thể cổ ta có thù hận với ai đó, hay với đời nào đó nhà họ Phí. Ông ta khiến cho lão và nhà họ Phí quyết đấu với nhau đến cùng, thì ông ta vui vẻ, không phải phí sức. Mà có thể ông ta còn có thân phận của mình, nếu chính bản thân mà gây chiến với đời sau mà họ Phí thì đúng là đáng chê cười. Hoặc cũng có thể năm đó cổ ta có ước định gì đó với tổ tông nhà họ Phí, cổ ta không thể ra tay, chỉ có thể mượn tay người khác. Loại cao thủ như này rất coi trọng danh nghĩa, không đánh mà cũng thắng đúng không? Diệp Phàm phân tích, nhìn Lão Trúc nói. Khi nãy Lão Cổ dùng trống để tấn công, chẳng lẽ lại có quan hệ với Cổ Tà sao? Đúng, Lão Cổ chính là đệ tử duy nhất của Cổ Tà. Lão Trúc nói. Còn cô gái Hồng Y kia? Diệp Phàm hỏi. Không rõ nữa, hình như là em gái nuôi của ông ta. Lão Trúc nói. Việc này để tôi về hỏi ông cụ. Nếu như đúng như vậy thì ta phải chuẩn bị. Hiện giờ âm mưu của cổ tà bị chúng ta đoán ra được rồi, tôi lo ông ta có thể sẽ ra tay với Phí Gia Trang. Nếu loại cao thủ mà bước vào cửa thần tiên rồi là đáng sợ lắm. Đối với Phí Gia mà nói chắc chắn là một tai nạn. Phí Thanh Sơn nghiêm túc nói. Ông thì sao? Diệp Phàm nhìn hỏi Lão Trúc. Có cần về Hồng Diệp Bảo nghỉ ngơi vài ngày không? Không cần, tôi sẽ ở lại trong ngõ hẻm Bát Đại ở thành phố. Các anh muốn tìm thì cứ đến tìm tôi. Lý Trúc lắc đầu. Lão hãy về cùng tôi để hỏi chuyện cha tôi xem không. Không chừng còn có việc mà ông ấy muốn hỏi lão đâu yên tâm Phí Thanh Sơn tôi làm việc quang minh lỗi lạc,
sẽ không làm hại lão đâu. Chứ không đã ra tay rồi. Phí Thanh Sơn nói, lão Trúc cũng gật đầu. Đến hôm nay cuối cùng cũng quyết đấu với Phí Thanh Sơn rồi, mà Phí Thanh Sơn có muốn lấy mạng của lão ta cũng là một việc dễ dàng thôi. Sau khi xử lý sơ cấp xong, Diệp Phàm cõng lão Trúc về thẳng Phí Gia Trang. Ông Phí Trường Thiên sớm đã ngồi chờ ở sảnh rồi. Sau khi nghe ba người nói lại chuyện xảy ra, Phí Trường Thiên chau mày. Mãi lâu sau mới than thở, nói. Các anh đến đây. Ba người không hiểu gì, Phí Bát Độ cõng lão Trúc, mấy người cứ đi vòng quanh. Rồi dừng lại trong vườn của Phí Gia Trang. Vườn này trông rất bình thường, cũng giống như những vườn khác trong Gia Trang. Anh, Thanh Sơn có việc muốn thỉnh giáo. Phí Trường Thiên nhẹ nhàng nói, Diệp Phàm suýt nữa còn rớt cằm, không ngờ anh trai của Phí Trường Thiên hãy còn sống, Phí Trường Thiên hiện đã sang tuổi hàng trăm rồi. Vậy chắc chắn anh của ông ấy cũng phải hơn 100 tuổi. Vào đi. Bên trong vọng ra một tiếng. Ba người tiến vào trong, phát hiện ra đó là một phòng khách nhỏ, nền của phòng này là bùn chặt chứ không phải gạch hay đá gì cả. Tất cả những thứ trong phòng đều rất đơn giản, như mang đậm bộ dạng nhà của người nông dân. Ngồi bên trái phòng là một ông già gần giống Phí Trường Thiên, nhưng tóc đã bạc hết rồi. Mà vết sẹo trên mặt ông ấy khiến Diệp Phàm cũng kinh sợ lần đầu gặp. Bởi vì, những vết ngang dọc trên mặt ông ấy chắc chắn là bị rất nhiều nhát dao chém. Vết nào cũng rất sâu, hai bên vết sẹo phình phình là chỗ mới ăn da non, khuôn mặt toàn là những vết sẹo đáng sợ, nếu là ban ngày ra ngoài chắc chắn sẽ dọa chết người được. Đây là anh trai của ta Phí Đống. Phí Trường Thiên giới thiệu nói. Ba người lại kể lại một lượt chuyện xảy ra, và cũng nói luôn cả dự đoán. Ôi, việc này vốn ta đã không muốn nhắc đến nữa. Nếu như cổ tà lôi vô chân vẫn không buông mối hận này thì ta cũng không giấu giếm nữa. Phí Đống bất đắc dĩ nói. Mối thù này bắt đầu từ 70 năm trước. Khi đó ta còn ba mấy tuổi, cũng là thời điểm mà tuổi trẻ hừng hực. Năm đó thực ra ta và cổ tà lôi vô chân còn là một đôi bạn rất thân. Lúc đó đương nhiên chúng ta còn rất trẻ, cũng có chút nóng vội. Thời đó, việc không nên gặp chính là lại gặp phải Yến Song Song. Chương 2673, nhà họ Phí có cao nhân. Phí Đống vừa nói đến đấy thì Phí Bát Độ kinh sợ mà thốt ra. Yến Song Song, có phải là nhân vật lợi hại tọa trong ngũ cực không? Chắc không phải bà ấy chứ. Đúng vậy, chính là bà ấy. Trong tay có chiếc roi da màu đỏ, mà sau này còn làm huyết mai mạt, mà dân giang hồ còn gọi là tử vong thiếp. Đương nhiên thời của ta khi đó còn chưa có ngũ đẳng. Có thể phải 15 năm sau mới có thế giới thập đại cao thủ như nay. Rồi cũng phải 10 năm sau nữa mới có tên gọi như thế. Còn 11 vị cao thủ xuất hiện sau tuổi 40. Không may là cả ta và Lôi Vô Chân đều thích Yến Song Song, hồi đó bà ấy mới 18 tuổi. Mà cũng là do tính cách còn quá nóng vội. Bốn ba chúng ta đều chơi với nhau, nhưng cuối cùng chỉ vì chữ tình mà lật mặt nhau. Ta và Lôi Vô Chân bao lần đánh nhau, lần cuối cùng thì khuôn mặt ta đã thành ra thế này. Hơn nữa, cả hai chân của ta cũng bị phế. Ta bỏ mạng mới trở về Phí Gia Trang, mà khi đó Lôi Vô Chân cũng không tìm đến, khuôn mặt của cả hai ta đều bị hủy hoại. Lôi Vô Chân còn chặt đứt một chân nhưng ông ta còn may, không ngờ lại dập được tuyệt thế kỳ dược, công lực lại được đột phá nhanh chóng, sau mười mấy năm đã thành người của 11 người đó. Còn ta thì không may như thế, cả đời này chỉ trong chiếc xe lăn này thôi, và cả những người trong Phí Gia Trang đều không biết ta còn sống, ta cũng không muốn cho họ biết. Hy vọng mấy người các anh có thể giữ bí mật. Phí Đống nói đến đây nét mặt điềm tĩnh, khiến cho Diệp Phàm hết sức khâm phục. Chống tà lôi vô chân đúng là một trong tam tà thuộc 11 người đó. Vậy tạo sao ông ta không đến nhà họ Phí để trả thù? Nếu như nói ông ta đã quên thù rồi, thì tại sao lại phải xui khiến đồ đệ của bạn tốt đi tìm Thanh Sơn làm gì? Người này đúng là khiến cho người ta khó hiểu. Phí Trường Thiên không hiểu gì nói. Việc này cũng có nguyên do của nó. Năm đó chúng ta đã quyết đấu chết đi sống lại, đã khiến cho Yến Song Song tức giận mà bỏ đi, nhưng trước khi đi bà ấy có nói. Nếu như sau này hai người mà còn tìm chuyện với đối phương thì Yến Song Song này sẽ không quen biết gì hai người nữa. Từ đó, có thể chính do câu nói của Yến Song Song mà ông ta không đích thân tìm đến ra tay. Nhưng chắc chắn là ông ta không cam tâm. Cho nên đã âm thầm xui khiến Lý Trúc tìm người để gây sự. Có thể ông ta nghĩ sẽ gây sức ép cho nhà họ Phí từ Thanh Sơn. Phí Đống than thở nói. Xem ra, Lôi Vô Chân đúng là rất yêu Yến Song Song.
nhưng không biết sau này họ có sống cùng nhau không. 80% là không sống cùng nhau, nếu như sống cùng nhau có thể Yến Song Song cũng không lôi ra danh tiếng đó. Hơn nữa nếu lôi vô chân cũng đã bị hủy hoại dung nhan thì cũng sẽ hổ thẹn. Phí Trường Thiên nói, mấy đứa đã làm đệ tử của cổ tà bị thương, chắc chắn họ sẽ tìm đến Phí Gia Trang của chúng ta. Sau này, Phí Gia Trang lúc nào cũng phải chuẩn bị đề phòng trước. Nhưng ta tin rằng tuy chống tà nói tà môn nhưng với danh tiếng hiện nay của ông ta thì chắc chắn không làm hại đến người bình thường nhà họ Phí. Nếu như nhằm vào Phí Gia Trang thì cũng là nhằm vào Trường Thiên thôi. Nếu như sau này họ đến tìm, mà không giải quyết được thì hãy nói ta ra. Thù hận của ông ta là ở ta nhất quyết phải chết cùng lão. Phí Nồng rất cô đơn, Diệp Phàm thấy xót xa trong lòng. Không ngờ nhân vật chiến đấu cùng chống tà năm đó lại rơi vào tình trạng thế này. Đúng là không thể nói được về chữ tình, đó là con dao giết người mà không cần nhìn thấy máu. Tuyệt đối không được đại bá. Phí Thanh Sơn ồm ồm, bóp chặt tay nói. Đúng vậy, ông cả cứ yên tâm, cho dù tất cả người trong Phí Gia Trang có chết hết cũng không để cho chống tà thực hiện được âm mưu đâu. Xã hội hiện nay chúng ta đều có súng, bảo đảm lão ta có đến một phát là chết ngay. Phí Bát Độ tức giận nói. Tiểu tử này, cháu thì biết gì chứ? Cổ tà nếu vẫn còn sống đến ngày hôm nay tức là đã đến được cửa thần tiên, có sức mạnh vô thường rồi. Có cho cháu một khẩu súng thì cũng không thể giết được ông ta. Linh cảm và tốc độ phản ứng của người ta chắc chắn hơn cháu vài chục lần rồi. Cháu chưa rút súng hoặc chỉ trong nháy mắt chuẩn bị bóp cò thì cháu đã mất mạng rồi. Những cao thủ thế này, nếu như dùng sóng âm tấn công, thì chỉ cần nói một câu là mất mạng cháu rồi. Súng không cần thiết, bằng không người nào mà biết lại phải truy hỏi ra có việc gì thì phiền. Phí Đống nhìn mọi người một lượt, nói. Thực ra ta cũng sống đủ rồi. Sống mà thế này thì cũng chẳng ích gì. Nếu như cổ tà đến ta sẽ đối diện với lão ta để giải quyết rõ việc của năm xưa. Bằng không, cả đời này trong lòng ta đều lo sợ. Chỉ tiếc là mấy chục năm không gặp Song Song rồi, không biết là đã qua đời chưa. Cô ấy còn trẻ hơn ta sao lại có thể đi trước được chứ? Phí Đống đã 110 tuổi mà còn không quên được tình. Chứng tỏ tình kia không biết đã có bao nhiêu anh hùng hảo hán phải mất mạng. Lão cổ là đồ đệ của Lôi Vô Chân, ông ta chắc chắn là người ở thập nhị đẳng. May mà cháu và Diệp Phàm liên thủ mới đánh thương được hắn. Nếu là sư phụ của hắn thì ít nhất cũng thuộc vào đẳng cấp nửa thần tiên. Phí Thanh Sơn cũng âm trầm nói. Không ngờ sóng cũ chưa qua mà sóng mới đã tới. Uy danh của lão cổ là ép cho một hào kiệt như Phí Thanh Sơn phải nếm cảm giác nghẹt thở. Thanh Sơn, võ công nhà họ Phí đã xuống dốc rồi. Còn phải gây dựng lại mới được, bằng không có thể trăm năm sau nhà họ Phí sẽ trở thành gia tộc không biết võ. Võ công trong xã hội súng pháo hiện nay có thể nói là gân gà, nhưng võ công cũng có tác dụng không thể đem ra mà đo được trong xã hội hiện đại. Thứ nhất, võ công có tác dụng lớn nhất trong việc bảo vệ sức khỏe. Người có võ công cao thì cơ thể càng khỏe, mà nếu cơ bắp cùng kinh mạch được luyện tập thường xuyên chắc chắn sẽ mạnh khỏe hơn người bình thường. Quá trình trao đổi chất cũng nhanh hơn người thường, vì thế những người có võ công cao thường đa phần là người thọ hàng trăm tuổi. Mà những người có võ công càng cao, lại có súng, pháo trong tay thì khả năng tấn công lại tăng lên rất nhiều lần. Phí Trường Thiên thở dài, nét mặt cũng có chút buồn. Cha, võ công nhà họ Phí chúng ta tuyệt đối không xuống dốc. Phí Thanh Sơn kiên nghị nói. Hơn nữa lại không do dự mà liếc mắt sang Diệp Phàm. Không thể xuống dốc, chỉ nói mồm thôi thì tác dụng gì. Thanh Sơn, con cũng là người bảy mấy tuổi đầu rồi. Cả đời này có thể đột phá lên thập nhị đẳng ở tầng cao nhất là may rồi. Hiện nhà họ Phí chúng ta cũng. Nghe nói Nhất Độ là người có võ công cao nhất trong đám trẻ, đến giờ cũng chưa qua lục đẳng. Nhất Độ cũng ba mấy rồi, theo trình độ của nó thì không có hy vọng mà đạt được mức độ cao siêu được. Nhìn chúng trong hậu bối nhà chúng ta chẳng có ai có thể học được đến đại lương cả. Phí Đống dùng ngôn từ sắc bén, không hề nể mặt cả cháu Phí Thanh Sơn này. Đại bá, cháu nói vậy là có lý do chứ? Lẽ nào bá không biết cậu ta có quan hệ gì với nhà chúng ta sao? Phí Thanh Sơn chỉ vào Diệp Phàm nói. Ừ, ta đã quên cậu ta rồi. Phương Thành có thể thu nhận một đệ tử tốt thế này, có lẽ tâm nguyện của nhà chúng ta sẽ phải nhờ cậu ta thực hiện. Diệp Phàm. Giờ cậu ở tầng giới nào rồi? Phí Đống sau khi sững sờ rồi gật đầu, nhìn Diệp Phàm. Tầng thứ hai thập nhị đẳng ạ. Diệp Phàm nhìn Phí Đống nói. Nhưng, sư bá,
công lực của cháu 60% là chó ngáp phải ruồi mà có được. Nội khí thì phù phiếm, không ổn định, nếu như có tăng lên một bậc nữa thì cũng khó. Dù sao, nền móng không vững chắc, có xây lâu đài cao đến cỡ nào cũng rất nguy hiểm. Phí Đống vừa nghe liền im lặng, cả phòng trầm lắng. Mà rõ ràng là mắt ông ấy đã nhắm lại, như đang suy nghĩ chuyện gì. Mãi lâu sau, ông ấy đột nhiên mở mắt, trong mắt như phóng ra một ánh hào quang. Đúng là công lực lợi hại, Diệp Phàm thấy kinh ngạc trong lòng. Đột nhiên ông ta quay xe lăn lên không trung, Diệp Phàm bị ông ta đánh một quyền ra ngoài đất bên ngoài vườn. Dùng hết công lực của cháu đánh ta đi. Phí Đống ra lệnh như băng nói. Diệp Phàm vừa nghe đã ra một chưởng về phía Phí Đống. Ba. Một âm thanh nặng nề vang ra, Diệp Phàm cảm thấy ngực như bị sét đánh. Cổ họng rung rung, và không kìm nổi, phun máu ra ngoài. Bảo cháu lấy hết công lực ra tấn công ta mà, nếu không sử dụng hết, ta đây không nể tình đâu. Đến lúc đó mất mạng đừng trách ta, xông lên, tấn công ta đi. Phí Đống nghiêm túc nói, chiếc xe lăn lại bay lên không trung một vòng, Thái Sơn áp đỉnh cả người và xe hướng về phía Diệp Phàm mà đè. Lập tức, một đợt chấn động. Khí như con sóng chạy đến. Chú ý, không khí sẽ chạy nhưng không tản ra, tốc độ còn nhanh hơn cả mũi tên. Phí Nhất Độ xoay ghế, không khí xung quanh như biến thành khối băng ngưng động lại. Diệp Phàm dùng lực, phát hiện nội khí bị ép lại như đóng băng. Lập tức hắn ta rất kinh hãi, không ngờ người tàn phế mấy chục năm lại còn lợi hại hơn cả Xa Nhất Đao. Không hổ danh là cao thủ cùng tầng lớp với Tam Tà Lôi Vô Chân. Nếu không đánh lại cậu sẽ chết. Phí Đống nói không chút tình cảm gì, cùng với âm thanh đó, Diệp Phàm cũng thấy áp lực như càng tăng lên. Cứ như bụng đều thấy khó thở. Bảo cháu đánh thì cháu cứ đánh, đừng nghĩ ngợi gì. Phí Trương Thiên nói. Anh ta không nói dối bao giờ, cháu làm thương ông ấy hay lấy mạng ông ấy thì nhà họ Phí cũng không trách cháu nửa lời. Lời nói của Phí Trương Thiên cũng vô tình, ác nghiệt, dường như trong nháy mắt hai anh em nhà này đã thành người khác. Diệp Phàm hiểu được. Những lời mà hai vị hơn trăm tuổi này nói đều là sự thật. Vì thế Diệp Phàm cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Độc đan điền kết hợp với nội khí như dòng suối chảy ra, mà áp lực từ trước chưa từng có. Da thịt toàn thân đột nhiên co giật lên, Diệp Phàm phát hiện thấy sợ, như kiểu lang khí tích trong da thịt đã muốn nổ tung ra. Nhưng Phí Đống lại gây áp lực càng lớn cho Diệp Phàm. Áp lực đó đã biến thành nội khí đóng băng, không khí trong tích tắc đã như chất lỏng sền sệt lại. Diệp Phàm bị ép tới mức khuôn mặt méo mó, như máu từ ngũ quan phun mạnh ra vậy. Cứ như kiểu động tay động chân, rất đau đớn, và cũng có cảm giác như bước đi cũng khó khăn. Áp lực càng ngày càng nặng nề, nếu như không phát huy lực hết sức thì chắc chắn sẽ bị ép chết. Chương 2674, phá rồi lại lập. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng dài, âm thanh đó bị ép lại trong khoảng không nên không thể truyền ra được. Âm thanh này đã bị vòng xung quanh chấn động lại khiến Diệp Phàm cảm thấy tai sắp ù rồi. Trong khoảng thời gian ngắn đầu óc đã quay cuồng. Tuy nhiên hắn vẫn kiên trì. Mẹ kiếp, bùng. Quả cầu nước của thủy công mà Diệp Phàm dùng hết sức cuối cùng đã hình thành rồi. Một đốm lửa nhạt lóe lên, quả cầu lửa nổ tung. Oang một tiếng. Nhưng rất buồn, Phí Đống ở trên đầu lại chẳng hề bị cầu nước làm cho nổ tung. Diệp Phàm như bị nhốt trong một vòng khí vô hình, vòng khí đó càng ngày càng chặt. Đã dính lên người của hắn. Dưới vòng áp lực đó, nội khí trong cơ thể Diệp Phàm cũng nhanh chóng chuyển động. Tuy rằng kinh mạch đều có cảm giác bị đóng băng nhưng Diệp Phàm vẫn không cam tâm. Đến ngay cả nội khí cuối cùng cũng đã bị ép rồi. Nhưng vẫn không thể giải thoát khỏi lực của Phí Đống. Lão kia, tôi sẽ chết cùng lão. Diệp Phàm như điên cuồng, mắt, tai, mũi miệng đều đã phun cả máu tươi ra, còn người cũng bị ép cong, sắp dính lên đất rồi. Giống như con đà điểu bị cắm mông xuống. Phí Trường Thiên cũng không tỏ thái độ gì, cũng không có biểu hiện cầu xin. Phí Thanh Sơn thì lẩm bẩm gì đó nhưng không phát thành tiếng. Phí Bát Độ sớm đã sợ đến phát sốt. Còn Lão Trúc cũng kinh hãi phát sốt rồi. Thầm nghĩ mẹ kiếp không ngờ nhà họ Phí lại có cao thủ như thế này. Có thể Cổ Huyết cũng không phải là đối thủ của ông ta. May thật, nếu không thì mình chắc cũng còn lại xương rồi. Lại thêm 5 phút sau. Cơ bắp của Diệp Phàm đã bị không khí ép đến mức dán chặt vào xương rồi. Còn xương của hắn có những tiếng răng rắc, như hương vào bên trong nội tạng. Diệp Phàm cao gần 1m8, vậy mà giờ giống như 1/3 thôi. Cả người đã quắt đi, sắp thành xác ướp rồi.
Hai mắt hắn ta trừng trừng lồi ra ngoài cứ như con cá vàng thiếu oxy vậy. Tôi không muốn chết. Diệp Phàm đã phát điên, kêu gào lên, độc đàm nổ ra nhưng cũng chỉ nổ trong vòng của Phí Đống chứ không thể tấn công được đến người ông ta. Ngược lại độc này còn bị Phí Đống ép lại tiến vào trong người Diệp Phàm. Lập tức Diệp Phàm đã bị độc nửa người, nhưng cũng bị độc xương thuần khiết của cơ thể nên toàn thân đã thành màu tím xanh. Ngay cả đến khí thở ra từ miệng cũng thành độc màu tím. Phí Trường Thiên nhìn Phí Đống nhưng Phí Đống không để ý gì, Phí Trường Thiên than thở, biết rằng anh đã quyết định việc gì thì không ai có thể thay đổi được. Nếu như Diệp Phàm không kháng lại được thì chỉ có thể bỏ mạng ở đây thôi. Mộng do tâm sinh, siêu việt mộng tưởng. Diệp Phàm nhớ lại âm hồn của Nam Lăng Hậu, liền nghi sư phụ. Lúc này trong bàn tay tự nhiên có một luồng sát nhạt lóe ra. Một con rơi to gần như ngón tay cái đột nhiên từ trong tay Diệp Phàm bay ra. Khuôn mặt ác nghiệt của Phí Đống đột nhiên khiếp sợ, đồng tử liền co lại, miệng cũng co quắp lại, chiếc xe lăn đã rung động vài vòng, ông ta như kinh ngạc như bị con rơi kia hù dọa. Phí Đống cả người chấn động, mắt nhìn chằm chằm con rơi kia. Thực ra con rơi là do Diệp Phàm kết hợp thủy công, cộng thêm bức Phương Lăng Hậu tồn tại trong nội khí của hắn ta, kết hợp lại mà thành chứ thực ra không có con rơi nào cả, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Diệp Phàm như điên thật, tay nhẹ nhẹ, nhưng vẫn cử động. Tâm niệm cộng thêm tay chỉ con rơi màu tím đang bay trong vòng khống chế. Phí Đống đã khôi phục lại được nét mặt ác nghiệt, mà đồng tử thu lại liền tăng thêm áp lực vòng khí. Nhưng lúc này con rơi không ngờ lại có thể bay trong vòng áp lực đó. Mà lại còn vươn cánh ra, cái đầu to gần bằng ba đầu ngón tay. Ông cho tăng thêm tí nữa không được sao, để cho tôi chèn phá nơi đây. Diệp Phàm hùng hùng hổ hổ thầm nói, trong nháy mắt con rơi lại lớn lên, to bằng cả một bàn tay. Lớn thêm chút nữa, đè hết khoảng không đi. Diệp Phàm dùng toàn bộ sức là thổi mạnh con rơi này. Nhưng lần này không còn cách nào cả. Con rơi đột nhiên thu cánh đâm một cái, xoẹt, như tiếng miếng vải bị xé toạc. Vòng khí chèn ép của Phí Đống đột nhiên đã bị con rơi này đâm qua. Diệp Phàm nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, và cùng với con rơi đã thông qua chỗ thủng mà lên đầu của Phí Đống. Ha ha ha! Phí Đống đột nhiên ngửa mặt lên trời cười. Âm thanh nghe như quả kêu. Đến là chói tai, chấn động đến nỗi bức tường gạch cách gần 30 mét cũng như run sợ. Không lâu sau, một hồi âm thanh vang lên. Toàn mái nhà với những viên ngói xanh đã tốc lên, ngay lập tức mái nhà y như mãn thiên phi vũ, nóc nhà đã bị sụp xuống, rồi bụi bay lên, âm thanh dọa người đến kinh. Phí Đống cùng với xe lăn xuống đất, còn Diệp Phàm cũng nhắm nghiền mắt lại. Không lâu sau, con rơi lì lạ trên đầu hắn xoay mấy vòng, rồi chợt biến mất. Sau đó Diệp Phàm mở mắt ra, trong mắt chợt lóe lên ánh hào quang rồi vụt tắt. Thế nào, có phải giờ đã cảm thấy nội khí ổn định hơn chứ? Phí Đống cười tủm tỉm nhìn Diệp Phàm nói, còn Diệp Phàm toàn thân đã ướt sũng. Khi nãy hắn đã dùng hết sức. Đa tạ đại sư bá đã giúp đỡ, không có áp lực thì không có động lực, việc này, có thể gọi là phá rồi lại lập được không? Diệp Phàm cung kính làm lễ với nhân vật võ công giỏi nhất. Ừ. Có thể thấy nội khí cháu vững vàng thế thì sư bá có hy sinh một chút khí cũng đáng. Phí Đống gật đầu, nhìn Diệp Phàm hỏi. Cháu có thể làm lại khiến con rơi xuất hiện lần nữa cho ta thấy được không? Được. Diệp Phàm không dài dòng, bắt đầu dùng lực ép cho con rơi ra. Có thể thái sư bá cũng nhìn được ra lai lịch của con rơi. Bởi vì ông ấy và Nam Lăng Hậu cũng có khả năng là cao thủ cùng đẳng cấp. Sao lại không thấy? Diệp Phàm hoảng hốt. Dấu hiệu mà liền nghi sư phụ đã không thấy đâu, mà vẫn được. Tại sao lại có thể không thấy? Nếu như ta đoán không nhầm thì đó là dấu hiệu trung tâm của biên bức Nam Lăng Hậu. Phí Đống nói. Đại bá cũng biết ông ta sao, có thể nói về chuyện của ông ấy không? Hậu bối chúng cháu đều rất mong mỏi. Nghe nói Nam Lăng Hậu cũng là nhân vật cùng thời đại với cổ tà trong tam tà. Sao cùng thời với đại bá được? Phí Thanh Sơn nét mặt kỳ vọng nhìn Phí Đống. Phí Trường Thiên cũng muốn biết, thậm chí ngay cả Phí Bát Độ và Lý Trúc cũng đã nhìn Phí Đống rồi, không muốn rời khỏi. Ta không rõ về tiền bối Nam Lăng Hậu. Không ngờ Phí Đống lại lắc đầu như vậy, mà ngữ khí còn rất tôn trọng. Xem ra đại danh bức phương Nam Lăng Hậu đúng là vang xa. Đám người Phí Thanh Sơn không khỏi thất vọng. Nhưng, ông ấy xuất đạo và thành danh sớm hơn chúng ta. Nếu nói về độ tuổi thì cũng không thể hơn chúng ta bao nhiêu, có thể là hơn 10 tuổi. Nếu tiền bối còn sống thì giờ cũng khoảng 120 tuổi.
nhưng nghe nói danh tiếng tiền bối ở bên ngoài. Nhưng trên đời này có thể chỉ có vài người thấy được diện mạo thật của ông ấy. Là tiền bối anh hùng cái thế, có nhân có nghĩa. Tuy nói có lúc làm việc có chút quái dị nhưng đại thể có thể nói ông ấy là người hào nghĩa. Hơn nữa, ông ấy làm việc rất kỳ quái, đều không bao giờ ra quân bài theo lẽ thường. Từ sau khi ông ấy xuất đạo, với sức trẻ và thuật đề túng cùng với thủy công đã nổi tiếng thiên hạ. Đến giờ vẫn chưa nói ông ấy đã bao giờ thất bại. Nói cách khác, Trương Hữu Trần người này các cậu nghe thấy bao giờ chưa? Nói đến đây Phí Đống nhìn mọi người, hỏi. Trương Hữu Trần, không phải là trưởng phái Võ Đang sao? Được người ta gọi là Thái Cực Trương Hữu Trần. Theo truyền thuyết người này sớm đã vào cảnh giới thần tiên rồi, chỉ là mấy chục năm rồi không thấy người này. Phí Thanh Sơn nói. Ừ, tuy nói người này chỉ đứng đầu ngũ cực, nhưng thực ra là một kỳ tài. Có người trong 11 vị nhất kỳ nhị chính tam tà ngũ sát có thể cũng không hơn ông ấy. Ta đã từng chứng kiến khi còn trẻ Trương Hữu Trần dập đầu 9 cái để cầu tiền bối Nam Lăng Hậu chỉ cho việc khó khăn trong võ học. Lúc đó tiền bối Nam Lăng Hậu chỉ là ảo ảnh, ta không thấy được tận mắt ông ấy. Chỉ là nghe nói từ Đại sư Trương. Nhưng chúng ta cũng không nghe thấy. Có thể những thứ mà tiền bối Nam Lăng Hậu dùng chính là bí thuật truyền âm nhập mật mà chỉ có cao thủ bước vào cảnh giới thần tiên trong truyền thuyết mới dùng được. Nghe nói bí thuật này anh phải truyền âm cho ai, chỉ có người đó nghe được, những người khác có nghĩ cách gì cũng không nghe được. Hơn nữa, thuật truyền âm này còn phụ thuộc vào phạm vi truyền và khoảng cách truyền mà tăng lên gấp bội. Đáng tiếc là ta không có cách nào để làm được. Phí Đống buồn than thở. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu rồi. Có thể Phí Đống cũng chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới thần tiên, chắc cũng chỉ cùng đẳng cấp như Tiêu Sắt Nhất. Nhưng Diệp Phàm có cảm giác võ công của Phí Đống còn hơn Tiêu Sắt Nhất. Hắn ta vừa nghe vừa luyện công để ép rơi ra nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Đúng lúc này, Phí Bát Độ kinh sợ kêu lên. Sao trên trán lại? Mọi người vừa nghe xong liền dồn mắt về phía trán Diệp Phàm. Tất cả đều ngơ ngác. Bởi vì Diệp Phàm đã dùng hết lực, trên chính giữa trán hắn ta xuất hiện một con rơi nhỏ vẻn vẹn bằng đầu ngón tay, màu tím bay ra. Con rơi này như còn sống đang động trên trán Diệp Phàm, cứ như hiệu ứng phim 3D hiện nay vậy. Ở trên trán, Diệp Phàm cũng còn không hiểu nổi mình, sợ, Phí Bát Độ mang chiếc gương ra cho hắn ta xem, sau khi xem xong cũng kinh sợ, rõ ràng là đã dùng lực ở trán. Không lâu sau, quả nhiên con rơi kia bay đi, chỉ có điều bay qua thì Diệp Phàm đã cảm thấy như hao mòn hết nội khí, con rơi lại lóe lên rồi vào giữa trán, rồi lại không thấy nữa. Mà toàn bộ lại ẩn đi, chán lại như bình thường. Chương 2675, hội nghị khẩn cấp của tổ đặc nhiệm A. Ký hiệu của tiền bối Nam Lăng Hậu đúng là rất thần kỳ. Phi Đống nói, có chút hâm mộ, rồi nói tiếp. Theo truyền thuyết thì tiền bối Nam Lăng Hậu chỉ truyền lại cho người thân nhất. Ví dụ như con trai và hậu bối, ngay cả là cháu họ cũng không được truyền, mà con trai con gái cũng còn phải phân cấp. Ký hiệu con rơi màu tím này là ký hiệu hạt nhân của tiền bối. Nhưng cũng không thể đoán được có phải là đúng trung tâm, hạt nhân nhất không. Theo như truyền thuyết thì con rơi của tiền bối phải là màu tím hết. Hơn nữa, xung quanh màu tím của cơ thể còn có ánh hào quang phát ra như đằng sau của Phật tổ. Xem ra, Diệp Phàm chỉ là ngoại truyền của tiền bối, hiện có thể gọi là đệ tử ký danh của tiền bối. Con rơi này cũng là một loại bí thuật, mà cũng là một thứ vũ khí. Mọi người xem, khi nãy vòng lực ép của ta mạnh như vậy thế mà con rơi vẫn xuyên qua được. Đương nhiên, khi nãy ta thấy cháu cũng không chịu nổi nên cũng cố ý thả ra. Bằng không con rơi cũng không thể phá được vòng đó. Trừ phi cháu đã đột phá đến thập nhị đẳng đỉnh giai tức là có thể gia nhập vào vòng cao thủ bán thần tiên rồi. Bởi vì thực ra con rơi này chính là do người sai khiến, dùng nội khí thuần khiết để luyện thành. Truyền thuyết nói rằng đến cảnh giới cực cao có thể dùng ý niệm để khống chế con rơi và tấn công. Phí Đống nói, dùng ý niệm khống chế, tấn công, đây chẳng phải là muốn đánh ai thì đánh sao, như vậy chẳng phải là tiên thuật sao, trên đời này lẽ nào vẫn còn tiên thuật như trong truyền thuyết. Phí Bát Độ kích động nói, không phải là tiên thuật, trên đời này vốn không có tiên thuật, chỉ là một thứ gì đó mà tiểu thuyết thần thoại nêu ra thôi. Chẳng qua người thuộc tầng lớp đặc biệt có thể dùng ý niệm của mình dung hợp trong nội khí để tấn công mà thôi. Mà vì con rơi là dung hợp nội khí mà thành, cộng thêm ý niệm của người nữa là có thể tấn công được. Đương nhiên, việc này nói thì dễ nhưng thực ra còn khó hơn lên trời.
mà trong đó còn cần phải biết nhiều bí kíp võ thuật với cả khống chế ý niệm nữa. Cái này không phải là điều mà ta biết, bởi vì ta còn chưa đạt được tầng thứ đó. Hơn nữa, dùng ý niệm để điều khiển con rơi tấn công cần tiêu hao rất nhiều lực. Trừ phi là bước vào cửa sống chết, ví dụ như tình hình ban nãy của Diệp Phàm. Nói cách khác là không thể tùy tiện muốn tấn công là tấn công được. Mà phương pháp này sẽ có hữu dụng với người cùng đẳng cấp hoặc mạnh hơn cháu một chút. Nếu như tấn công vào người có võ công thâm hậu hơn cháu nhiều thì không có tác dụng. Hơn nữa, nếu như con rơi dị người ta khống chế thì chỉ cần gây khó dễ tí là khống chế được cháu. Nếu nổ tung thì còn bị thương nhiều hơn là trực tiếp tấn công. Bởi vì người ta tấn công con rơi thực chất là tấn công vào nội khí đan điền của cháu và dùng cháu để khống chế đại não của rơi. Đương nhiên, người khác muốn tấn công cháu cũng khó. Ta đã nói rồi, điều kiện tiền đề là phải có võ công cao hơn cháu rất nhiều lần. Bằng không con rơi này sẽ không thua bất cứ một vũ khí bảo mệnh nào. Vì thế, Diệp Phàm cháu nên lợi dụng điểm đó. Bình thường phải chú ý luyện tập nhiều, tạm thời không được lấy ra dùng nữa. Phí Đống vẻ mặt quan tâm dặn dò, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Ta giờ đã hơn 100 tuổi rồi, thọ hay không do trời định, nếu như có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới Than Tiên thì còn có thể sống thêm 30 năm nữa. Nhưng vì hai chân có vấn đề nên chắc chắn là không thể được. Dựa vào tình hình hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 10 năm. Chết cũng không sao, có thể thấy cháu trưởng thành thế này là ta vui rồi. Sư bá không có gì tặng cháu, chỉ có cái này thôi. Phi Đống nói xong, tay sờ lên cổ, rồi lấy ra một ngọc bội chim ưng phi sang phía Diệp Phàm. Chim ưng này là biểu tượng của nhà họ Phí chúng ta. Thực ra nó cũng không phải xuất thân từ nhà họ Phí chúng ta. Nó chính là biểu tượng Trần Phái Phái La Sơn. Thực ra võ công của nhà họ Phí là từ La Sơn mà ra. Sau này trải qua hàng trăm năm tổ tiên tích lũy đã hình thành nên gia tộc võ học mang phong cách riêng của nhà họ Phí. Đương nhiên, dựa vào tấm ngọc bội này có thể đến La Sơn một chuyến, trong vòng 5 năm cũng không bằng một ngày cụ thể. Cần phải thành thục thiên yêu hồng phấn của La Sơn, cháu có tư cách để đi trang đấu. Nếu như lấy được thiên yêu hồng phấn thì muốn đột phá lên thập nhị đẳng sẽ không thành vấn đề gì. Phí Đống tặng một món quà. Diệp Phàm vừa nghe xong liền nhanh nhận lấy. Đến cả lời cảm ơn còn không nhớ mà nói, vẻ mặt mong mỏi hỏi. Sư bá, thiên yêu hồng phấn là cái gì? Nó là bảo vật của Trấn Phái La Sơn, trong nội bộ của La Sơn chỉ có trưởng môn hoặc mấy đệ tử ruột của các trưởng lão hay hào kiệt trong môn phái mới có tư cách để tranh đoạt nó. Mỗi khi thiên yêu hồng phấn chín, trong môn phái sẽ tổ chức hình thức tranh đoạt, đừng nghĩ đó là tranh đấu trong nội bộ mà nó rất kịch liệt và tàn khốc. Trước khi thi đấu đều phải ký khế ước sinh tử. Bị đánh chết hay đánh tàn phế thì cũng là bản thân tự chịu, ngay cả tiền thuốc cũng là tự lo liệu. Nhưng nó lại có sức hấp dẫn rất lớn, đến nỗi là quyết đấu sinh tử nhưng các đệ tử của môn phái đều rất muốn tham gia. Còn những đệ tử hào kiệt trong môn phái là 3 người được chọn ra trong trận chiến của các đệ tử bình thường. Còn trưởng môn hay những đệ tử ruột của các trưởng lão có thể cử 1 người đến tham gia. Còn nói nó là vật như thế nào thì ta cũng không rõ sao cả. Đáng tiếc là sư bá chỉ có thể tặng ngọc bội này cho cháu còn cũng chưa có cơ hội để tranh đấu thì đã tàn phế rồi. Như này mà quay lại thì để người ta cười. Phí Đống có chút buồn bực nói. Sư bá, hình như đến nay môn phái này vẫn chưa xuống dốc. Có thể không bằng với Thiếu Lâm trong võ đang, có thể nói là cũng tương tự như Thanh Thành. Môn phái này còn có mấy cao thủ trẻ tuổi. Diệp Phàm có chút khinh thường nói. Ha ha, cháu cứ đi thì sẽ biết. Nhưng ta cũng nhắc nhở cháu, phái La Sơn không đơn giản, tuy xã hội hiện nay họ không có nhiều danh tiếng. Nhưng đó là bởi vì họ khiêm tốn, thực tế, ta nghĩ, thôi không nói nữa, chỉ cho cháu một lời khuyên. Không nên khinh địch, bằng không chuyện lật thuyền trong mương sẽ đổ lên đầu cháu. Phí Đống cười thần bí, không muốn nhiều lời. Diệp Phàm không khỏi buồn bực trong lòng, thầm nghĩ không biết lão già này còn có gì thần bí nữa. Nhưng Diệp Phàm đã đặt xong vé máy bay. Muốn rời khỏi Bắc Kinh để trở về Tấn Lĩnh thì lại có điện thoại của Cung Khai Hà. Nói Diệp Phàm cần quay về họp gấp, mà cũng vừa may Diệp Phàm ở Bắc Kinh, nên liền vội vàng về tổ đặc nhiệm A. Vừa vào phòng họp đã thấy các ủy viên đều mặt mày ủ rũ. Diệp Phàm không khỏi thắc mắc trong lòng là đã có chuyện gì xảy ra. Cung Khai Hà mặt mày nhăn nhó, trong bình tàn thuốc lá đã có bao nhiêu là đầu thuốc. Phải biết rằng trong tổ nghiện thuốc là của tổ đặc nhiệm A dùng bình để gạt tàn chứ không dùng gạt tàn thông thường. Vậy có thể thấy ông ta hút thuốc kinh khủng cỡ nào?
Đương nhiên, khi gặp phải chuyện thì cứ hít một hơi rồi lại dập đi. Nhưng lần này trong bình này đều được thanh lý. Bình của Cung Khai Hà đã đầy rồi, chứng tỏ rằng bình này là hội nghị vừa mới đổ ra. 2. Ngồi đi đồng chí Diệp Phàm. Cung Khai Hà ra hiệu Diệp Phàm về chỗ của hắn. Diệp Phàm gật đầu ngồi về vị trí của mình, nhìn một lượt các ủy viên cũng không thấy ai lên tiếng. Diệp Phàm, đồng chí vừa đến chắc chắn chưa biết, tôi nói cho đồng chí biết, hôm trước đồng chí Nhất Đao đến Mỹ thực hiện nhiệm vụ bí mật, bởi vì đồng chí Đằng Cát nhận được đầu mối mới, quân Nhật ngày xưa ở núi Sương Bối, tỉnh Việt Đông để lại một chiếc chìa khóa ở trong tay tổ chức Tommy. Đồng chí Đằng Cát nói bản thân không có cách nào để lấy lại chiếc chìa khóa đó bởi vì trong tổ chức đó có cao thủ. Vì thế mà đồng chí Nhất Đao đã lập tức đi, để vào được tổ chức đó, đồng chí Nhất Đao đã thay đổi gương mặt, thử thi đấu. Nhưng vừa mới nhận được tin tức nguy hiểm của đồng chí Đằng Cát, đồng chí Nhất Đao chắc chắn đã bị trọng thương và còn mất tích. Cung Khai Hà có chút thất thanh nói, nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Đồng chí cũng biết, bí mật núi Sương Bối không thể để lộ cũng như bom không hẹn giờ, tổ đặc nhiệm A chúng ta không có cách gì để mà nói với chủ tịch. Mà một phái một trụ sở đúng là phiền phức lớn. Thời gian gần đây một số ủy viên quan trọng của quân giới đã nghi ngờ năng lực làm việc của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Phê Bình nói rằng chỉ có việc còn con về núi Sương Bối mà đã để bao nhiêu năm còn chưa xử lý xong. Các lãnh đạo rồi đội viên của tổ này chỉ là những người bất tài sao. Để cho quân giới họ cho quân đi giải quyết là xong, khua môi múa mép ai chả làm được. Năm nay, ngay cả cao thủ như đồng chí Nhất Đao còn bị thương nặng, mất tích. Sống chết không hay thì có thể thấy tổ chức Tommy đó có những cao thủ trình độ đến mức nào. Đây không phải vấn đề là tổ đặc nhiệm chúng ta có năng lực giải quyết mà nơi này đến có súng cũng chẳng ích gì. Diệp Phàm không kìm được nói. Đồng chí Diệp Phàm, bí mật núi Sương Bối đã gác lại mấy năm rồi. Còn bắt đầu từ khi đồng chí chưa bắt đầu nhận chức ở Việt Đông. Đến nay cũng gần 10 năm rồi, anh xem, người ta là những ủy viên lão thành phê bình chúng ta một hai câu cũng là bình thường. Việc này nếu ai trong trường hợp cũng đều nóng giận, hơn nữa người phái đi canh gác núi Sương Bối cũng là binh đoàn tinh nhuệ nhất trong quân đội chúng ta. Tiêu tốn hơn 3.000 người ở đó, chi phí hàng năm cũng lên đến vài trăm triệu. Lãng phí tài sản quốc gia, lại còn để cho người ta chê cười. Đồng chí Lan Viễn Kim thay mặt ủy viên quân giới nói. Không phải tôi đã nói, ngay cả đồng chí Nhất Đao cao thủ thập nhị đẳng còn bị thương, thì chúng tôi liệu có cách gì? Người có thể làm thương đồng chí Nhất Đao phải là cao thủ đẳng cấp bao nhiêu, các người ngồi đây đều biết rõ. Có lẽ để cả bộ đội chúng ta xông lên cũng không bằng mấy người người ta hợp lại. Diệp Phàm phản bác. Bán thần tiên lại lợi hại như vậy sao? Đới Thành thêm vào một câu. Bán thần tiên đương nhiên lợi hại, 4, 5 người thập nhị đẳng cũng không qua được một vị bán thần tiên mạnh. Thân thủ về đồng chí Nhất Đao, tôi chắc các vị ngồi đây đều đã nghe qua. Đồng chí nào dám đứng lên nói rằng có thể vượt qua đồng chí Nhất Đao? Diệp Phàm hừ nói. Tổ đặc nhiệm A đích thị là quá yếu, là bộ đội bí mật quốc gia nhưng ngay cả một vị bán thần tiên cũng không có. Ít nhất hiện tôi đã gặp mấy vị bán thần tiên rồi. Thân thủ tôi vốn không đủ để xem. Chỉ là đồ chơi trong tay họ. Nhưng đồng chí Nhất Đao mất tích, chúng ta phải nghĩ cách tìm người trước đã. Đúng vậy, các vị ngồi đây nghĩ cách đi. Đồng chí Tây Môn Đông Phó Tổ trưởng nói. Chương 2676, khoản chi quá lớn. Không xong rồi. Lý Khiếu Phong thở dài, ông ta là người duy nhất không phải là thành viên mà có thể vào hội nghị. Đồng chí Diệp Phàm, tuy đồng chí rất ít khi tham gia vào việc của tổ đặc nhiệm A nhưng lần này đồng chí phải nghĩ cách. Nhất định phải cứu đồng chí Nhất Đao ra, tổ chúng ta không thể thiếu đi đồng chí đó. Cung Khai Hà nói. Tôi thì có cách gì chứ? Diệp Phàm lắc đầu. Không phải đồng chí nói đã gặp mấy người thuộc đẳng cấp bán thần tiên sao? Có thể quan hệ với họ, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa quốc gia mà mời họ giúp đỡ. Yên tâm, chỉ một lần này thôi. Hơn nữa chúng ta sẽ không thể chỉ nhìn không họ. Nếu như đồng chí Diệp Phàm còn chút bận tâm thì tôi thay mặt cho tổ đặc nhiệm A sẽ ký ước định. Đây là việc nghiêm trọng, không thể qua loa được. Cung Khải Hà thận trọng nói. Thủ trưởng Cung, đó chỉ là gặp thôi. Mà những người đó toàn hung dữ như muốn lấy mạng tôi. Thấy người ta tôi còn chạy không kịp, giờ lại bảo tôi đi tìm họ khác nào đi tìm chỗ chết. Hơn nữa, tôi cũng không có giao tình gì với họ. Như Tiêu Sắt Nhất của Hoa Sơn nhìn thấy tôi mà không lấy mạng tôi mới lạ. Về phần hai người khác là Sử Vô Đoan và Tính Lạc đã chết lâu rồi,
chẳng nhẽ lại đào mộ lên sao? Diệp Phàm nhanh chóng thoái thác, bởi vì củ khoai lang này rất nóng tay, căn bản là việc không phải sức hắn ta có thể giải quyết được. Còn nói về phí đống nhà họ Phí, người ta là người tàn phế nên Diệp Phàm không muốn nói ra. Còn lão hòa thượng trên núi Ngũ Đại tạm thời Diệp Phàm cũng không muốn đi trêu chọc mà lại rước phiền phức. Nghe nói Tiêu Sát Nhất đi xa rồi, chúng tôi vừa kiên hệ, nhưng người ta cũng trốn. Lý Khiếu Phong lắc đầu, nhìn Cung Khai Hà nói. Hay là đưa lệnh hiệu triệu quốc gia đến Võ Đang và Thiếu Lâm. Hai phái này chắc chắn có cao thủ bán thần tiên, bởi vì nếu không có thì cũng không có hai Thái Sơn bắt đầu. Vô ích! Cung Khai Hà chua xót lắc đầu, sau đó hung hăng cầm điếu thuốc dập trong bình. Sao lại vô ích? Lẽ nào họ dám chống lại lệnh của quốc gia? Là một thành viên của đất nước lại là bá chủ Võ Lâm, nhưng khi đất nước cần họ thì cũng phải vì nghĩa vụ, vì nước chứ. Diệp Phàm hỏi. Có ích gì chứ? Đi tìm họ nhưng họ cũng có khác gì Hoa Sơn. Tất cả đều thoái thác, nói không có cao thủ nào thập nhị đẳng. Hơn nữa, những người già thì đều cao tuổi, mà tư liệu của tổ đặc nhiệm A lại không kiện toàn. Không chắc người ta nói chết rồi thì anh cũng chẳng có cách gì. Mặc dù không chết hết nhưng cũng không đồng ý, nói là đã đi du lịch bên ngoài bao năm rồi không về. Rõ ràng có phương tiện liên lạc nhưng lại nói những người già này không dùng di động, không liên lạc được. Và lại, công lực của họ đạt đến trình độ nào cũng không thông báo cho chúng ta biết, thì sao chúng ta giữ được họ? Có cao thủ nhưng nói không có, đương nhiên chắc chắn sẽ có ít cao thủ bán thần tiên. Có thể là sợ giúp chúng ta sẽ bị trọng thương. Những cao thủ này đều là trụ cột có uy quyền của môn phái. Mặc dù không thể hiện ra điều sợ sệt, nên người ta đương nhiên không muốn xuất hiện rồi. Đới Thành có chút tức bực nói. Vậy làm thế nào? Phải cứu đồng chí Nhất Đao, mà còn phải chặn miệng của những ủy viên quân giới, chúng ta không thể bỏ mặc được. Bằng không nguy hại của chúng ta cũng lớn. Đồng chí Thôi Kim Đồng nói. Đúng vậy, tôi đi lấy tiền ra để hiệu triệu, nói chúng ta sẽ chi nhiều tiền, có khi đi làm nhiệm vụ một lần sẽ có khoản chi tận mấy chục triệu. Chúng ta đã bỏ tiền ra, những đội viên của chúng ta đi làm việc đều là làm gì, tất cả là làm việc lớn. Ví dụ nói về một lần đi làm nhiệm vụ, chỉ nói đến tư trang cho đội viên này đã đến mấy nghìn tệ rồi. Hơn nữa, chi phí trang bị cho bộ đội bên ngoài cũng không nhỏ. Cũng giống như Sahara, mỗi lần chúng ta đều bỏ ra khoản trợ cấp cách xù cho trang bị, cho những đội viên tàn tật, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ có thể tiêu hao của chúng ta đến 7, 80 triệu. Khoản này chiếm khoảng 20% chi phí cả năm của tổ đặc nhiệm A. Nếu như những việc lớn thế này diễn ra mấy lần thì đội viên chúng ta chắc phải uống gió Tây Bắc rồi. Có thể tình hình thật như thế, người ta lại không thế, họ còn có ý kiến. Nhiều đồng chí còn đưa ra ý kiến cắt giảm khoản chi cho tổ chúng ta. Nói là đã lãng phí quá nhiều rồi, mà tiêu hao lớn nhất chính là nghiên cứu tạo ra binh khí mới, rồi những trang bị đặc trưng khác do tổ nghiên cứu khoa học phụ trách. Anh cứ đi hỏi tổ trưởng Ngô xem. Một tổ của họ hàng năm toàn báo cáo các khoản chi lên tới 200 triệu. Còn khoản chi của tổ tấn công chủ chốt thứ 8 chiếm vị trí số 1. 7, 800 triệu của chúng ta chi hàng năm thì tổ tấn công đó báo cáo một nửa. Nhưng các ủy viên không hiểu, chúng ta biết là chẳng qua chỉ là một chút thôi chứ có nhiều như vậy đâu. Cũng có những ủy viên nhắc lại chuyện cũ, nói rằng tổ A thiết kế lại, hiện nay bộ phận tình báo của tổ hoạt động đặc biệt Hải Lang của Mỹ đã gia nhập CIA. Chúng ta sao không học tập họ? Nói là quá lãng phí, phải hóa giải tổ A chúng ta, kết hợp với an ninh quốc gia, ban 2, 3 tổng tham mưu. Kế Vĩnh Viễn quản tiền, bộ mặt tức giận nói. Thực ra, có một số đồng chí ý kiến cũng hơi quá. Nhưng chúng ta cũng có thể nghe ý kiến của họ chứ. Có thể tăng thu giảm chi ở một số phương diện, ví dụ tôi cũng cảm thấy tổ nghiên cứu khoa học đúng là quá lãng phí. Mà có những thiết bị tạo ra không có nhiều tác dụng lớn. Một số bộ đội của quân giới muốn dùng thành quả nghiên cứu mới nhất này, nhưng tổ nghiên cứu khoa học vì bảo vệ sức tấn công mạnh mẽ của tổ A, cùng những bí mật của tổ nên đã không chịu cung cấp những tài liệu có liên quan đến mặt này. Mặc dù trong một số dự án đều có thể vận dụng những trang bị trong quân giới của tôi, nhưng khi hỏi tổ nghiên cứu thì tổ trưởng Ngô hơi tí lại đòi tiền. Một bộ thiết bị đòi người ta bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí là trăm triệu. Anh em bộ đội chúng ta đâu phải là ngân hàng, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Huống chi, đều là vì quốc gia. Anh em bộ đội mà còn đòi nhiều tiền vậy, tổ nghiên cứu là thuộc quốc gia, lẽ nào lại biến thành cơ quan nghiên cứu tư nhân sao?
Nếu không bắt đầu cắt giảm từ tổ nghiên cứu, thì ít nhất cũng phải giảm đi một nửa kinh phí, là 100 triệu. Chính là để ra cho chúng ta một khoản tiền, lấy ít đi những vị lão thành thì cũng không thể soi mói chúng ta chứ. Đại tướng Dương Quốc Đào trong Tổng cục Chính trị nghiêm túc phê bình, chủ yếu nhằm vào tổ nghiên cứu của Ngô Quang Bảo. Giảm, anh giảm thử xem. Đới Thành hừ nói một tiếng, nhìn Dương Quốc Đào hừ nói. Tổ đặc nhiệm A tuy không tham gia nhiệm vụ nhưng lại là tổ quan trọng của tổ A. Không thể thiếu được, nhiệm vụ của tổ là bảo đảm nhiệm vụ có thể hoàn thành thuận lợi, giảm thiểu thương vong, đẩy mạnh năng lực của đội viên trong tổ A. Đó là một sự bảo đảm không thể thiếu của tổ A. Lấy một ví dụ đơn giản, cứ nói đến trận Sahara, nếu như không phải tổ nghiên cứu phải vắt óc ra suy nghĩ, chế tạo ra binh khí, rồi những thứ mới. Thì có lẽ, chỉ tính chân đó thôi, tổ A đã phải hy sinh mất nửa đội viên rồi. Đội viên chính là hạt nhân của tổ A. Không còn đội viên thì tổ A tồn tại lẽ nào chỉ là trang trí bày biện trên bàn để cho người ta ngắm sao? Đới Thành còn kiêm cả quản lý tổ nghiên cứu. Có người chọc vào đương nhiên là ông ta đứng lên phản bác rồi. Đúng, tôi cũng thấy không những không cắt giảm khoản chi cho tổ nghiên cứu mà còn phải tăng thêm nữa. Diệp Phàm gật đầu nói. Tôi không biết có phải đồng chí Diệp Phàm không hiểu ý tôi sao, tăng thêm chi, nếu như tăng quá nhiều thì cuối cùng nhà nước cũng sẽ quyết tâm là phân tổ A. Đồng chí Diệp Phàm vốn không muốn ở lại tổ A, làm như vậy có phải là thuận theo tâm nguyện của đồng chí không? Dương Quốc Đào lại quay sang nói Diệp Phàm. Đồng chí Quốc Đào, ông nói câu này hơi quá rồi. Diệp Phàm tôi đã quyết rời khỏi tổ đặc nhiệm A thì hoàn toàn có thể làm được. Tôi nói như vậy đương nhiên là có căn nguyên của nó. Tôi cũng đã từng đưa đội viên tham gia vào mấy trận chiến kinh khủng. Cứ nói ngay trận Sahara thì biết, tôi có nhận thức của chính bản thân mình. Những trang bị này đối với đội viên mà nói, nó không thua kém gì sinh mạng của họ. Đơn giản lấy một ví dụ, tổ đặc nhiệm A đã tạo ra giày chống mìn, tiêu hao cực nhiều tiền, mỗi đôi phải lên tới chục triệu. Hơn nữa nguyên liệu làm lại khó kiếm, toàn đội chỉ có 3 đôi, nhưng đó là đôi giày cứu mạng. Tôi đã nhiều lần dẫm phải mìn, nếu như không có giày này thì tôi sớm đã tàn phế rồi. Như vậy tổ đặc nhiệm A sẽ tổn thất lớn. Diệp Phàm tôi không phải nói tốt bản thân, nhưng như tôi thì trong tổ A có được mấy người. Nếu các đội viên cao thủ của tổ A đều bị thương vong vì không có vũ khí tốt thì chắc chắn tổ A đã rơi vào thời khắc sinh tử, tồn vong rồi. Còn nói về khoản chi, đây là việc không còn cách nào, ai nói việc mà chúng ta làm các bộ phận khác không làm được. Các đồng chí trong quân ủy chỉ đứng mà nói không thấy mỏi lưng. Ngày ngày cứ nói giải tổ A, tôi muốn hỏi bọn họ, sau khi giải tổ A đi thì những nhiệm vụ quan trọng sau này thì bên nào sẽ làm? Không nói đến quân đội tham gia chiến tranh diện tích rộng hay bảo an quốc gia. Nhưng chúng ta là những thứ này, lẽ nào muốn giết một Sahara mà phải một đoàn quân đi sao? Đấy là nước của người ta không phải trong nước mình, nếu như anh đi mà không thành thì sẽ là chiến tranh xâm lược rồi. Chính các cựu ủy viên cũng phải hiểu điều này, vì thế việc của họ chúng ta có thể làm, chỉ cần cho chúng ta nhiều người, còn việc của chúng ta thì họ không làm được. Hiện giờ đồng chí Sa Nhất Đao không biết sống chết ra sao, chúng ta phải nghĩ cách cứu người mới đúng chứ không phải ngồi đây mà kêu ca cắt giảm chi phí. Còn nữa, nếu quả thật muốn mời được bán thần tiên thì lẽ nào họ làm không công sao? Chỉ sợ anh có bỏ ra cả chục triệu thì người ta cũng chưa chắc đã ra tay. Việc này, cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tổ A không giống với bất kỳ tổ chức nào cả. Và lại nói, nếu nói một vài thiết bị bí mật có thể đưa cho quân đội dùng chỉ là con dao hai lưỡi mà thôi. Quân đội có được những thứ này đương nhiên phải đẩy cao năng lực đấu tranh, nhưng nếu một khi phạm vi về thiết bị được mở rộng thì tính bại lộ cũng sẽ tăng thêm. Một khi đã bại lộ thì sao nói là bí mật được? Nếu để lọt vào tay của tổ chức nước ngoài thì khi chúng ta làm nhiệm vụ, người ta đã sẵn sàng chống lại chúng ta rồi. Như vậy không phải tự giăng lưới bắt mình sao? Tự nhiên lại khiến đội viên của ta tự đưa mồi ăn cho chúng. Vì thế tổ trưởng Ngô băn khoăn cũng là lẽ thường. Diệp Phàm nói năng hùng hồn, phản bác lại đồng chí Dương Quốc Đào. Mịt mờ cũng là có ý ủng hộ Đới Thành.